Trương Tam Phong dị giới du chương 620, còn đen hơn cả người chim, một, một vạn người tinh linh tộc, cộng thêm một nhóm nguyên tố tinh linh. Như vậy khi ta hưởng thụ, có thể trực tiếp chuyển hóa ma lực thành vong linh tử khí, ha ha. Không hề kém hơn một ngàn thiên sứ nha, Minh Thần Tạp Ba Tư Cơ Cười Giang nói, mặt khác, chỉ cần ngươi dân lên kiện thần khí giống như sợi dây kia cho ta, ta sẽ giúp đỡ các ngươi đối kháng người chim, thế nào, chẳng ra cái dạng gì hết bần đạo một phát từ chối luôn, vậy thì ngươi cứ đi giúp đỡ đám người chim đối phó ta, dù sao đối thủ của ta đã mạnh như vậy rồi, thêm một người như ngươi cũng không tính là nhiều, thiếu một người cũng không ít, không sao cả, rồi lại nói, ngươi cho rằng các ngươi đã nắm chắc phần thắng sao. Bần đạo cười lạnh nói, thuộc, tính ngươi và gia cáp đức một quan một ám, hoàn toàn tương khắc với nhau, căn bản không thể nào phối hợp được. Thậm chí đứng gần một chút sẽ lập tức phát sinh năng lượng xung đột, còn nữ thần tự nhiên và nữ thần nguyên tố lại có thể phối hợp với nhau rất tốt, phải biết rằng, nữ thần nguyên tố được xưng là ma pháp chân thần, thi triển ma pháp đặc biệt xảo diệu, lực phá hoại mạnh mẽ không hề thua kém hỏa tổ, ngươi và gia các đức cùng nàng tranh đấu một đối một, không ai là đối thủ của nàng. Cho nên hai người các ngươi liên thủ chưa chắc có thể đánh thắng nữ thần tự nhiên và nữ thần nguyên tố. Ta không hề lo lắng chuyện này, hừ. Minh thần tạp ba tư cơ khinh thường nói ngươi đúng là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng nhóm người chim chỉ có một vị chủ thần gia cấp đức thôi sao? A, à, chẳng lẽ còn có nhiều? Bần đạo nghe hắn vừa nói như thế, lập tức hứng thú hỏi tới, hắc hắc, lần này ta có thể moi được một ít tin tức từ trong miệng hắn, quả nhiên, minh thần tạp ba tư cơ hơi do dự, sau đó dứt khoát nhìn ta nói, số lượng cụ thể của chủ thần thiên sứ ta cũng không biết, nhưng mà ta biết một việc, bọn họ có thể ở trong thời gian ngắn tập hợp được ba vị chủ thần ngang cấp gia cấp đức từ những vị diện khác, ngươi định gạt ta, ngươi nhất định là đang gạt ta. Bần đạo làm bộ không tin, cười lạnh nói, ngươi cho rằng chủ thần 12 đầu cánh tùy tiện là có thể xuất hiện, hay là ngươi định nói rằng chủ thần đỉnh cấp chỉ là thứ rác rưởi có thể bán sĩ kim bán lẻ. Trong thời gian ngắn là có thể tập hợp ba tên, ngươi nói 30, 300 luôn đi, nói như vậy không chừng có thể trực tiếp hù chết ta, ngươi cũng bất việc, kiến thức nông cạn. Ta nói là sự thật. Minh thần tạp ba tư cơ gấp gáp nói, được rồi, ta tiết lộ cho ngươi biết một bí mật, đủ để chứng minh thành ý của ta. Mặc dù chuyện tình này đã qua thật lâu, hiện tại cũng không có vấn đề gì nữa, nhưng mà ta vẫn hy vọng ngươi có thể giữ bí mật cho ta, cho dù ngươi tiết lộ ra ngoài, ta cũng tuyệt đối không thừa nhận. Tốt, ta đáp ứng sẽ không tiết lộ cái bí mật này. Bần đạo trịnh trọng nói ước chừng hơn một vạn năm trước, ta dạo chơi ở một vị diện lại nhìn thấy một vị thiên sứ tám cánh mỹ lệ, lúc ấy nàng ta đang lĩnh quân chiến đấu với một đám sinh vật cao cấp của ma giới, thật ra nàng trúng mai phục của người ta, nguy cơ trong sớm tối, minh thần tạp ba tư cơ dùng vẻ mặt bị ổi nhớ lại, vốn là ta chỉ đi tới đó tìm kiếm một loại tài liệu quý trọng mà thôi, đối với sống chết của bọn hắn, ta chưa bao giờ quan tâm. Nhưng mà cô nàng kia thật sự quá hấp dẫn, tóc cháy như lửa đỏ, làn da trắng noãn, cặp mắt to xanh thẳm, khiến cho ta thoáng cái mê mẩn luôn, cho nên ta thừa dịp nàng trọng thương, bắt nàng từ trên chiến trường rời đi. Tiếp theo đó, ta suốt năm suốt tháng ở trong tẩm cung của mình chơi bời với nàng, được vài năm mới lưu luyến không rời chuyển hóa nàng thành vong linh hấp thu tử khí. Minh thần tạp ba tư cơ nói tới đây còn mang theo tâm tình tiếc hận, bần đạo thấy vậy trực tiếp muốn ói, không nhịn được mắng, người ta tối đa chỉ là tiền dâm hậu sát, ngươi thì tốt ngược, trước gian sau ăn ngươi đúng là cái thứ ác tâm, quả thực không thể dùng từ ngữ để diễn tả rồi, không bằng cầm thú mà, trời đất, ta đâu có biện pháp gì nữa chứ. Minh thần tạp ba tư cơ lại ủy khuất giải thích, đám người chim cũng không là thứ tốt gì đâu, chỉ là một nhân tình của gã gia cáp đức thôi mà, phì phì, lão tử anh tuấn tài năng như vậy lại đi đổ vỏ cho gã người chim gia cáp đức, thật là xui quá đi, tiên tổ sư gia ơi. Bần đạo nghe cái tên ghê tởm này nói xong trực tiếp câm lặng, ta coi như là triệt để bại trong mồm hai tên bại hoại này rồi bọn họ đã đạt đến trình độ thật sự vô địch ta mắng bọn hắn còn có chỗ nào dùng đây cái loại trình độ này nếu như chửi mắng chính là đang khích lệ bọn họ cho nên ta chỉ có thể buồn bực vỗ tráng vô lực mắng thật là một đôi cầm thú minh thần tạp ba tư cơ tỏ thái độ bất cần nói lão tử là minh thần mạnh hơn cầm thú mà bí mật còn ở phía sau ta từ sâu trong linh hồn nữ thiên sứ kia đào móc ra một ít tin tức, chính là tin tức khi nữ nhân kia dùng thân thể bồi đáp gia các đức mới lấy được, tuyệt đối là sự thực, phải tuyệt đối bí mật, ngươi có nghe hay không đó? Không nghe ta đi chỗ khác nói à nha. Nghe, nghe chứ. Bần đạo vội vàng nói, mau nói cho ta nghe đi, nhân tình gia các đức biết được những tin tức gì? Tình báo trọng yếu như vậy ta làm sao có thể bỏ qua đây? Từ trong trí nhớ của linh hồn kia ta biết được một bí mật kinh người, thì ra chủ thần thiên sứ không phải là cấp bậc cao nhất, ở trên bọn hắn còn có cấp bậc cao hơn tồn tại, những gã như gia hỏa gia cấp đức bọn họ không có thiếu. Minh thần Tạp Ba Tư cơ ra vẽ thần bí nói với ta, tồn tại cao cấp hơn gia cấp đức. Bần đạo nghi ngờ nói, ý của ngươi là còn có người chim 14 cánh tồn tại, hẳn là như vậy, thậm chí có thể là thiên sứ 16, 18 cánh tồn tại. Minh thần tạp ba tư cơ lộ vẻ tiếc hận nói, đáng tiếc nữ thiên sứ này cấp bậc quá thấp, chi tiết cụ thể nàng biết không nhiều, theo như trí nhớ của nàng dường như loại tồn tại cao cấp hơn kia chỉ có thiên sứ cấp bậc gia các đức mới có tư cách nhìn thấy, về phần thiên sứ 18 cánh thì ngay cả tư cách biết đến cũng không có, cho thấy bọn họ tiến hành giữ bí mật tốt đến cỡ nào, trời đất ơi, ngươi nói cái đó khác gì không nói. Bần đạo bất mãn nói, Tồn tại cao cấp hơn chủ thần đỉnh cấp ta đã sớm có suy đoán, thậm chí còn có thần minh khác chứng thật nhìn thấy qua, căn bản chẳng có gì lạ. Bọn họ cho tới bây giờ không hề tham dự hạ giới tranh đấu, thuộc về tồn tại trong truyền thuyết rồi, ta nếu như không có đoán sai, lực lượng của bọn họ đã không còn thuộc về thứ nguyên này, hơn nữa còn có ước định khắc chế lẫn nhau. Cho nên bọn họ không thể nào hiện ra ở trong vị diện của chúng ta ngươi cho rằng đám người chim có thể xuất động thiên sứ 14 cánh tới tìm ta phiền toái. Nói cho ngươi biết, ngươi xem trọng ta quá đi, ta còn không xứng để bọn họ động can qua lớn như vậy, bần đạo không có nói thật với hắn, tồn tại cao hơn chủ thần đỉnh cấp thật ra ta biết không ít, tỉ như sư tổ của ta hồng quân đạo nhân, nữ hoa nương nương cùng với bàn cổ đại thần. Bất luận là thần lực hay là cảnh giới tinh thần bọn họ đều vượt xa chủ thần đỉnh cấp một cấp bậc, bọn họ có thực lực dễ dàng hủy diệt một vị diện chân chính thuộc về hạng người mạnh đến biến thái chỉ có điều cả đám bọn hắn đều thuộc về nhân vật truyền thuyết dù sao bần đạo tu luyện nhiều năm như vậy cũng chưa từng nhìn thấy qua bất kỳ một ai ta có hỏi sư phụ ngài cũng không biết chỗ ở của ba người kia ngài nói cho ta biết đã không biết đã qua bao nhiêu vạn năm không gặp ba người kia rồi mặc dù trên nhân thế vẫn truyền lưu câu chuyện của bọn họ nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng có ai nhìn thấy bọn họ đã dần dần biến ra khỏi tầm mắt mọi người trở nên hư vô mờ mịt, cho đến hiện tại ta mới chợt nhớ tới, ngươi đúng là không xứng để xúc động thiên sứ 14 cánh. Nhưng mà không có nghĩa là ngươi không xứng để bọn họ xúc động nhiều thiên sứ 12 cánh. Minh thần tạp ba tư cơ cười lạnh nói, ở trong trí nhớ nữ nhân kia, thiên sứ có quy củ là mỗi vị chủ thần đều khống chế một vị diện có thể thành lập thiên đường thần giới, cùng với mấy chục đến mấy trăm nhánh nhỏ ở gần vị diện đó, vị diện nhỏ phải dựa vào tự mình đi chinh phạt, phía trên không hề quản. Cứ mỗi ba khu thiên đường tạo thành một chiến khu hỗ trợ lẫn nhau. Thiên đường cùng chiến khu có lối đi không gian tương liên với nhau, thiên sứ đẳng cấp cao có thể tùy thời đi đến trợ giúp, nói cách khác, chỉ cần gia cấp đức nguyện ý, hắn có thể tùy thời mời hai vị chủ thần cùng chiến khu bên kia tham chiến, hoặc nói là, đến lúc đó các ngươi đối mặt không phải là ta và gia cấp đức liên thủ, mà là ba vị chủ thần thiên giới liên thủ. Hừ, như thế thì thắng bại cũng không cần ta nhiều lời chứ? thật sự chỉ có ba. Bần đạo không xác định được, hỏi lại, nếu như chiến khu của bọn hắn có thêm vài cánh cửa không gian thì làm sao bây giờ, chẳng lẽ đến lúc đó mười mấy tên như gia cáp đức cũng có thể xuất hiện. Bần đạo đang thử thăm dò hắn, không thể nào. Minh thần tạp ba tư cơ phi thường khẳng định nói, khoảng cách giữa các vị diện có xa gần khác biệt, vị diện quá xa thỉnh thoảng có người qua lại còn được. Nhưng mà muốn thành lập lối đi không gian lâu dài, vậy thì năng lượng và vật liệu hao phí tuyệt đối là một con số ở trên trời cho dù là người chim cũng không thể nào thừa nhận nổi cho nên chiến khu bình thường của bọn họ thỉnh thoảng mới có liên lạc ngay cả tin tức cũng rất bế tắc nếu muốn nhảy qua nhờ chiến khu khác điều động chủ thần đến giúp nhất định phải hao phí đại lượng ma lực lượng ma lực hao phí chỉ sợ không thể kém hơn năng lượng trên người một vị chủ thần làm như vậy thật sự cái được không bù đắp nổi cái mất lại nói quan hệ giữa các chiến khu cũng có cạnh tranh với nhau Đôi khi bọn họ sẽ vì một vị diện mới mà đánh nhau, cho nên Gia Cáp Đức tuyệt đối không có năng lực điều động quá nhiều chủ thần, tối đa chỉ có ba người bọn hắn mà thôi. Này! Bần đạo thở phào nhẹ nhõm, không thèm quan tâm nói, nói hồi lâu mà chỉ có ba tên Gia Cáp Đức thôi hả? Vậy thì có gì đáng sợ, ngươi đúng là khiến cho ta ngạc nhiên quá đi, ngươi. Ngươi là ngu ngốc hả? Minh thần tạp ba tư cơ thấy ta cùng vọng như thế. Thiếu chút nữa bị ta chọc cho tức chết, quát ầm lên, ba gã chủ thần đỉnh cấp cùng lúc xuất thủ, đủ để tiêu diệt nữ thần tự nhiên, nữ thần nguyên tố cùng với ngươi rồi, ta thấy còn chưa chắc, ba người chúng ta không nhất định sợ bọn hắn. Bần đạo tự tin nói, lũ người chim là quan hệ pháp thuật, phòng ngự có thừa, công kích không đủ, đây đều là khuyết điểm được mọi người công nhận, nhưng mà không nên quên ta chứ. Minh thần tạp ba tư cơ cả giận nói, ngươi không mang cho ta mỹ nữ và thần khí ta đây đành phải tiếp nhận quà tặng của đám người chim đến lúc đó ngươi chớ có trách ta không nói tình cảm suy nghĩ thật kỹ đi bốn đấu ba các ngươi không có bất kỳ cơ hội nào đâu làm sao ngươi biết chúng ta có ba bần đạo cười nói ngươi cũng đừng quên ta có thể hỏa tổ làm chỗ dựa đến lúc đó ta mời hắn đi ra bốn đối bốn ai chết vào tay ai thật khó nói đấy ha ha mời tới ngươi đừng ở chỗ này giả bộ với ta. Minh thần tạp ba tư cơ kinh thường nói, ở trong trí nhớ nữ thiên sứ kia, ta tìm được một đoạn ngắn thú vị, gia cách đức có một lần đắc ý vên váo kể lại chuyện tình ba chủ thần bọn hắn từng thiết kế bảy rập phong ấn hỏa tổ. Ta mặc dù không biết trên người của ngươi vì sao có hơi thở của hắn, nhưng mà ta lại biết ngươi và hắn khẳng định không có trực tiếp tiếp xúc, có lẽ ngươi chỉ chiếm được một món bảo bối mà hắn di lưu lại, nếu tất cả mọi người đều là người hiểu biết, ngươi đừng có ở đây giả bộ nữa đi, ha hả, cho dù ngươi nói đúng, ta đây tuyệt đối không đáp ứng điều kiện của ngươi. Bần đạo cười nói, có lẽ đến lúc đó phong thần và đại mẫu thần lại xuất hiện thì sao, nói như vậy, chẳng khác nào ta đây không công tổn thất sao, ngươi, ngươi không nên quá ngây thơ có được hay không. Minh thần tạp ba tư cơ oán hận nói, vạn nhất đến lúc đó bọn họ không có xuất hiện, ngươi có muốn hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Ta thu đồ của lũ người chim, tuyệt đối sẽ làm việc cho bọn hắn. Làm trò hề trước mặt chư thần, chiêu bài của ta sẽ vì ngươi mà bể mất. Ngươi cần phải hiểu rõ điều đó, nói không làm là không làm, ta kiên quyết mặc kệ. Khà khà. Bần đạo thấy hắn giận đến nổ phổi, phi thường vui vẻ cười nói, "Ngươi, ngươi rất dứt khoát." Minh thần tạp ba tư cơ cuối cùng vẫn phải mạnh mẽ đè cơn giận xuống, sau đó làm bộ hòa khí nói, ngươi không phải là sợ đến lúc đó phong thần hoặc đại mẫu thần xuất hiện, tác dụng của ta trở nên kém bớt đi hả? Khiến cho lần đầu tư này của ngươi trôi đi oan uổng hả? Như vậy, ta không để cho ngươi lỗ lã, ta và ngươi giao dịch, dùng một ngàn con cốt long trao đổi với ngươi cũng tạm được chứ. Một ngàn con cốt long đã muốn đổi lại một thần khí mạnh như vậy và một vạn tinh linh. Bần đạo kinh thường nói, cốt long của người toàn bằng vàng đúc ra hả? Hình như hơi mắc một chút đó, minh thần tạp ba tư cơ thấy ta nói như vậy còn tưởng rằng chuyện này có cửa qua vội vàng thúc giục vậy ngươi muốn bao nhiêu ta nghe lời ngươi vẫn là câu nói kia nhân mạng vô giá ngươi đưa ra bao nhiêu ta cũng không đổi bần đạo cười lạnh nói vì chó má cái thứ nhân mạng vô giá rõ ràng là ngươi không nỡ bỏ ra thần khí của mình thôi minh thần tạp ba tư cơ thầm nghĩ cùng lắm thì ta không cần thần khí của ngươi dùng ba nghìn cốt lông đổi lại một vạn tinh linh đây là giới hạn cuối cùng của ta rồi không nên lại ép ta nữa ha hả bần đạo mỉm cười nói tố chất tinh linh hơn xa những thiên sứ chỉ dùng làm bình hoa kia không chỉ ma lực cao hơn rất nhiều hơn nữa linh hồn thuần khiết và cường độ tinh thần lực cũng mạnh hơn nữ tu sĩ chuyển thế thành thiên sứ ngươi có thể hấp thu ma lực của các nàng để gia tăng thực lực vừa có thể hấp thu linh hồn và tinh thần lực để gia tăng tu vi tinh thần của mình đây mới là điểm mà ngươi nhìn trúng, cho nên ngươi mới không tiếc giá nào nhượng bộ với ta, thế nào cũng muốn có nhóm tinh linh này, có phải không? Không sai, chính là như vậy. Minh thần tạp ba tư cơ thống khoái thừa nhận, dùng tinh linh đúng là tốt hơn những thiên sứ kia nhiều, ta rất kỳ quái, lấy thực lực của ngươi làm gì không tự đi lấy. Tại sao cứ phải trao đổi với ta đây? Bần đạo khó hiểu hỏi khi ta hấp thu tinh thần lực và linh hồn các nàng cần phải được các nàng tuyệt đối phối hợp mới được nếu như các nàng liều mạng phản kháng ta đây không chỉ hấp thu không được tinh thần lực ngược lại vì phải trấn áp các nàng phản kháng làm tiêu hao một phần tinh thần lực nữa minh thần tạp ba tư cơ bất đắc dĩ nói cho nên ta không thể dùng sức mạnh đối với các nàng chỉ có thể dựa vào lực lượng tín ngưỡng tôn giáo để dụ dỗ các nàng cam tâm hiến thân tỉ như những nữ tu sĩ chuyển thế thành thiên sứ kia các nàng được chủ thần khuyên can và ra lệnh sẽ cam tâm tình nguyện nhận thức ta nói thế nào cũng phải cảm hóa ma vương ta đây thôi đi thật đúng là một đám ngu ngốc không có đầu óc đã bị bán còn giúp người ta đếm tiền ai lũ người chim thật đúng là quá khốn kiếp bần đạo bất đắc dĩ mắng to sau đó ta kỳ quái nói nhóm tinh linh thủ hạ của ta không tín ngưỡng những điều kia cho nên ta cũng không có biện pháp bảo các nàng đi làm việc các nàng không muốn cho nên ngươi có thể bỏ qua tâm tư này đi thôi. Không không không, điều này nói rõ ngươi còn không biết thuộc hạ của ngươi." Minh thần tạp ba tư cơ cười nói, "Khi ta đi tới vị diện này, hiện ra ở trên mặt biển rộng, nói chuẩn xác là ở trên một chiếc chiến hạm, sau đó ta tìm được khí tức của ngươi, cho nên liền chạy tới nơi này, ở trên đường đi ta phát hiện mấy chiếc thiết giáp chiến hạm kỳ quái, nằm ngoài dự liệu chính là mỗi chiếc chiến hạm đều có 50 tên tinh linh pháp sư." từ trong trí nhớ của bọn họ ta hiểu được rất nhiều chuyện xưa của ngươi, hơn nữa còn biết, bọn họ đối với ngươi phát ra từ sự sùng bái của nội tâm, chỉ cần một câu nói của ngươi, bọn họ thậm chí có thể vì ngươi đi chết, cho nên, ngươi chỉ cần bố trí vài chuyện nhỏ, tỉ như bảo các nàng toàn lực thỏa mãn ta để đổi lấy lực lượng của ta đánh bại người chim, Vâng, vân, các nàng nhất định sẽ cam tâm tình nguyện hiến dân thân thể và linh hồn cho ta, kha kha. Tiểu tử thấy thế nào? ba nghìn cốt long cộng thêm ta toàn lực ủng hộ, đổi lại một vạn tinh linh của ngươi, có làm hay không? Minh thần tạp ba tư cơ cười gian nói, dĩ nhiên không làm. Bần đạo lớn tiếng quát lên, sau đó ta ngẩng đầu nhìn minh thần tạp ba tư cơ mắng, ta không giống với đám người chim, mẫu thân của ta chính là trưởng công chúa tinh linh tộc, ta đây cũng coi như là một nửa tinh linh tộc rồi. Vì thế cho dù thế nào đi nữa ta cũng không thể bán đi các tỷ muội của mình, đưa cho tên súc sinh như ngươi giày xéo, chỉ dù ta có chết trận, ta đây cũng phải chết cho giống một người đàn ông, đừng tưởng ngươi có giá nhé, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Minh thần tạp ba tư cơ thẹn quá thành giận nói, ngươi đã không biết điều thì đừng trách ta không khách khí, ngươi cứ đợi đến khi bị ba gã chủ thần liên thủ đuổi giết đi. Ha ha. Bần đạo nghe xong, ngược lại còn cười lớn, nói với Minh thần tạp ba tư cơ, ta rất thích bị ba gã chủ thần đuổi giết. Ha ha. Ngươi đoán đi ta sẽ dẫn truy binh đi tới đâu chơi minh thần tạp ba tư cơ nhìn thấy vẻ mặt cười gian của ta nhất thời cả kinh sau đó đột nhiên nghĩ đến một đáp án vội vàng hỏi không phải ngươi dẫn bọn hắn đi tới minh giới đó chứ ha ha ngươi nói đúng rồi chính là minh giới bần đạo cười to nói ta sẽ vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ dẫn dắt ba gã chủ thần đi chơi ở minh giới bốn ngày tranh thủ giúp cho bọn họ đi dạo qua bốn tòa thành đại tôn mỗi nơi một lần như vậy mới gọi là công bình, ngươi thấy thế nào, ngươi, ngươi muốn phá hủy minh giới của ta hả? Minh thần tạp ba tư cơ bị ta dọa cho sợ đến đổ mồ hôi lạnh, bi phẫn nói, thiên sứ chủ thần đỉnh cấp chỉ cần buông thả thần quan hộ thể đã đủ khiến cho một đám cường giả như vu yêu vương hoặc là cốt long hoàng trọng thương, vong linh cấp bậc thấp hơn bọn hắn dính cái là xong. Ba gã chủ thần nếu như mang theo vài chục vạn đại quân, tiến hành bốn ngày du lãm ở trong minh giới, vậy thì ta còn có đường sống không chứ minh thần tạp ba tư cơ nói như vậy tuyệt đối không phải là nói chuyện giật gân mà là thật sự nếu như thật sự là ba gã thiên sứ chủ thần cùng tới tuyệt đối có thể giết sạch toàn bộ mầm mống nhân tài lẫn binh sĩ ở minh giới không còn một mống bốn đại chủ thành bị hủy diệt định chắc rồi bởi vì tất cả kiến trúc trong thành toàn là xương cốt được pháp thuật hắc ám gia trì qua nếu như bị thánh quang chiếu vào khẳng định giống như băng tuyết bị ánh mặt trời chiếu sáng trực tiếp tiêu tán ngay vì thế nhất định khiến cho thực lực Minh Giới giảm xuống hơn phân nửa. Ha ha, ngươi đã không cho ta một con đường sống, ta tại sao phải còn phải lưu lại cho ngươi đường sống đây? Bần đạo cười lạnh nói, đến lúc đó, chúng ta cùng đợi cho toàn bộ xong xuôi hết đi. Có lẽ ta sẽ chết trước ngươi, nhưng mà ta nhắc nhở ngươi một chuyện quan trọng, danh dự của đám người chim thối cỡ nào toàn thế giới đều đã rõ ràng, ngay khi thực lực của ngươi tổn thất thảm trọng, ba người bọn hắn có thể thuận tay xử ngươi diệt khẩu hay không đây? chuyện này minh thần tạp ba tư cơ đưa tay lau mồ hôi một cái nói đây còn phải hỏi sao căn bản là chuyện như đinh đóng cột rồi bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho ta đâu rất tốt có thể biết được điểm này đã nói lên ngươi xem như là người có trí tuệ bần đạo nói ngươi cũng đã biết như thế bản thân đi trợ giúp người chim một trận kết quả thu được lại là phản bội vậy thì tại sao ngươi không thử chuyển qua giúp đỡ bọn ta những người vốn có danh dự lớn lao như nữ thần tự nhiên nữ thần nguyên tố và cả ta đây có ích lợi gì không minh thần tạp ba tư cơ hỏi chỗ tốt thì không có bần đạo lắc đầu nói một tinh linh ta cũng sẽ không cho ngươi thần khí cũng đừng có suy nghĩ trời đất ơi không có bất kỳ chỗ tốt còn muốn bảo ta tay không trợ giúp ngươi minh thần tạp ba tư cơ căm tức nói ngay cả người chim còn biết cho ta một ngàn thiên sứ chẳng lẽ ngươi keo kiệt đến mức vắt cổ chày ra nước hả ngươi so với lũ người chim còn đen tối hơn nữa ha hả người chim đưa mỹ nữ cho ngươi là đòi mạng già của ngươi ta đây mặc dù không cho ngươi thứ gì thế nhưng ít nhất có thể bảo đảm an toàn của ngươi bần đạo cười hì hì nói ta nghĩ chuyện đơn giản như vậy tự nhiên ngài phải biết nên lựa chọn như thế nào đúng không hai phe các ngươi toàn là đồ khốn kiếp tiên sư chúng nó vậy thì ta không giúp ai cả tạm được rồi chứ Minh thần Tạp Ba Tư cơ giận dữ nói, "Tùy ngươi thôi." Bần đạo cười gian nói, "Dù sao một khi chiến sự bất lợi, ta kiếm đường chạy cũng phải ưu tiên minh giới rồi, bần đạo mà chết đạo hữu cũng có thể làm cái đệm lưng cho ta, ta chết cũng cao hứng nha. Ngươi, ngươi thật sự khốn kiếp." Minh thần Tạp Ba Tư cơ nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta hiện tại mới phát hiện, thì ra ngươi so với lũ người chim còn ác hơn nhiều, lão tử không chọc giận ngươi nữa, tại sao ngươi còn không bỏ qua cơ chứ?" ha hả dường như một tên cầm thú chuyên ăn thịt người như ngươi không có tư cách chỉ trích ta nha bần đạo cười nói con người của ta luôn luôn bình đẳng bác ái ta không phạm người thì người đừng có phạm ta từ thời khắc ngươi sử dụng pháp thuật giam cầm đánh lén ta bắt đầu ngươi nên có giác ngộ bị ta trả thù mới đúng ngươi có tin ta liều mạng trở mặt với đám người chim cũng phải chém giết ngươi ngay tại chỗ này hay không binh thần tạp ba tư cơ đằng đằng sát khí nói ha hả ngươi giết không được ta chỉ cần một khi đánh nhau ta sẽ đi tới thiên giới chi môn ngay lập tức sau đó chúng ta một đường phá hư xuống cho đến khi phá hủy thiên giới luôn mới vui bần đạo cười nói thực lực của ta không đủ lực phá hoại không đủ thế nhưng có ngươi phối hợp chúng ta nhất định có thể đập phá toàn bộ thành thị thiên giới thành phế tích có muốn hiện tại thử một chút hay không ngươi binh thần tạp ba tư cơ dẫn đến toàn thân phát trung sát cơ càng ngày càng đậm mắt thấy sắp sửa liều lĩnh bộc phát rồi, bần đạo nhìn thấy chọc hắn giận đến mức đó là đủ rồi, vội vàng nghiêm sắc mặt nhìn hắn nói, lần này nếu như ngươi xuất thủ hỗ trợ, chỗ tốt thực chất tự nhiên là không có, nhưng mà, bần đạo nói tới đây cố ý dừng lại, minh thần tạp ba tư cơ quả nhiên rút lui, vội vã hỏi tới, nhưng mà cái gì? hắn vừa nói câu này cơn giận đã tiêu tán đi rất nhiều, nhưng mà thái độ của ngươi có thể đổi lấy rất nhiều giao tình ít nhất nữ thần tự nhiên và nữ thần nguyên tố sẽ cảm kích ngươi sau này ngươi có chỗ cần nhờ tự nhiên người ta sẽ tận lực thỏa mãn bần đạo cười nói các tính tình nàng đều là tri ân tất phải trả hoàn toàn không giống với người chim hơn nửa thân là nữ thần nên rất ít khi có việc cầu người cho nên đối với ngươi mà nói đây là cơ hội hiếm có đó ta là thần đứng đầu minh giới làm sao cần đến các nàng làm gì minh thần tạp ba tư cơ làm bộ bình thản nói mặc dù khẩu khí cứng rắn, thế nhưng đã không còn mạnh miệng như trước kia nữa, hiển nhiên hắn đã động tâm rồi. Không thể nói như vậy, ai cũng không biết chắc tình huống rủi ro phát sinh ở sau này, tỉ như hỏa thần, hải thần chính là ví dụ đấy thôi. Bọn họ quá mức cao ngạo, không có một người bằng hữu, cho nên bị tính toán cũng không ai biết. Rồi nữ thần tự nhiên có thể tìm được nữ thần nguyên tố và ta hỗ trợ, đây chính là chỗ tốt của bằng hữu, vạn nhất ngày nào đó ngươi bị người chim tính toán, những người bạn như chúng ta sẽ tới giúp cho ngươi, ai già, được rồi. Minh thần tạp ba tư cơ thở dài nói, ta đây sẽ giúp các ngươi một phen, coi như là lưu cho mình một con đường lui, đám người chim thật sự quá mạnh mẽ, danh dự lại thối muốn chết, bọn họ nếu như dễ dàng thu thập các ngươi, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho ta, chuyện này là đương nhiên. Bần đạo mỉm cười dơ chén rượu lên, cười nói, hợp tác khoái trá, khoái trá. Minh thần tạp ba tư cơ bất đắc dĩ cầm lấy cái chén của mình uống một hớt, buồn bực cười khổ nói: Ta đây là lần đầu tiên trong đời chỉ dựa vào mấy câu nói đã phải giúp người làm không công đấy. Tiểu tử, cái mồm của ngươi đúng là lợi hại mà. Sai. Bần đạo cười hắc hắc nói: Chúng ta đều là người sáng mắt không nói tiếng lóng, không phải miệng của ta lợi hại để thay đổi dự định của ngươi, mà do thực lực của ta làm cho ngươi biến chuyển. Nếu như ta bị ngươi bắt được dễ dàng ngươi nhất định sẽ trực tiếp bắt ta chuyển giao cho người chim để đổi lại một ngàn thiên sứ mỹ nữ, ta có nói đằng trời cũng không dùng được, đúng không? Hắc hắc! Minh thần tạp ba tư cơ bị ta nói toạt ra màn xiết, không hề không đỏ mặt, đỉnh đạt nói, không sai, ta tìm đồng bạn hợp tác chứ không phải tìm phế vật, nếu biết rõ các ngươi khẳng định thua, ta làm sao ngu ngốc đi giúp các ngươi chứ? Nói đi nói lại, thực lực các ngươi thật sự khiến cho ta kinh hãi, thực lực của ngươi tối đa chỉ là bản lãnh ngang với thiên sứ tám cánh tinh thần lực chỉ hơi mạnh một chút cũng chỉ là cấp bậc đại tôn mà trên thực tế còn kém hơn đại tôn một ít thế nhưng ta không thể hiểu rõ tại sao ngươi lại có lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy vậy ngay cả không gian giam cầm của ta vốn có thể giam cầm đại tôn cũng bị ngươi phá đi dễ dàng rốt cuộc ngươi là cái quái thai nào sinh ra thế hả ha hả đây là bí mật của ta bần đạo cười nói nếu như muốn biết cầm ra một vạn con cốt long làm phí tình báo, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cũng quá đen tối đi. Một vạn con cốt long. Ngươi cho rằng cốt long là gà a a a, minh giới chúng ta tổng cộng có không tới con số trăm vạn, ngươi chỉ nói một câu đã muốn đổi lại nhiều như vậy, nói đùa gì vậy? Minh thần tạp ba tư cơ bất mãn lớn tiếng nói, không đổi hả? Chẳng lẽ mua bán cũng không được, ngươi gấp cái gì? Bần đạo cười ha hả nói, mua bán tốt lắm, chúng ta liền nói chuyện mua bán. Sợi dây băng thần khí kia đổi lại hay không? Ta ra giá một vạn cốt long, minh thần tạp ba tư cơ đột nhiên nói, một vạn cốt long. Bần đạo cúi đầu suy tư, không phải không thừa nhận, đám cốt long này đối với ta rất có lực hấp dẫn, dĩ nhiên, ta không thể nào dùng hỗn thiên lăng đổi lại bọn chúng, nhưng mà bảo bối của ta nhiều như vậy. Tự hồ trong đó còn có một thứ đặc biệt thích hợp với tên dâm đảng này, nghĩ tới đây, bần đạo nói với minh thần tạp ba tư cơ sợi dây băng đó là binh khí tùy thân của ta không thể nào cho ngươi được ngươi bỏ qua tâm tư đó đi thế nhưng ta còn có vài thứ tốt khác ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích tuyệt đối có thể khiến cho ngươi mê muội thứ gì lấy ra xem một chút ánh mắt minh thần tạp ba tư cơ sáng lên khẩn cấp nói món đồ quá lớn nơi này không thể thả ra ngươi đi theo ta bần đạo vừa nói thuận tay vẫn ném một kim tệ lên trên bàn, sau đó thúng di một cái đi ra một chỗ hoang vắng ở ngoài thành. Sau một khắc, minh thần tạp ba tư cơ cũng đi theo đến bên cạnh ta, thúc giục, vật tốt gì đó, mau lấy ra cho ta nhìn xem. Ha hả, chớ vội. Bần đạo cười nói. Tiếp theo ta tiện tay bố trí đạo pháp kết giới phòng ngừa năng lượng ba động tiết ra ngoài, sau đó mới chậm rãi từ trong hư không lấy ra một kiện đồ vật, đưa ra cho minh thần tạp ba tư cơ nhìn. Chỉ thấy trong lòng bàn tay bần đạo có thêm một cổ kiệu hình bát giác được điêu khắc khéo léo vô cùng. Tạo hình đặc biệt kỳ lạ, mỹ quan bắt mắt, bản thân cổ kiệu chính là một cái giường, mặt trên còn có cái ô che trên đầu, một hàng vải mỏng tan buông xuống, che chắn cảnh tượng ở bên trong, đồ chơi nhỏ như vậy. Tại sao khi nãy không thả ra cho rồi? Còn hành hạ ta đi một hồi làm gì? Minh thần tạp ba tư cơ bất mãn nói, mặc dù năng lượng ba động của nó coi như không tệ, nhưng mà nhiều nhất chỉ tính là thứ do một một gã chủ thần cấp một chế tạo. Vi lực có thể mạnh mẽ bao nhiêu chứ? Ha ha. Bần cười to nói, ngươi xem. Vừa nói, ta ném cổ kiệu ra xa xa, nhất thời cổ kiệu đón gió thổi lớn lên, trong nháy mắt biến thành một cổ kiệu xa hoa khổng lồ. Chỉ riêng cái giường lớn của cổ kiệu đã có đường kính chừng mười thước. Không chỉ như thế. Sau khi cổ kiệu phóng lớn đột nhiên bên dưới cái tán che hiện ra 36 mỹ nữ ăn mặc phóng đảng, 8 người mang kiệu, 8 quạt, 8 bay múa ở giữa không trung, 8 ở trên giường dùng nhạc khí trình diễn ca sướng. Đây là cổ kiệu của chủ thần tiểu quỷ tử, tu tả chi nam. Khi bần đạo phi thăng được 500 năm, thành tài lại hạ xuống nhân gian giới tu luyện. Lúc ấy ta vừa mới xuất quan trở lại nhân gian nghe ngóng, tiểu quỷ tử đánh một trận chiến giết chết 400.000 quân dân làm cho ta đây cả kinh mặt mày tái mét, lại hỏi thăm được bọn họ làm ra đủ loại tội ác khiến người ta giận sôi. Cuối cùng còn nghe thấy Thiên Chiếu và Tu Tả Chi Nam từng lợi dụng linh hồn chết trận trong chiến tranh luyện chế pháp khí tà ác. Dưới cơn lửa giận, ta đây đánh thẳng tới cửa, đáng tiếc lúc ấy thực lực ta không đủ, không thể triệt để hủy diệt bọn họ, chỉ có thể phá hủy thân thể Tu Tả Chi Nam, Thiên Chiếu trọng thương bỏ chạy, từ đó ẩn nút trốn tránh ta. Hơn nữa, nhờ có người chim và chủ thần tây phương cố ý che chở cho nên ta tìm không ra bọn hắn về sau ở thời điểm ám toán ta và athena mới xuất hiện lại ai hối hận chết ta diệt cỏ không diệt tận gốc chính là để lại phiền toái cho mình vọng động là ma quỷ mà ta lúc ấy nếu như đi tìm thêm vài trợ thủ đánh cho bọn hắn trọn đời không siêu sinh mới tốt cổ kiệu này chính là chiến lợi phẩm ngày đó tu tả chi nam phải mất khá nhiều khí lực mới chế tạo ra chớ có xem thường 36 mỹ nữ kia, bọn họ là thị nữ đã đi theo tu tả chi nam từ rất sớm, trải qua mấy ngàn năm tu luyện có được bản lãnh bán thần rồi, các cũng ít nhất cũng có thực lực thiên sứ sáu cánh, coi như là vợ bé của tu tả chi nam, sau khi tu tả chi nam chơi chán, liền mang cả đám vào luyện chế thành pháp khí tà ác này, cổ kiệu này lúc bình thường tu tả chi nam dùng để dâm loạn, bần đạo bắt được có lòng phá hủy, nhưng lại tiếc những tài liệu tốt kia vì thế vẫn sưu tầm để ở trong kim liên. Hiện tại vừa lúc mượn cơ hội này chuyển giao cho Minh thần tạp ba tư cơ, lấy ánh mắt sắc quỷ của lão dĩ nhiên biết được giá trị vật này. Quả nhiên, sau khi 36 mỹ nữ xuất hiện, ánh mắt Minh thần tạp ba tư cơ lập tức nhìn thẳng, thậm chí nước miếng chảy ra hai hàng. Những nữ nhân này đều là đứng mỹ nữ nhất hạng do tiểu quỷ tử lựa chọn, nếu không cũng không thể cho đi làm thị nữ rồi. Các nàng ở trong cổ kiệu này lâu dài ảnh hưởng, ăn chơi trác tán không biết bao nhiêu năm tháng sớm đã quên mất liêm sĩ là thứ gì rồi tất cả cơ hồ không có mặc quần áo động tác ngôn tình phong tao vô cùng kể từ khi bị ta lấy được cho tới bây giờ cũng không có mang ra hiện tại thật vất vả mới có cơ hội biểu hiện các nàng tận tình biểu hiện ra sự khát vọng khiến cho dâm trùng minh thần tạp ba tư cơ bắt đầu bò lên tận não kha kha nhìn minh thần tạp ba tư cơ biểu hiện bần đạo đã biết có cửa rồi hắc hắc tu tá ơi là tu tá ngươi bị sừng trâu đâm chết cũng đừng có trách ta, ai bảo nhóm tiểu lão bà của ngươi quá phong tao làm chi? Nếu như các nàng là phụ nữ đàng hoàng, ta đây làm như vậy thật sự không tốt cho lắm, nhưng mà bây giờ nhìn lại ta đây mà không đưa ra, các nàng khẳng định oán hận ngược ta ấy chứ, cẩn thận. Minh thần tạp ba tư cơ nhìn không chớp mắt, ngó đăm đăm vào đám nữ nhân nói, ta đổi lại một vạn cốt long, mau đưa các nàng cho ta, nhìn bộ dáng kia hình như hắn hận không thể xách súng lên ngựa tại chỗ hay sau đó. Vào lúc này, bần đạo trực tiếp thu cổ kiệu vào, cười nói, xin lỗi, đồ tốt như vậy, một vạn cốt long không bán, vậy ngươi muốn bao nhiêu? Nói mau. Minh thần tạp ba tư cơ thúc dục, không nên quá mức đó, nhẫn nại của ta là có hạn độ. Ha ha, ta đây nói rõ vậy, ta có ba điều kiện, đáp ứng hết chúng ta tự thành, không đáp ứng, cho dù. Bần đạo cường ngạnh nói, Coi như cho tới bây giờ ngươi chưa từng thấy nó là được rồi. trời đất ơi, mang ra chọc cho ta nổi lửa lên rồi, còn có thể làm như chưa từng nhìn thấy. Minh thần Tạp Ba Tư Cơ giận dữ hét, nói điều kiện ra nhanh lên. thứ nhất, ta muốn hai vạn cốt long, trong đó phải có hai đầu cốt long hoàng, hai nghìn không trăm năm mươi đầu cốt long vương, còn lại là cốt long bình thường, sải cánh không thể dưới ba mươi thước. Bần đạo nghiêm túc nói, trời đất, ngươi cũng quá tham lam đi cốt long hoàng ta đây có bao nhiêu chứ? Minh thần tạp ba tư cơ giận dữ nói, kiên quyết không được, ngươi đây là đang lừa gạt, chỉ có mười mấy nữ nhân đã muốn thu nhiều thủ hạ của ta như vậy. Ngươi cho rằng ta đây thật sự là hôn quân hả, hừ. Bần đạo cười lạnh nói, ngươi, cái tên ngu ngốc này, chẳng lẽ chỉ biết nhìn thân thể của các nàng thôi sao, các nàng kém cỏi nhất cũng có thực lực Long Vương, bốn nàng dẫn đầu lại là cấp bậc Long Hoàng, Ngươi cho rằng các nàng chỉ để cho ngươi chơi thôi hả? Các nàng đều là bán thần thực lực cường hãn đó, hơn nữa các nàng tổ hợp lại thành một trận pháp, uy lực cực kỳ cường hãn, nói không khách khí, dù có là ngươi muốn thu thập các nàng cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. A, à, Minh Thần Tạp Ba Tư Cơ nhất thời á khẩu không trả lời được, hắn dĩ nhiên nhìn ra thực lực của những nữ nhân kia, chỉ là ta đây ra giá quá ác, hắn thật sự không nhịn được mà thôi hiện tại bị ta nói mới thanh tĩnh một điểm chỉ biết than thở nhưng mà số lượng hai vạn hình như hơi nhiều quá số lượng mặc dù nhiều nhưng mà chất lượng kém cỏi bần đạo cười lạnh nói bốn long hoàng bên ta đổi lại nhiêu đó người của ngươi ngươi còn không biết xấu hổ nói mình lỗ lã chơi không được chuyện mua bán này không làm nữa nói xong ta xoay người rời đi dĩ nhiên ta là giả vờ giả việc nếu không ta đã trực tiếp bay đi luôn rồi Minh thần tạp ba tư cơ thấy thế, vội vàng kéo ta lại, nói, đừng đi. Coi như ta sai lầm đi, không được hay sao? Cứ như vậy, ta đồng ý, hừ, chiếm tiện nghi còn khoe mã. Thật sự chưa từng thấy tên nào như ngươi. Bần đạo cười lạnh xoay người lại nói, rồi rồi, ta biết rồi mà, ta chiếm một món lời nhỏ, tạ ơn tiểu huynh đệ. Minh thần tạp ba tư cơ vội vàng cười làm lành nói, nói điều kiện thứ hai đi thật ra so sánh 36 nữ nhân và hai vạn cốt long, trên phương diện lực chiến đấu là mỗi người mỗi vẻ, một bên là chất lượng tốt, một bên là số lượng nhiều, đúng là không tính ai chiếm tiện nghi của ai. Nhưng mà cốt long không thể nào thỏa mãn thú tính của minh thần tạp ba tư cơ, nếu như tính về điểm này, dĩ nhiên là nữ nhân trọng yếu hơn cốt long rồi. Thứ hai, ta có một gã thuộc hạ, cầm thần khí minh thần trớ chú của ngươi, ta muốn ngươi giải trừ linh hồn khế ước đối với hắn để cho hắn sau này có thể thoát khỏi ngươi khống chế, tự ý trưởng thành. Bần đạo cười nói, thế nào? Đối với ngươi chẳng qua là tiện tay mà thôi, trời đất ơi, như vậy sao được? Nếu như giải trừ, chẳng khác nào ta mất đi quyền sở hữu đối với món đó thần khí rồi. Minh thần tạp ba tư cơ bất mãn nói, đây không phải là ta mất đi một thần khí sao, ta còn không đổi được kiện thần khí của ngươi, bản thân lại mất đi hai vạn cốt long còn không tính, nay phải mất đi một cái thần khí nữa, Ngươi cũng quá đen tối đi, không thể nói như vậy." Bần đạo bất mãn nói, chiếc nhẫn kia thì tính là cái gì, chỉ là một thứ ngươi nhất thời chế tạo mà thôi, ngươi thật sự có chỗ tốt từ nó sao? Sợ rằng không có chỗ nào dùng được đâu, chuyện này không liên quan đến ngươi." Minh thần tạp ba tư cơ ương ngạnh nói, trước kia không có, không có nghĩa là sau này không có, dù sao đám cốt long của ta đã có thể bồi bổ lại những nữ nhân kia ngươi không có lý do gì lại để cho ta tổn thất thêm một thần khí, ha ha. Bần đạo cười to nói, tốt, cứ dựa theo ngươi nói, những cốt long kia có thể bồi bổ lại nữ nhân, nhưng mà cổ kiệu của ta ngươi còn chưa có bồi cho ta đây, cổ kiệu kia được chế từ tài liệu cực kỳ hiếm thấy, công nghệ chế tạo mặc dù hơi kém, nhưng mà chỉ cần ngươi cải tiến thêm là có thể nâng cao uy lực, đặc biệt là cái dù và màn che rủ xuống, đều là pháp bảo cực phẩm phòng ngự đó, Thiên sứ tám cánh công kích căn bản không có hiệu quả, ngươi suy nghĩ một chút đi, nếu như ngươi cải tạo thành công nó sẽ lợi hại đến cỡ nào đây, cái này. Minh thần tạp ba tư cơ bắt đầu do dự, một chiếc nhẫn vứt đi không biết lúc nào có thể sử dụng, lại có thể đổi lại kiện thần khí phòng ngự tốt như vậy, ngươi đừng có mà không biết đủ. Bần đạo cười lạnh nói, nếu không phải vì thuộc hạ của ta, ta đây mới không có ngu như vậy. Đổi hay không đổi, cho ta một câu thống khoái đi đổi. Minh thần tạp ba tư cơ rốt cục khuất phục, cúi đầu hữu khí vô lực nói, ngươi không đi làm gian thương thật sự là lãng phí nhân tài mà. Một điều kiện cuối cùng là cái gì? Ta nói trước, nữ nhân và cổ kiệu ta đã đổi rồi, còn muốn bảo ta cho ngươi thêm bất kỳ món gì cũng không thể nào, cho dù là một khô lâu binh cũng không được, không cần ngươi cho ta cái gì. Bần đạo cười nói, ta muốn ngươi ở đây giúp cho ta một việc vào lúc chiến hậu, là việc gì? Minh thần tạp ba tư cơ hỏi, toàn lực xuất thủ công kích một vật. Bần đạo cười nói, yên tâm, chỉ cần ngươi xuất thủ một lần thôi. Ngươi chiếm ta nhiều tiện nghi như vậy, ta đây ra yêu cầu này cũng không có quá phận chứ, được rồi. Minh thần tạp ba tư cơ bất đắc dĩ nói, chúng ta một lời đã định, mau đưa đồ vật kia cho ta, ha hả. Bần đạo cười nói, ngại quá, danh dự các hạ thật sự làm cho ta không yên tâm lắm, cho nên, chúng ta giao dịch phải sau khi đại chiến chấm dứt mới có khả năng tiến hành, nếu như ngài có bất kỳ hành động nào thiên vị người chim, món đồ này vĩnh viễn không nằm trên tay của ngươi rồi, ngươi, ngươi kinh người quá đáng. Minh thần tạp ba tư cơ cả giận nói, ngươi nếu như chết ở trong đại chiến thì làm sao bây giờ, ha ha, yên tâm, trước khi chết ta sẽ tới minh giới tìm ngài, đến lúc đó ta sẽ đưa cho ngài. Chu toàn chưa? Bần đạo không thèm quan tâm gì nữa, chỉ cười lớn nói toạc ra, trời đất. Minh thần tạp ba tư cơ nổi giận mắng, khi ngươi bị đuổi giết lại mang cho ta vật này, rõ ràng là muốn đám người chim tìm ta phiền toái hả, ngươi, cái tên này, quá mức vô sĩ rồi, rõ ràng là giá họa mà, ha hả, coi như ngươi nói đúng đi, cho nên tốt nhất là ngươi mong đợi ta thắng trận, khi đó ngươi mới được ích lợi lớn nhất, một khi chúng ta thua trận, vậy thì mọi người cùng nhau xong xuôi, ta nói được là làm được. Bần đạo miễn cười nói, núi non còn đó, nước biết còn đây, tại hạ cáo từ trước, minh thần bệ hạ, ngài cần phải tự giải quyết cho tốt. Sau này còn gặp lại, nói xong, bần đạo trực tiếp triệu hồi cổ xe bác dắt ra, an an ổn, ổn ổn ngồi lên, sau đó biểu diễn trước mặt minh thần tạp ba tư cơ đại nhân, nghênh ngang tiêu sái rời đi, minh thần nhìn thấy đám nữ nhân mỹ lệ kia, cơ hồ con ngươi muốn lọc ra ngoài, nước miếng chảy ròng, bần đạo chính là muốn hắn như vậy vì gia tăng thêm hiểu biết cho hắn sự lợi hại của cổ xe này, ta còn mở ra vài chức năng đặc thù, thứ nhất là ẩn thân, trong nháy mắt bần đạo và cổ kiệu biến mất trong tầm mắt nhân loại, dĩ nhiên đối với cho minh thần tạp ba tư cơ mà nói, pháp thuật này hoàn toàn không có hiệu quả, nhưng mà hắn lại biết pháp thuật này có hiệu quả đối với người khác. Sau đó ta đột nhiên điều khiển cổ kiệu bay lên cao cao, rồi nhanh chóng rơi xuống, ở trên không trung làm ra các loại động tác độ khó cao, cuối cùng mới chớp mắt bay ra khỏi tầm mắt của hắn. Mặc dù minh thần tạp ba tư cơ biết là ta đang khoe khoang với hắn, nhưng mà hắn vẫn không nhịn được ngứa ngáy trong lòng. Hận không thể lập tức kéo ta xuống, sau đó tự hắn ngồi lên. Cuối cùng, khi ta biến mất ở trước mặt hắn, bần đạo nghe được minh thần tạp ba tư cơ nhắn lại lời cuối cùng, tiểu tử thúi, giao dịch đã định ra, những nữ nhân kia chính là của ta, nếu như ngươi dám đụng đến, cẩn thận ta liều mạng với ngươi, trời đất lúc này mà hắn còn có thể nghĩ tới chuyện này, thật là khiến cho ta cười ngất. Bần đạo nói lại một câu, biết rồi, ngươi yên tâm đi, ta lấy nhân cách ra đảm bảo, tuyệt đối sẽ không đụng tới các nàng, nhưng mà trong lòng ta không nhịn được mắng to, chỉ là một đám nữ nhân gã tu tá để lại, dù có giết đạo gia, ta cũng không đụng tới một tên, rời khỏi minh thần tạp ba tư cơ. Bần đạo mới phát hiện mãi nói chuyện trong lúc vô tình đã tới thời điểm ban đêm, cho nên ta thu hồi cổ kiệu, tùy tiện vào trong thành tìm một lữ điếm, tạm thời cư trú, ngồi ở trên giường đã tọa cho đến nửa đêm. Bần đạo chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy cả người thư thái, nhiều ngày bôn ba mệt nhọc đã được quét sạch. Sau đó, bần đạo lưu lại trên bàn một vài kim tệ, sử dụng độn thổ thuật len lén chạy đi. Không lâu sau, bần đạo tìm nhập vào một khu nhà cao cấp ở trong thánh thành. Nơi này dĩ nhiên là nhà của Ái Liên Na. Sở dĩ ta tới nơi này là vì suy đi nghĩ lại, ta cảm thấy vẫn nên đại biểu cho ái liên na thăm hỏi an ủi vị nhạc phụ đại nhân này một chút bất kể nói thế nào ta đã cưới ái liên na cũng chính là con rể của hắn khi hắn thống khổ nhất con gái lại xuất giá không về thăm được thật sự không tốt lắm a a a về phần có thể mang đến vấn đề phiền toái cho hắn hay không ta cảm thấy chỉ cần ta cẩn thận là sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện sau khi khẳng định không có chuyện gì ta mới chạy tới đây hình nơi này ta đã quá quen thuộc bởi vì lần trước từng tới một lần, khi đó ta mới 12, nay trở lại trốn cũ cảm xúc cực kỳ thâm hậu, nơi này vẫn được trưng bày những bộ đèn dầu sáng rỡ như cũ, cảnh vật bên trong cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Dựa theo con đường lần trước đi tới, ta đi tới khu nhà La Nạp đa trú lại rất nhanh. Nằm ngoài dự liệu chính là, ngoài cả nơi này thậm chí không có một gã thủ vệ, bần đạo vội vàng ẩn núp lén vào trong lầu, phát hiện bên trong trống không. Thế nhưng từ cảnh tượng sạch sẽ ở chung quanh tự hồ là thường xuyên có người lau dọn xung quanh không có một chút tro bụi nào nghe ái liên na nói tòa tiểu lâu này ngoại trừ la nạp đa và ái liên na thì không cho ai đi vào ngay cả công việc quét dọn cũng tự bản thân hắn làm tự hồ nơi này là địa phương hắn và ái liên na tưởng niệm mẫu thân cho nên hắn mới coi trọng như vậy hơn nửa đêm nào cũng ngủ ở chỗ này theo tình hình như vậy la nạp đa hẳn là bận việc cho nên không có trở lại nhưng mà hẳn là không có đi xa, ta ở đây chờ hắn một lát, dù sao hiện tại đã là nửa đêm rồi, hắn cũng sắp sửa trở lại mới đúng. Quả nhiên, la nạp đa các hạ không có để ta chờ lâu, chỉ mười mấy phút sau, mặt đất dưới tiểu lâu truyền đến vài tiếng bước chân, chỉ có một người đi lên lầu, những người khác đều lưu lại ở phía ngoài cảnh giới, qua một hồi. Vị nhạc phụ đại nhân của ta loạn choạng đi vào trong phòng. Vừa lúc ta đứng ở cửa chờ hắn, mặt đối mặt, hử bần đạo lúc ấy đã bị bộ dáng của hắn dọa cho sợ đến choáng váng chỉ thấy la nạp đa mặt một thân lễ phục hoa lệ một nửa để lộ ra lồng ngực còn đang không ngừng ngất cục bay ra toàn mùi rượu y phục trên người đã bị rượu chảy xuống ướt một nửa người làm ta kinh ngạc nhất là trên lễ phục của hắn khắp nơi đều là son môi nữ nhân bần đạo vô cùng kinh ngạc trừng mắt nhìn cái gã một thân đầy mùi rượu này hắn chính hiệu là con ma men cộng thêm chức vụ khách làng chơi mới đúng quả thực không thể tin được người này chính là nhạc phụ đại nhân của ta, xưa nay lấy tác phong nghiêm cẩn chính phái nổi danh, rồi La Nạp Đa cũng không hổ là cao thủ thân kinh bách chiến, khi nhìn thấy ta là khách không mời mà tới, lập tức tỉnh rượu hơn phân nữa, duỗi tay ra nắm cứng truyền thừa bổng trong tay, bày ra một tư thế phòng ngự nghiêm mật. Đồng thời quát lên một tiếng, ngươi là ai? Bần đạo cười khổ nói, là ta, Long Thanh Thiên, từ. La Nạp Đa nhìn kỹ vào mắt ta, sau đó cười nói, hắc hắc, thật đúng là tiểu tử ngươi à làm sao ngươi vào được hắc hắc bần đạo lúng túng nói cứ như vậy tiến vào thôi hắc hắc ha ha tiểu tử ngươi đúng là làm tặc cũng tốt như làm tướng la nạp đa cười ha ha nói hắc hắc bần đạo ngoại trừ cười trừ ra cũng không nói gì được kỳ quái la nạp đa đột nhiên buồn bực nói mới vừa rồi ta la lớn như vậy làm sao mấy tên khốn ở phía dưới không có phản ứng nhỉ? Chẳng lẽ bọn họ điếc hết cả rồi, ngài quên hả? Trong tòa tiểu lâu này có đặt kết giới cách âm, cho nên thanh âm ngài có lớn hơn nữa bọn họ cũng không nghe thấy. Bần đạo hảo tâm nhắc nhở, ta dĩ nhiên biết, ta còn biết nơi này có kết giới báo động và rất nhiều ma pháp bẫy rập đấy. La nạp đa kỳ quái nói, chẳng lẽ ngươi không có giải trừ bọn chúng mà có thể trực tiếp đi vào, hắc hắc bần đạo ngượng ngùng gật đầu la nạp đa dẫn đến nhất thời chửi ầm lên quân đoàn pháp sư là một bọn chó đẻ khốn kiếp dõng dạc nói cho ta rằng bố trí kết giới ma pháp tốt nhất trên đại lục dù có là một con ruồi cũng đừng mong bay vào hiện tại thì sao một tên người sống hiện ra sờ sờ ở đây cương quyết không có một tí việc gì còn che luôn cả thanh âm ta kêu cứu trời đất ơi hình như bọn chúng đang giúp đỡ thích khách tới ám sát ta đây mà may nhờ lần này là ngươi tới nếu như là thích khách thì ta chết cũng không có chỗ kêu oan rồi, hắc hắc. Cái này bần đạo không biết nói gì cho phải. Thật ra ma pháp phòng hộ nơi này rất tốt, tuyệt đối có thể xưng là tốt nhất đại lục, nhưng mà chống lại cao thủ thần cấp như bần đạo nhất định là vô ích rồi. Nhưng mà ta đây không thể khoe công với La Nạp Đa, chẳng lẽ nói kỹ thuật đột nhập của ta là nhất lưu, người không biết còn tưởng rằng ta là đạo tặc chuyên nghiệp thì sao, thật sự không phải là kỹ xảo đáng để khoe khoang mà cho nên ta trực tiếp tâm miệng cứ để cho la nạp đa hiểu lầm quân đoàn pháp sư đi dù sao trong lòng bọn họ sớm đã có ân oán thêm một cái cũng chẳng sao cả đừng cười làm gì chuyện đâu còn có đó ngồi đi con rễ ngoan của ta la nạp đa mỉm cười kéo ta đến ngồi trên ghế sau đó hắn ngồi đối diện ta cười mị mị đánh giá ta một hồi vẻ mặt tràn đầy cao hứng và tự hào bần đạo bị hắn nhìn như vậy thì không được tự nhiên cho nên mở miệng hỏi nhạc phụ đại nhân gần đây sống có khỏe không tốt ha ha quả thực quá tốt so với trước đây thì tốt hơn nhiều ngươi xem một thân trang phục của ta đây còn không nhìn ra được sao la nạp đa cười ha hả nói mặc dù thoạt nhìn hắn rất hưng phấn nhưng mà bần đạo luôn cảm thấy bên trong tiếng cười của hắn mang theo vài phần thê lương và bất đắc dĩ ngài đây là bần đạo chỉ vào y phục của hắn tò mò hỏi ha ha cũng nhờ tiểu tử ngươi và thất công chúa ban tặng khiến cho những năm gần đây phía đông đại lục có thêm mấy trăm vạn quả phụ ta không đành lòng nhìn các nàng chịu khổ cho nên một hơi cố gắng thu nhận một ít la nạp đa sau đó cười khổ nói ta mới trốn về từ chỗ các nàng những nữ nhân kia thật sự mãnh liệt ai nấy như lan như hổ cơ hồ muốn ăn thịt ta vậy ai ta sắp sửa chống đỡ không nổi rồi hả bần đạo dùng vẻ mặt khác thường nhìn hắn trong lòng tự nhủ hắn không phải từng nói sẽ vì ái liên na mẫu thân không có lấy thêm vợ sao làm sao lần này một hơi cưới luôn mười mấy người rồi lại nói thanh quy giới luật của người cùng tính tương đối nghiêm khắc nhất là uống rượu bất luận trường hợp nào cũng không được uống hắn mặc dù từ bỏ chức vụ quân đoàn trưởng dù sao vẫn là một vị khổ tu sĩ tại sao có thể uống rượu thành ra như vậy chứ chỗ này nhất định là có cổ quái ha hả la nạp đa nhìn thấy thần sắc của ta lập tức đoán được ý nghĩ của ta cười nói với ta có phải cảm thấy ta không hề giống trước kia hay không rất kỳ quái lấy tính tình nghiêm cẩn trước kia của ta vì sao lại biến thành bộ dáng này có đúng hay không từ bần đạo gật gật đầu nói ta không biết nhạc phụ đại nhân tại sao lại như vậy theo như ta biết giới luật khổ tu sĩ rất là nghiêm minh ngài thế nào không tuân thủ nữa rồi ha 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 la nạp đa cùng tiếu một trận cười đến ngửa tới ngửa lui chờ hắn cười đủ rồi mới nói với ta tiểu tử ngươi vẫn còn quá trẻ con mà ta nếu như vẫn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh những thanh quy giới luật của khổ tu sĩ ta còn có thể lên làm quân đoàn trưởng sao còn có thể tồn tại ở trong hàng ngũ cao tầng giáo đình đầy dẫy âm mưu và hắc ám sao khi ta ngồi lên vị trí này làm sao không có làm ra một vài hoạt động cần thiết chứ nếu như nói thật ta còn có thể sống đến giờ không ở bên trong thanh quy của người cùng tính chỉ mỗi một điều không được nói láo đã đủ khiến cho ta chết một trăm lần trở lên rồi ha hả bần đạo bừng tỉnh đại ngộ đỏ mặt dần lên bất đắc dĩ cười khổ nói là ta sai lầm mới hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy ngài là khổ tu sĩ không giả nhưng quan trọng hơn ngài là một vị quân đoàn trưởng và chính khách nói vậy trước kia ngài làm ra cái tư thái chẳng qua giả bộ mà thôi ha ha trẻ nhỏ dễ dạy la nạp đa cười nói thế nhưng có một vài điều ngươi nói sai rồi, trước kia ta đây không hề giả bộ, ta lúc ấy thật sự là rất tự giác hạn chế, mấy chục năm cũng như một ngày, không có rượu cũng không có nữ nhân. Hơn nữa kiên trì tín ngưỡng bản thân, trừ phi tín ngưỡng và lợi ích của gia tộc xung đột mới có thể tạm thời buông tha tín ngưỡng, ngoài điều đó ra, ta tuyệt đối là một khổ tu sĩ tốt nhất, nếu không ta đây cũng không thể lừa gạt cái đám hắc ám kia lâu như vậy. Ha ha, Ta lúc ấy đang ngồi trên cái ghế nóng hổi kia, dĩ nhiên là phải có suy nghĩ cho riêng mình, nhưng mà hiện tại ta không còn ngồi trên cái ghế đó nữa rồi, tự nhiên có thể phóng đãng một chút, muốn làm gì thì làm, chỉ cần không giống trống khu chiên làm ảnh hưởng đến danh dự quân đoàn người cùng tính, vậy thì không có quan hệ gì cả, hiểu chưa? La Nạp Đa cười hỏi, hiểu. Bần đạo miễn cười gật đầu, nói, như thế thì ta an tâm, ta nghe nói ngài bị chúng ta làm ảnh hưởng phải vội vã từ chức sợ rằng trong lòng ngài chịu không được, lúc này mới tới đây an ủi ngài, bây giờ nhìn lại thì ta làm điều thừa rồi, nhìn bộ dạng của ngài tự hồ còn đang cảm tạ chúng ta có thể cứ ngài từ trong bể khổ ra thì phải, ha hả. La nạp đa cười khổ nói, ngươi đây quả thực là thúi lắm. Tiểu tử ngươi cho rằng cuộc sống hiện tại của ta tốt, ta đang khổ trong mua vui mà thôi, mẹ kiếp, lão tử hiện tại chính là một con lợn giống. Mười mấy nữ nhân ngày đêm tác chiến, tuổi của ta mặc dù không lớn nhưng mà cũng không nhỏ thật sự làm việc rất cực khổ đó á à, ngài có thể nghỉ ngơi mà bần đạo cười khổ nói loại chuyện này cần phải biết tiết chế tiết chế thôi đi bản thân ta muốn lắm nhưng mà giáo hoàng không có cho la nạp đa buồn bực nói giáo hoàng can thiệp vào cuộc sống riêng của ngài đây là tại sao bần đạo tò mò hỏi còn không phải bởi vì ái liên na La Nạp Đa cười khổ nói, kể từ khi Ái Liên Na trở thành huyết ma nữ, trên dưới giáo đình một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đều nhắm miệng pháo ngay vào ta cùng tắc văn gia tộc. Có kẻ nói ta quản giáo không nghiêm, có kẻ chỉ trích tắc văn gia tộc không nên ép Ái Liên Na rời đi, bởi vì vụ xử án Ái Liên Na đúng hay sai, tất cả mọi người vừa xem là hiểu ngay, cho nên áp lực bên phía tắc văn gia tộc lớn hơn ta nhiều. Nếu không phải nhìn thấy nhà hắn đã không còn trụ cột, không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì, ta nhất định sẽ mượn cơ hội này đứng ở sau lưng hung hăng chèn ép bọn họ, sau đó giáo hoàng ra mặt bình ổn phân tranh, lần đầu tiên là gánh trách nhiệm lên trên người mình. Nói lúc ấy nếu như trực tiếp tha thứ Ái Liên Na thì mới tốt, La Nạp đa nói, sau đó hắn bảo ta viết thư chiêu hàng cho Ái Liên Na, thế nhưng bị ta cự tuyệt. Cho nên ta thất sủng, dưới áp lực giáo hoàng và dư luận cường đại, cứ như vậy mà ám muội xuống đài vốn câu chuyện cũng nên kết thúc mặc dù ta không có chức quan tuy nhiên vẫn còn có thế lực người cùng tính bảo vệ không cần phải lo lắng bị giáo hoàng tiến thêm một bước ra tay hãm hại cho nên cuộc sống của ta mới thư thái như hiện tại la nạp đa cười khổ nói đáng tiếc này vui ngắn chẳng tầy gan một bữa nọ có gã hồng y giáo chủ khốn kiếp từng đắc tội với ta đưa ra một lời lẽ sai trái nói gì là ái liên na sở dĩ có thể trong thời gian ngắn trở thành huyết ma nữ cường đại hoàn toàn là do huyết thống của ta tốt. Hắn còn mang ra biểu hiện Ái Liên Na khi còn nhỏ để làm ví dụ, ngay lúc đó Ái Liên Na thật sự đã quá xuất sắc rồi, 12-13 tuổi đã có thể đánh bại Bạch Ngân chiến sĩ, quả thực chính là thiên tài trong thiên tài. La Nạp Đa cười khổ nói, cho nên toàn bộ những tên ngu ngốc kia đều tin là thật, vì muốn nhận được mầm móng của ta, quý tộc tới cửa cầu hôn nối liền liên miên không dứt, giới thiệu nữ nhân lại càng đủ loại, nhỏ mới 5 tuổi, già thì tới 70. Khốn nạn, bọn họ nghĩ ta là cái thứ gì chứ, 5 tuổi. Bần đạo che miệng cười hắc hắc không ngừng, bọn họ nói ra dự định, chờ hài tử trưởng thành sẽ đưa tới cho ta. La nạp đa buồn bực nói, không nên nghĩ ta như mấy thứ ác tâm kia có được hay không, không dám, không dám. Bần đạo vội vàng nói sang chuyện khác, vậy ngài đồng ý hết, đồng ý cái rắm. La nạp đa căm tức nói, chuyện tình ác tâm như vậy ta làm sao đồng ý được nhưng mà cái tên giáo hoàng mắt dịch thế mà cũng tới tham gia náo nhiệt tự mình đến mức ép ta không nói còn mang theo một nữ nhi của hắn cứng rắn và kín đáo đưa cho ta ỷ vào thân phận trưởng bối và trưởng quan của hắn cương quyết ép ta đáp ứng hắn là cái tên đầu tiên khui ra lỗ hổng đám người phía sau ta làm sao ngăn chặn được đây ta đã sống bao nhiêu năm giao tình bao nhiêu là thân thuộc họ hàng bạn bè ta cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia mà La nạp đa buồn bực nói, cho nên ta xem như chấp nhận số phận, chỉ cần tuổi tác thích hợp, một mực thu vào hết, ném cả vào hậu cung của ta, theo như quy mô hiện tại thì cũng sắp phải mở rộng ra thêm rồi. Mệt quá đi, trời ơi là trời, suốt ngày hết làm lại xử, hết đưa lại đẩy, mệt mỏi đến mức hại ta đau cả lưng, mới có mấy tháng đã to ra được năm cái bụng, ông trời ơi, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ tới số lượng 50 của tên giáo hoàng kia đưa ra, vậy thì phải tới lúc nào đây cuộc sống sau này của ta làm sao trôi qua đây trời hắc hắc bần đạo trực tiếp ôm bụng ngồi sổng xuống cười mặc dù rất là thất lễ nhưng mà thật sự quá khôi hài ta nhịn không nổi rồi cười 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 cái rắm la nạp đa căm tức nói tiểu tử ngươi một bụng ý nghĩ xấu còn không mau nghĩ ra một chủ ý tốt cho ta sao chẳng lẽ chờ đến khi ta bị rất ngựa ngươi mới cao hứng hả bần đạo thật vất vả đứng dậy sau đó run run giọng hỏi nếu không ngài tự thiến mình đi dĩ nhiên ta đây chỉ đùa giỡn thôi trời ạ à. la nạp đa lúc này mắt hổ trừng lên trực tiếp chỉ vào ta mắng to tiểu tử ngươi muốn chết hả dám đưa ra toan tính bậy bạ như thế a à. bần đạo vội vàng giải thích nếu như ngài sợ đau vậy thì thôi đừng làm thúi lắm thế nào là ta sợ đau la nạp đa cả giận nói ngươi quên rồi hả Ta chính là khổ tu sĩ, cánh tay đức cũng có thể mọc dài ra như cũ. Chỗ kia của ta có thể hoạn được sao? Căn bản là làm chuyện vô ích, chém cái liền dài ra, căn bản không có chút tác dụng. Nếu không ta sớm đã động thủ rồi, còn đợi ngươi tới nhắc nhở, cũng mất mặt ngươi mang danh âm hiểm quân thần, nghĩ mãi cũng không ra được một biện pháp hay. Ha hả, ha, ta chỉ đùa một chút, ngài đừng coi là thật. Bần đạo đang nghe chuyện trên TV audio CV cười nói điểm chuyện nhỏ này ta tự nhiên có biện pháp giải quyết biện pháp gì nói mau đi la nạp đa vội vàng hỏi chỗ của ta có một bộ công pháp song tu ngài có thể áp dụng thử xem thế nào lấy thể chất của ngài và sự mức độ khôi phục sức khỏe biến thái của khổ tu sĩ mà nói cho dù vừa mới tu luyện cũng đủ giúp cho ngài ứng phó vài chục đầu cọp mẹ rồi bần đạo cười nói thần kỳ như vậy la nạp đa không tin hỏi lại chỉ có điều hắn dường như đã ra quyết định nói với ta ta bất kể thế nào thấy ngựa chết trước mắt thì ngựa sống còn đường lựa chọn sao hơn nữa tiểu tử ngươi đúng là có bản lãnh khó lường hẳn là không sai được hiện tại dạy cho ta đi nhanh lên một chút dạ bần đạo vừa cười vừa tiến hành giảng giải cho hắn nghe cũng may la nạp đa trí nhớ rất tốt chỉ qua thời gian nửa canh giờ hắn đã nhớ tương đối rồi chỉ là bần đạo tuyệt đối không được tự nhiên rốt cuộc đây là chuyện gì vậy thế nào mà con rể lại đi dạy cha vợ cách chơi nữ nhân? Ta buồn bực thật mà, chỉ dẫn xong xuôi, la nạp đa đối chiếu trước sau ổn thỏa, rồi cười nói, ha ha, không tệ lắm, nghe rất có ý tứ. Chờ đến sáng sớm ngày mai ta thử một lát rồi lại nói thêm, ha ha, nhìn xem ta trị đầu những tiểu yêu tinh kia ra sao nhé. Bần đạo lên tiếng khuyên, bất kể công pháp tốt cỡ nào nhất định phải có một hạn độ, quá nhiều lần vẫn tổn thương đến thân thể ngài cần phải cẩn thận bảo trọng đó ha hả yên tâm la nạp đa cười nói với ta được rồi chuyện của ta đã nói xong chúng ta đổi sang nói chuyện của ngươi đi hắc hắc được được có việc thì mời ngài phân phó bần đạo tự nhủ trong lòng thịt thơm kéo tới ta muốn nhìn xem trong hồ lô la nạp đa đang bán thuốc gì đây nhóc con ta đây thật sự khâm phục long gia các ngươi thế nào lại sinh ra từng người một càng lúc càng thiên tài cho đến biến thái một tên so với một tên sáng tạo càng nhiều kỳ tích thật sự làm cho ta hâm mộ không thôi la nạp đa cười khổ nói khả năng sinh sản cỡ này thật khiến cho người người kinh ngạc a à, bần đạo không rõ lắm hắn muốn nói gì chỉ biết hỏi chuyện này nhà chúng ta rất bình thường mà bình thường cái rắm cha ngươi trưởng thành thì y như con tinh tinh thế mà lại cưới được nữ nhân đẹp nhất trên đại lục la nạp đa chua ngoa nói ngươi và hắn vừa vặn ngược lại trưởng thành lại giống như bạch diện thư sinh thế nhưng trị phục được nữ nhi hung hãn kia của ta, đồng thời tất cả mỹ nữ ba thứ hạng đầu ở trên đại lục, tất cả đều thuộc về ngươi đúng không? Ngươi nói đây là xảy ra chuyện gì? Ha 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 ha! Bần đạo cười khổ không biết nói gì cho phải nữa, không được cười. Nghiêm túc một chút. La Nạp Đa bất mãn nói, ta hiện tại chỉ là phụ thân của Ái Liên Na, ta hỏi ngươi một câu, ngươi thích nó không? có dự định tính toán sống cùng nó cả đời vĩnh viễn yêu nó cưng chiều nó quan tâm nó hay không ta choáng bần đạo nghe thế nào lại giống như câu mở đầu khi đám người tây phương kết hôn thế nhỉ ta ghét nhất chính là cái dạng này đổi lại người khác thì ta đã mắng cho rồi nhưng mà đây là nhạc phụ đại nhân hỏi hơn nữa còn với bộ dạng rất đứng đắn bần đạo chỉ đành thuận theo nước chảy bèo trôi nói ta thề bất luận gặp phải khó khăn khốn khổ cỡ nào cuộc đời này ta nhất định cùng nàng không xa không rời vĩnh viễn là vợ chồng tốt 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 la nạp đa kích động gật đầu nói danh dự long gia các ngươi đứng đầu trên đại lục ta tin tưởng ngươi như vậy ta cũng yên lòng rồi ngươi sẽ không trách ta dài dòng chứ nhạc phụ đại nhân quan tâm chúng ta chính là bổn phận ta dĩ nhiên không trách ngài bần đạo cung kính nói ha hả cái thứ ngọt miệng này không trách được có thể lừa gạt được nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy vào một chỗ. La Nạp Đa cười to nói, nhạc phụ đại nhân. Ngài hình như hơi quá mức. Bần đạo cười khổ nói, phong độ tất cả khổ tu sĩ đều bị ngài làm bại hoại mất rồi, ha ha ha. La Nạp Đa cười nói, phong độ khổ tu sĩ. Ha ha, tiểu tử, ngươi biết lai lịch khổ tu sĩ không? Ngươi biết giáo nghĩa chân chính của chúng ta không? Chúng ta kinh bỉ nhất chính là cái thứ phong độ đó. A. À, Bần đạo kinh ngạc nói, chuyện này ta thật sự không hiểu rõ lắm. Ha ha, ngươi đi theo ta. Ta có nhiều thứ muốn cho ngươi xem. La Nạp Đa cười lên, lôi tay của ta đi vào phòng ngủ của hắn, sau đó hắn đưa tay gạt qua một thanh ngang đầu giường, chỉ thấy trên tường đột nhiên có một cánh cửa vô thanh vô tức mở ra, vào đi. La Nạp Đa cười nói, sau đó hắn đi vào trước. Bần Đạo vội vàng theo vào sau, bên trong nhìn xuống phía dưới là một cái thang lầu hình dáng xoắn ốc, chúng ta theo thang lầu đi xuống sâu hơn 10 mét mới tới một cánh cửa đá khổng lồ. Hiển nhiên, nơi này là địa phương nằm dưới tòa tiểu lâu. Trước mặt chúng ta là cánh cửa đá cao bốn thước, rộng hơn hai thước, trông khá dày và nặng, mặt ngoài bóng loáng phi thường, ngay cả tay vịn cũng không có. La Nạp đa thuần thục lấy ra cây truyền thừa bổng của mình cắm vào một cái lỗ nhỏ đã được ma pháp ẩn giấu trên vách tường sau đó hắn đặt tay ở trên cửa đá, từ trong lòng bàn tay bạch quang lóe sáng, lúc sáng lúc tối, cứ như thế thay đổi chín lần mới ngừng lại. Cho đến lúc này, cánh cửa đá mới chậm rãi chìm xuống mặt đất, sau đó chúng ta cùng nhau đi vào, ở trong là một đại sảnh rộng mênh mông. Tòa đại sảnh hình chữ nhật, chiều rộng 30 thước, dài hơn 50 thước, chiều cao cỡ chừng 7-8 thước, trên bốn vách là một bức phi mấy tấm bích họa tinh mỹ. Giữa đại sảnh có đặt rất nhiều giá sách, phía trên được đặt một cây truyền thừa bổng chỉnh tề phía dưới có một quyển sách ta cẩn thận đếm được ước chừng có trên trăm cây truyền thừa bổng ở giữa những giá sách này còn có một giá sách thuần túy phía trên chồng chất rất nhiều bộ sách bì cứng chỉnh tề địa phương này chính là nơi lưu giữ tất cả điển tịch tu luyện của quân đoàn người cùng tính tâm đắc của các bậc tiền bối khi tu luyện cùng với truyền thừa bổng của vài cao thủ nổi tiếng còn sót lại la nạp đa cười nói với ta có thể nói đây là toàn bộ của cải của chúng ta ngoại trừ ta ra trong quân đoàn hiện tại chỉ có ba người đủ tư cách tiến vào đây một người là đệ đệ ta hiện tại là quân đoàn trưởng hai người khác là trưởng lão chấp pháp có quyền lợi phế lập quân đoàn trưởng ngươi là người đầu tiên không phải là người cùng tính được đi vào nơi này dù là giáo hoàng cũng không có tư cách tiến vào đó hử bần đạo kinh ngạc hỏi tại sao lại cho ta ưu đãi này đây nguyên nhân một hồi ta sẽ nói cho ngươi biết la nạp đa mỉm cười thần bí nói hiện tại để cho ta lý giải cho ngươi lai lịch quân đoàn người cùng tính trước đã qua bên này vừa nói hắn lại dẫn ta tới trước tấm bích họa đầu tiên vừa chỉ vào bích họa vừa giải thích cho ta đây chính là đời thứ nhất người cùng tính ông ấy là tổ tiên của ta người sáng tạo ra công pháp cùng tính giả bần đạo nhìn kỹ trên bích họa là một lão đầu râu bạc dáng vẻ lôi thôi toát mồ hôi tại sao lại giống ta đây hồi xưa khi được gọi là lạp tháp đạo nhân như vậy chứ la nạp đa tiếp tục giải thích ông ấy vốn là giáo sĩ bình thường có thiên phú pháp thuật quan minh hệ rất kém cỏi nhưng mà ông ấy đặc biệt chăm chỉ hơn nữa đối với quan minh thần phi thường thành kính sau đó ông ấy bắt được cơ hội liền sáng tạo ra loại công pháp thần kỳ này đáng tiếc một điều khi đó ông ấy không có danh tiếng cũng không có chút thế lực hơn nữa bản thân ông ấy cũng không mưu cầu con đường danh lợi cho nên ông ấy vẫn không thể đi vào hàng ngũ thượng tầng giáo đình ông ấy chỉ hoạt động ở trong tầng lớp thấp nhất làm cho bộ công pháp này phát dương quan đại đệ tử thứ nhất chính là nhi tử của ông ấy sau đó lại lục tục thu dưỡng rất nhiều cô nhi thất lạc trong chiến tranh tổng số ước chừng mấy trăm toàn bộ trở thành đệ tử của ông ấy các cô nhi lớn lên đều được học tập chu toàn vừa đi chu du qua các quốc gia vừa thu dưỡng cô nhi truyền bá giáo nghĩa bởi vì việc làm của bọn họ quan minh chính đại cho nên người người khâm phục hơn nữa thực lực của bọn họ quả thật cường hãn vì thế không có bị thế lực nào chèn ép nhất là giáo đình nhìn thấy mọi người nhất trí yêu mến còn trợ giúp chúng ta rất nhiều la nạp đa giải thích nói dưới tình huống như thế chúng ta phát triển coi như nhanh chóng trải qua thời gian mấy trăm năm đã phát triển lên đến mười mấy vạn người lúc ấy bọn họ chỉ có một nghề nghiệp gọi là khổ tu sĩ ngay lúc đó tôn chỉ của bọn họ chính là tận lực cứu vãn những cô nhi mất đi song thân ở trong chiến loạn hơn nữa tuyên dương giáo nghĩa quan minh thần không hơn cho nên bọn họ cự tuyệt rất nhiều yêu cầu hợp nhất đến từ các thế lực lớn ngay lúc đó bọn họ đã khổ đến mức ngày ngày uống nước trong ăn bánh bao thế nhưng tuyệt đối không buông bỏ lý tưởng của mình la nạp đa cảm khái nói tại niên đại chiến loạn hoành hành như thế còn có một nhóm người vẫn có thể kiên trì lý tưởng như vậy vẫn không lớn mạnh từng ngày đúng là không hề dễ dàng vậy sau đó thì sao bần đạo vội vàng hỏi sau đó ma tộc xâm lấn mà lúc đó toàn bộ số lượng khổ tu sĩ trên đại lục đã đạt đến xong số kinh người, hơn 10 vạn người. La Nạp Đa cười nói, dĩ nhiên, thực lực khổ tu sĩ vào lúc đó cũng không có biến thái như hiện tại, khi đó còn chưa có phân chia cấp bậc cụ thể. Tất cả người cùng tính đều là khổ tu sĩ, chuyện kế tiếp, từ trong lịch sử ngươi đã biết đại khái rồi. La Nạp Đa tự hào nói, bởi vì có sự gia nhập của chúng ta, cơ hồ thay đổi hoàn toàn chiến cuộc chán trường lúc đó bởi vì chúng ta tác chiến dũng cảm dị thường bộ dáng luôn luôn điên cuồng chỉ thích hô lớn các loại khẩu hiệu về chủ thần cho nên được nhiều người gọi là tính đồ thành kính nhất đồng thời còn có danh hiệu người cuồng tín từ đó về sau danh xưng người cuồng tín mới chính thức xuất hiện trở thành danh hiệu tượng trưng cho chúng ta không phải là ta khoe với ngươi quân đoàn người cuồng tín mặc dù chỉ xếp hạng thứ ba ở trong năm đại quân đoàn giáo đình trên thực tế lực chiến đấu của chúng ta không ai dám xem thường cho dù là ma đạo binh đoàn mạnh nhất nếu như không phải bọn họ có thể bay ta tuyệt đối nắm chắc dùng mười vạn người cùng tính triệt để tiêu diệt bọn họ la nạp đa kiêu ngạo nói quả nhiên lợi hại bần đạo thuận miệng khích lệ một câu cũng không phải là ta không tin thật ra ở trong lòng ta không phải nghĩ là hắn đang khoác lác chỉ là ta thật sự nhìn không thấu hành động cổ quái hôm nay của hắn cho nên mới không yên lòng thôi ha hả tiểu tử ngươi không tin hả La Nạp Đa nhìn thấy bộ dạng bất cần của ta, dáng vẻ bất mãn chỉ vào một bích họa khác, nói, nhìn thấy không, từ đó về sau toàn là chiến tích của quân đoàn cùng tính giả chúng ta, gần đây nhất chính là chúng ta thời điểm tiêu diệt tự nhiên thần giáo xuất động, ngay lúc đó bọn họ có 23 vị đại đức lỗ y, có 7 người chết ở trong tay chúng ta, ta tin, ta làm sao không tin chứ. Bần đạo vội vã giải thích, ở trong cuộc chiến thú nhân ta từng tận mắt nhìn thấy ngài và đám khổ tu sĩ kia lợi hại như thế nào rồi, độ cường hãn của các ngài lưu lại cho ta ấn tượng rất sâu, ha ha, tin là tốt rồi. La Nạp Đa cười to nói, ngươi có phải rất kỳ quái hay không, tại sao chúng ta mạnh như vậy, mà chỉ xếp hạng thứ ba, đúng vậy đó. Bần đạo thuận thế gật đầu, nói, ta nghĩ dựa vào sức mạnh đến biến thái của khổ tu sĩ, đứng hàng đệ nhất cũng không có vấn đề gì, ai, một lời khó nói hết. La Nạp Đa buồn bực nói, chuyện này thật ra phải nói từ sau khi ma tộc lui binh, thời điểm xếp hàng luận công ban thưởng, chúng ta lại bị xếp hạng cuối cùng. Nếu không phải bọn họ nhìn trúng thực lực của chúng ta, muốn dựa vào chúng ta uy hiếp những giáo phái khác, căn bản sẽ không cho những kẻ ăn mày như chúng ta trở thành một thành viên của bọn họ, cứ như vậy công lao lớn nhất lại bị bọn chúng ta đẩy xuống cuối cùng. La Nạp Đa khó chịu nói, đồng thời, phần thưởng nhận được cũng là ít nhất. Nhưng mà lúc đó tổ tiên của ta rất bảo thủ, biết rằng chính trị hiểm ác cho nên bọn họ cam tâm tình nguyện bị giáo đình lấy thần danh nghĩa lợi dụng, chiến đấu trước, phân công sau, ai già, vẫn cứ ngu ngốc bị người ta đùa bẩn mấy trăm năm. Khi đó, bao gồm cả quân đoàn trưởng chúng ta đều cắm trại ở ngoài trời, ăn bánh bao, uống nước lã, trên người chỉ có một thân áo thô, một cây gậy sắt, không có bất kỳ tư sản còn không nói, ngay cả quân doanh cố định cũng không có nốt, cả ngày chạy tán loạn ở chung quanh kháo quả thực bọn họ xem chúng ta như nô đãi vậy giáo đình thật là một lũ khốn kiếp bần đạo làm bộ oán giận nói về sau thế nào các ngươi làm thế nào để thay đổi đây là một vị tổ tiên của ta từ trên người hắn chúng ta hiểu ra một vài đạo lý la nạp đa cười nói vốn là tất cả chúng ta đều cho là chúng ta sở dĩ có thân thủ lợi hại như vậy hoàn toàn là vì tín ngưỡng thành kính đối với thần đổi lấy nhưng mà tổ tiên của ta đã khiến cho chúng ta thay đổi cách nhìn, bởi vì hắn là con của quân đoàn trưởng, cho nên có cơ hội tiếp xúc với một vài con dòng cháu giống của cao tầng giáo đình, cả ngày lêu lỏng cùng bọn họ, chính hắn dính vào rất nhiều thói hư tật xấu, ăn uống chơi gái đánh cuộc, mọi thứ đều tinh thông. Sau khi bị phụ thân đánh mấy lần, hắn ôm một bụng lửa giận mở miệng uy hiếp phụ thân, nếu như xen vào cuộc sống của hắn thêm nữa, hắn sẽ tuyên bố thoát khỏi quan hệ với quân đoàn người cùng tính. Bởi vì hắn không phải là trưởng tử, không có quyền thừa kế chức vụ quân đoàn trưởng, cho nên phụ thân hắn không lý đến nữa, dứt khoát thả hắn tự do, không hề ước thúc. La Nạp Đa cười nói, từ đó về sau hắn liền có cuộc sống hạnh phúc như đứa con nhà giàu, nhưng mà có một tình huống làm cho người ta mở rộng tầm mắt xảy ra. La Nạp Đa cười khổ nói, khi hắn 50 tuổi, nằm ngoài dự đoán của mọi người, hắn thông qua khảo nghiệm công khai của gia tộc đánh bại tất cả hảo thủ bao gồm cả ca ca hắn ở trong đó giành quyền nắm giữ truyền thừa bổng chính thức trở thành khổ tu sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử quân đoàn người cuồng tính. ha 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 bần đạo cười to nói phụ thân hắn nhất định rất buồn bực nhỉ buồn bực muốn chết đồng thời cũng làm cho chúng ta hiểu được một việc ở giữa công pháp chúng ta tu luyện và cái thứ tín ngưỡng khốn nạn kia không có một chút quan hệ la nạp đa cười khổ nói chúng ta không công bị giáo đình lừa gạt lâu như vậy rồi phụ thân hắn coi như là một nhân vật rất tài giỏi hắn lúc ấy đã ý thức được vấn đề mâu thuẫn giữa gia tộc tồn vong và tín ngưỡng ngay lúc đó điều kiện sinh hoạt của quân đoàn người cùng tính phi thường gian khổ chiến tranh ít cô nhi ít ai lại nguyện ý đi làm khổ tu sĩ tựa như đám ăn mày chứ cho nên nhân số lúc đó đã giảm xuống chỉ còn ba vạn mà thôi lâm vào nguy cơ sắp sửa bị triệt tiêu rồi la nạp đa bất đắc dĩ nói cho nên phụ thân hắn dứt khoát tuyên bố bản thân sẽ lập tức thoái vị bỏ qua trưởng tử, trực tiếp đẩy cái gã công tử phóng đảng này lên trên cái ghế quân đoàn trưởng, vị tổ tiên phóng đảng này cũng không làm cho phụ thân hắn thất vọng, nghĩ hết mọi biện pháp để chuẩn bị tiền, thậm chí không tiếc xúc động khổ tu sĩ đi làm dông binh, đi đánh võ đài, đi tiêu diệt thổ phỉ, đi săn ma thú, lấy thực lực cường đại của chúng ta, rất nhanh đã thu thập được một khoản tài chính lớn dùng để cải thiện đãi ngộ thành viên toàn bộ quân đoàn, do đó hấp dẫn được một nhóm người mới gia nhập. La Nạp Đa cười nói: cho đến khi thực lực của chúng ta gia tăng lên, chúng ta mới bắt đầu từ từ yêu cầu với giáo đình về thổ địa, tiền lương, phúc lợi, vân vân. Thẳng cho đến hiện tại, chúng ta mới có quy mô và địa vị hôm nay. Ngươi biết tại sao ngay từ khi bắt đầu chúng ta không yêu cầu luôn chứ? Ha ha, cái này dễ đoán, nếu như mở đầu các ngươi đi tìm giáo đình mở miệng đòi quyền, sợ rằng sẽ bị người ta lấy cớ này trực tiếp triệt tiêu biên chế luôn cho rồi. Bần đạo cười hỏi, không sai chính là ý tứ này. La Nạp Đa cười nói, ta và ngươi đều là người thông minh dễ nói chuyện, đơn giản ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một chuyện thôi, ngươi lần này có thể đoán được là ý gì không? Hắc hắc. Bần đạo cười khổ nói ta tương đối ngu ngốc, đoán không được dụng ý của nhạc phụ đại nhân. Chuyện này cũng quá điên cuồng đi, bảo ta làm sao đoán đây? Ta không phải là gia các lượng mà, ta muốn nói với ngươi, quân đoàn người cùng tính thuộc về gia tộc chúng ta chứ không phải giáo đình. La Nạp Đa nghiêm túc nói, khi cần thiết, chúng ta có thể vì cuộc sống gia tộc bỏ qua tín ngưỡng của chúng ta. Ánh mắt bần đạo sáng lên, vội vàng hỏi, chẳng lẽ ngài tính mang theo 30 vạn người cùng tính đầu hàng ta, không phải 30 vạn, mà là 15 vạn. La Nạp Đa nghiêm túc nói với ta, giáo hoàng muốn dựa dẫm vào ta điều đi 15 vạn người cùng tính tác chiến với các ngươi, ta đã ra lệnh cho bọn họ không được xung đột chính diện cùng các ngươi, nếu như giáo đình thắng lợi, bọn họ sẽ một đường theo vào vạn và nhất tình hình chiến đấu bất lợi khi mà ái liên na hiện ra trước mặt bọn hắn chính là thời điểm bọn họ đảo hướng qua ngươi không phải chứ bần đạo cười khổ nói tại sao chỉ có một nửa thôi chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp mang toàn bộ đi mà không la nạp đa cự tuyệt ta chỉ cấp cho ngươi một nửa chuyện này bần đạo khó hiểu hỏi có thể biết nguyên nhân không dĩ nhiên la nạp đa chắp tay sau lưng qua lại hai vòng ở trong đại sảnh bất đắc dĩ nói bởi vì ta quá ngu xuẩn nhìn không ra giữa ngươi và giáo đình rốt cuộc ai mới có thể cười đến cuối cùng từ lý trí ta phân tích ra kết luận là ngươi nhất định phải thua bởi vì sau lưng giáo đình chính là thiên giới sau lưng thiên giới lại là thần giới cường giả như thiên sứ sáu cánh có thể xuất hiện cấp sư đoàn ta vừa nhận được tin tức mới nhất là thần giới chuẩn bị xuất động một vị thiên sứ tám cánh dẫn theo quân đoàn trăm vạn thiên sứ để đối phó ngươi nhưng mà hắn còn chưa phải là nhân vật chủ chốt ta nhìn không ra ngươi có chút hy vọng thắng lợi nào cả sau đó la nạp đa nhìn ta chăm chú nhìn hồi lâu rồi mới uể oải nói quả nhiên đúng như ta đoán ngươi nghe thấy tin tức kia không hề có một tí cảm giác giật mình tựa hồ không hề đặt vào trong mắt vật cái bộ dáng bình thản đến kỳ lạ như ngươi thật tình làm cho ta khó đoán quá Mặc dù về lý trí ta cho ra phán đoán như vậy, nhưng mà ở chỗ sâu nhất trong nội tâm, ta lại cảm giác được dự cảm vô cùng rõ ràng, thật ra ngươi mới đúng là người chiến thắng sau cùng. Tiểu tử, nói thật cho ta biết đi, ngươi rốt cuộc nắm chắc được bao nhiêu phần? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ha ha, có trời mới biết. Bần đạo mỉm cười nói, thế nhưng, chẳng qua là ta hơi cảm thấy, hắc hắc, ta không có khả năng thất bại mà thôi. Ai? La nạp đa thở dài, nói, hiểu, ta đã hỏi một vấn đề ngu xuẩn, thế nhưng nhìn bộ dáng kia, phần thắng ngươi nắm cũng không nhỏ nhỉ, vì tình thế ta mới chia quân đoàn ra làm hai, các ngươi mỗi nhà một nửa, bất luận ai thắng ai thua, đến cuối cùng gia tộc chúng ta cũng có thể duy trì được, làm như vậy chung quy vẫn tốt hơn là tùy tiện áp đặt, vạn nhất đặt cược sai lầm nhà cái, chính là vạn kiếp bất phục a a a, ha hả, thì ra ngài tính toán như vậy cũng là một ý kiến hay vẹn toàn đôi bên bần đạo cười nói đặt cược như thế bất luận ai thắng ai thua các ngươi chỉ tổn thất một nửa quân đội thôi không sao chỉ cần còn có đống điển tịch này những cây truyền thừa bổng này chúng ta vẫn có cơ hội hưng thịnh trở lại la nạp đa nói ta đã phục chế hết những điển tịch này rồi đến lúc đó sẽ mang theo một nửa số lượng truyền thừa bổng này đến chiến trường luôn ta hy vọng ngươi có thể để cho ái liên na quản lý bọn họ con của ngươi và ái liên na sẽ trở thành lãnh tụ mới của quân đoàn người cuồng tín được không được ta hiểu nỗi khổ tâm của ngài làm như vậy bất luận ai thua ai thắng gia tộc của các ngươi cũng có thể sinh tồn vững vàng ở trong thời loạn này bần đạo cảm khái nói theo nguyên tắc thì ta không phản đối đề nghị của ngài thế nhưng mười lăm vạn đại quân không chiến mà mất đi tung tích việc này tự hồ giáo hoàng không thể nào không nghi ngờ tin tức này a a a ngài ở chỗ này làm sao an toàn có thể bị ha ha la nạp đa cười nói ta không an toàn mới có thể nhìn thấy toàn bộ bản lãnh của ngươi ta bần đạo đầu tiên là sửng sốt sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói ý của ngài là bảo ta toàn diệt quân đội giáo hoàng phái đi ha hả không nhất định phải tiêu diệt toàn bộ thật ra chỉ cần giết chết hơn phân nửa là được rồi la nạp đa cười nói một nửa là được chẳng lẽ giáo đình đã suy sụp đến trình độ tìm không ra quân đội nào đủ sức cầm giữ ngài bần đạo tò mò hỏi còn không phải là do ngươi ban tặng la nạp đa cười khổ nói ban đầu là thánh quang năm đại quân đoàn xưng hùng đại lục cảnh tượng huy hoàng nay đã không còn nữa thần phạt trên thánh sơn đã diệt sạch cung binh đoàn mà ma cung thiết kỵ tinh nhuệ nhất cũng bị tổn hại tám chín phần cơ hồ triệt để mất đi lực chiến đấu còn lại phần lớn quân đội là viễn trình phụ trợ thật sự yếu ớt không chịu nổi kế tiếp chính là thánh chiến trực tiếp đánh cho tàn phế quân đoàn thủ hộ đông người nhất tắc văn gia tộc bị buộc phải nhờ vả một nữ nhân dùng quan hệ bám váy đàn bà mới miễn cưỡng giữ được địa vị của mình thật sự là buồn cười cuối cùng chính là tiểu tử tác mễ lạp la nạp đa hưng phấn nói ha ha thánh quan ma đạo binh đoàn bây giờ chỉ còn không tới 3.000 pháp sư trong đó còn có rất nhiều pháp sư trung cấp vừa được bổ sung vào loại pháp sư góp cho đủ số này căn bản không biết phi hành cũng không biết thi triển kỹ xảo pháp thuật ta chỉ cần dùng một vạn cùng tính giả cũng có thể diệt sạch bọn họ an toàn quay trở về lão già tác mễ lạp có ngày hôm nay có quan hệ trực tiếp đến cái đầu gỗ ngu xuẩn của hắn hắn lần lượt đưa học sinh của mình đến cho tây á tiểu tử đi chiến đấu với nữ vũ thần ha hả đây không phải là ngu ngốc hết chỗ nói sao đây là mệnh lệnh giáo hoàng mà bần đạo không hiểu rõ lắm mới hỏi lại ha hả mệnh lệnh giáo hoàng ta cũng nhận được nhưng mà khi ngươi ở trên biển có từng nhìn thấy người cuồng tín nào của ta không? La Nạp Đa cười lạnh nói, thất công chúa vi danh quá thịnh, dù ta có tự mình mang binh cũng không chắc toàn thân trở lui, lại chiến đấu ở trên biển rộng mênh mông, thiết giáp chiến hạm của các ngươi sắc bén vô song, mỗi lần đại chiến kết thúc, bên phía giáo đình thương vong ít nhất cũng có mấy ngàn, tổn thất hơn vạn cũng là chuyện bình thường. Thủ hạ nếu như không phải là pháo hôi thì cũng là tộc nhân của ta tổn thương một ai ta cũng rất đau lòng, ta làm sao có thể phái bọn họ đi chịu chết, có ý nghĩ giống ta còn có người nối nghiệp tổ mẫu ngươi nữa, kỵ binh đoàn tinh nhuệ của hắn cũng không hề xúc động, đám vãn bối như chúng ta cũng có thể né tránh áp lực, lão già tác mễ lạp chính là người đồng lứa với giáo hoàng, vì sao không thể thoái thác, nếu như hắn thật lòng nghĩ tới học sinh của mình, chắc chắn sẽ không phái bọn họ đi tìm chết, la nạp đa cười lạnh nói. Ta khẳng định ở sau lưng hắn và giáo hoàng từng có giao dịch gì đó, nhìn cái gương mặt lão khốn kiếp càng ngày càng trẻ ta cũng biết hắn có chủ ý hay ho gì rồi dùng tính mạng học sinh đổi lấy tuổi thanh xuân không thuộc về mình lão cẩu thật là vô sĩ mà ngài nói hắn vì muốn thiên giới dùng mật pháp khôi phục tuổi thanh xuân cho nên đáp ứng điều kiện của giáo hoàng phái học sinh đi chịu chết bần đạo không thể nào tin nổi điều này bật thốt lên trên đời vẫn còn có lão sư vô sĩ như vậy thật là quá hạ tiện đúng rồi còn tên hồi nãy mới nhắc tới là ai Ta trước kia tại sao không có nghe nói qua người này chứ? Hắn là Nhi tử Giáo hoàng, cháu tổ mẫu ngươi, trước kia là phó quân đoàn trưởng kỵ binh đoàn. Người thừa kế Giáo hoàng trong tương lai, La Nạp đa nói, hiện tại chỉ có hắn và Mễ Lạp mới thật sự là người nghe lão Giáo hoàng chỉ huy. Ừ. Bần đạo tò mò hỏi, nói như thế, hắn không có xuất binh thật ra đã sớm thương lượng tốt với Giáo hoàng. Dĩ nhiên, kỵ binh đoàn đã là lực lượng vũ trang mạnh nhất trong tay Giáo hoàng thế nào lão chịu đưa đi chiến đấu với nữ vũ thần la nạp đa cười lạnh nói thế nhưng như vậy cũng tốt nếu như không phải có hắn làm gương ở phía trước ta cũng không chắc kháng trụ nổi áp lực của lão giáo hoàng cái vũng nước giáo đình này đúng là quá đục bần đạo cười khổ nói cả ngày hụt hặc với nhau như vậy có mệt hay không mệt mỏi la nạp đa cười khổ nói nhưng mà không có biện pháp nào cả mệt mỏi một chút chung quy vẫn đỡ hơn bị loại bỏ theo ngài nói như vậy quân đội trên tay giáo hoàng có thể điều động đã không còn bao nhiêu, quân đội mạnh nhất cũng chỉ có hai nhánh người cùng tính và kỵ binh đoàn. Bần đạo cười nói, như vậy là ta hiểu rồi, toàn bộ chủ lực kỵ binh đoàn phải cùng giáo hoàng xuất chinh, một khi tổn thất thảm trọng thì cả giáo đình cũng xem tiêu luôn, chỉ còn có ngài với 15 vạn đại quân cực mạnh, vậy thì giáo hoàng dù có ôm một bụng oán hận chắc chắn sẽ không phát tác vào lúc này, đúng không? Không sai, chính là đạo lý này, ngươi giết bọn họ càng thảm, ta lại càng an toàn. La Nạp Đa cười nói, nếu như ngươi có thể thuận tay giết sạch giáo hoàng và toàn bộ kỵ binh đoàn thì càng tốt hơn, khà khà, nói không chừng đến lúc đó ta có thể bồi dưỡng ra một con rối giáo hoàng đó, đến lúc đó, giáo đình còn không phải là của ta sao, ha hả. Bần đạo cười nói, nhạc phụ đại nhân quả nhiên là gian trá, thôi đi. La Nạp Đa cười nói, ta làm sao so gian trá với âm hiển quân thần chứ nói cho ta nghe ngươi rốt cuộc có nắm chắc làm được hay không ai bần đạo cười khổ nói trên chiến trường ai có thể nói trước đây ta chỉ có thể nói sẽ làm hết sức thôi thế nhưng chỉ cần bọn họ hiện ra ở trên chiến trường hừ ta có tám chín thành nắm chắc đánh lén hạ rất phụ tử bọn họ vậy thì tốt rồi thế nhưng cũng đừng cậy mạnh đó thật sự không được thì tạm thời bỏ qua đi la nạp đa cười nói giáo hoàng có đại dự ngôn thuật không phải là hàng giỏm bất luận là tiến công hay phòng ngự đều là nhất lưu bắt không được hắn cũng là chuyện bình thường ta chỉ yêu cầu ngươi xử lý quân đội của hắn hơn phân nửa là ổn rồi đơn giản vấn đề này không lớn không phải chỉ có mấy trăm vạn quân đội thôi hả tiêu diệt một nửa là rất dễ dàng bần đạo tự tin nói ta nắm chắc ha ha người dám nói như vậy ở trên cõi đời này cũng chỉ có một mình ngươi tuy nhiên tuyệt đối không có ai hoài nghi tính chân thật của nó la nạp đa cười nói âm hiểm quân thần danh bất hư truyền mà, không hổ là nam nhân thuần phục được nữ vũ thần, ha ha, hắc hắc. Bần đạo bị hắn nói làm cho ngượng ngùng vô cùng, chỉ biết lúng túng cười hai ba tiếng, sau đó, chúng ta vừa ước định một vài phương thức liên lạc cụ thể, thương thảo đối sách cho những tình huống có thể xuất hiện trong tương lai, sau đó La Nạp Đa nói với ta, ai da, thời gian đã không còn sớm, trời đã sắp sáng rồi. Ta còn phải đi làm công việc, tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ do giáo hoàng bệ hạ giao cho, thuận tiện thử xem công pháp ngươi cấp cho ta có tác dụng hay không nữa, tốt mà, tuyệt đối quản dụng. Được rồi, quấy rầy ngài một đêm, ta cũng nên cáo từ. Bần đạo cười cười nói, chúng ta đi ra ngoài, la nạp đa đáp ứng một tiếng, đi đằng trước dẫn đường, không lâu sau chúng ta lại trở về phòng ngủ la nạp đa. Tự hắn thay đổi y phục, ta thừa cơ hội lên tiếng cáo từ, động thổ rời đi luôn chờ ta tìm hành ra khỏi khu nhà cấp cao của La Nạp Đa, sắc trời bên ngoài đã sáng rõ, bần đạo đi tản bộ trên đường cái thánh đô, thật ra ta đang hỏi thăm hành tung tiên nhã, ta muốn gặp nàng trước khi đại chiến bắt đầu, chỉ tiếc rằng nàng không có ở trong thánh đô, mà đã du hành ở bên ngoài, cụ thể đang ở đâu thì không có ai biết. Bần đạo đành phải dùng tâm tâm tương ấn trở lại bên người vong ưu, sau khi nhìn thấy vong ưu, chúng ta ở trong mật thất thương nghị thế cục. Trước tiên Bần Đạo nói cho nàng nghe tất cả thu hoạch của chuyến đi này. Vong Ưu nghe xong thì phi thường hưng phấn, cười nói với ta, phu quân thật là lợi hại, mới đi ra ngoài vài ngày đã thành công thu phục Hỏa Nguyên giới, mượn hơi minh thần, còn thu được 15 vạn quân đội cùng tính giả, ngươi thật đúng là thiên tài mà. Không phải đâu, chỉ là vận khí thôi. Bần Đạo cười nói, trong ba thế lực này, Hỏa Nguyên giới và người chim có thù oán với nhau minh thần bắt buộc phải tự vệ cộng thêm bị cổ kiệu hấp dẫn. Về phần người cùng tính dù ta không đi tới thì người ta cũng tự động ném qua 15 vạn. Hết thảy chỉ là chuyện nước chảy thành sông, ta thật sự không dám báo công, kim nhường nữa rồi. Vong ưu cười nói, chỉ riêng những tình báo này thôi đã quan hệ tới vấn đề sinh tử tồn vong của chúng ta rồi, thật sự quá trọng yếu. Đúng thế, vốn ta cho rằng đối thủ của chúng ta ít nhất là ba gã thiên sứ mười cánh, thế nhưng ai biết được người ta đã chuẩn bị ba gã chủ thần đỉnh cấp 12 cánh bần đạo cười khổ nói, thật là đỡ không nổi, may nhờ có người moi ra được lá bài tẩy của bọn hắn, nếu không chúng ta phân phối chiến lực dựa theo ba gã thiên sứ 10 cánh thì sẽ chết rất khó coi, vong ưu cười nói, thế nhưng bây giờ nhìn lại vấn đề không lớn, đã có minh thần ủng hộ coi như người chim xuất động ba gã chủ thần đỉnh cấp cũng không phải là không thể chiến thắng. Việc này chờ tin tức nữ thần tự nhiên ở bên kia trở về rồi hãy nói nhìn xem nàng ta tìm được bao nhiêu cao thủ quay lại, chúng ta mới có thể phân phối chiến lực hợp lý. Bần đạo cười nói, ngươi nói cho ta nghe gần đây giáo đình ứng phó thế công tuyên truyền của chúng ta ra sao. Bần đạo mấy ngày nay bôn ba ở dị giới, cho nên không có có cơ hội nhận được tài liệu trực tiếp, hiện tại đúng lúc nghe vong ưu lý giải cho ta, bên phía giáo đình đáp ứng hòa đàm. Vong ưu nhúng nhúng vai nói, bọn họ giống trống khu chiên tuyên bố rằng sắp sửa phái một đoàn đại biểu đi qua đàm phán với chúng ta, do một vị hồng y giáo chủ tự mình dẫn dắt âm mưu bần đạo cười lạnh nói chỗ này nhất định là có tin giả mạo đúng vậy ta cũng vậy nghĩ như vậy nhưng mà nghĩ mãi cũng không thể hiểu được rốt cuộc bọn họ có mưu ma trước quỷ gì nữa vong ưu cười nói chẳng lẽ bọn họ tới đây rồi tự sát tập thể để giá họa cho chúng ta không đến nỗi thế chứ bần đạo nhíu mày nói đây chính là hồng y giáo chủ không phải là bình thường mèo ba chó bốn giáo hoàng thật sự hy sinh được chuyện này không thể nói chính xác được vong ưu cười nói ta hiện tại đang nghiên cứu lịch sử đại lục ta phát hiện hình như lịch đại giáo hoàn toàn là động vật máu lạnh vì muốn đạt được mục đích mà không chừa bất cứ thủ đoạn nào giúp người cực kỳ dứt khoát cho dù là phe mình hay phe địch đều giống nhau cả trong lịch sử có không ít hồng y giáo chủ bởi vì có vài thành kiến với cách hành xử của giáo hoàng hoặc từng phản đối ý kiến của hắn đa số không lâu sau đó đều bị đưa vào dị đoan sở tài phán hết còn tao ngộ như hoàng kim kỵ sĩ, kiệt tư, gia tộc giáo hoàng vì ích lợi ngay cả nhi tử cũng có thể hy sinh được, một gã hồng y giáo chủ nho nhỏ thì tính là cái gì chứ, hình như là có thật. Bần đạo hỏi, giáo đình tính toán phái ai đi? Trước tiên chúng ta có thể hỏi thăm bối cảnh người này, có lẽ sẽ nhìn ra một vài bí mật, hiện tại còn không biết phái ai đi đàm phán, hình như bọn họ còn đang thương nghị phái ai tới đây cho thích hợp, mấy ngày nữa mới có đáp án. Vong ưu nói vậy trước tiên cứ chờ thêm vài ngày nữa rồi lại nói. Bần đạo hỏi, bằng hữu chúng ta lên đường chưa, đã sớm lên đường lâu rồi, hiện tại đang trên đường hành quân. Nếu như không xuất hiện ngoài ý muốn, bọn họ nhất định có thể tiến vào chiến trường mà chúng ta thiết trí đầu tiên, vong ưu cười nói, đến lúc đó chúng ta sẽ cấp cho giáo hoàng đại nhân một cái kinh hỷ lớn, cốt lắm. Có thêm bọn họ ta sẽ tăng thêm tự tin hoàn thành nhiệm vụ diệt sạch quân đoàn giáo đình kỳ này. Bần đạo cười gian nói, gần đây còn có tin tức gì khác không? Không có. Vong ưu cười nói, ngoại trừ chuyện tình đàm phán thì thỉnh thoảng tạo ra một vài cuộc biện luận. Những chuyện khác đều rất tốt, à, đúng rồi. Vong ưu đột nhiên kêu lên, ta có thể cảm giác được, mân nhi ngày mai sẽ xuất quan, ngươi có tự mình đi nghênh đón nàng ta không? Dĩ nhiên. Bần đạo cười nói, nàng ta đã bế quan hơn hai năm không có rời khỏi gian phòng kia, việc này đối với một người từng bị phong ấn trong quả trứng mấy ngàn năm như nàng ta quả thật là không dễ dàng mà, từ, đúng là không dễ dàng chút nào. Vong ưu đề nghị, vậy thì ngày mai chúng ta cùng đi đón nàng xuất quan, tốt. Bần đạo thuận miệng đáp ứng, xế chiều ngày thứ hai, đám người bần đạo cùng vong ưu, hương hương, hai vị băng hỏa công chúa ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. đột nhiên, vong ưu cảm giác được mân nhi sắp xuất quan. Vội vàng mang tin tức nói cho ta biết, nhóm người chúng ta cầm lấy tiên hoa cùng đi đến trước cánh cửa nơi mân nhi bế quan chỉ chốc lát sau mân nhi liền đi ra sau nàng ta lập tức bị chúng ta dùng tiên hoa ném đầy người nhìn thấy nhiều người như vậy cùng hoan nghênh nàng xuất quan tiểu cô nương cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ quá tình người thế nhưng kích động chảy nước mắt không có một chút bộ dạng phóng túng như trước kia không nghĩ tới nàng ta còn có một mặt ôm nhu như thế đám người bần đạo vội vã đi tới an ủi Mân Nhi nhào vào trong lòng ta vừa khóc vừa cảm ơn. Chúng ta thật vất vả mới an ủi nàng được, lúc này ta đây mới có thời gian cẩn thận đánh giá biến hóa của nàng, bộ dáng tiểu cô nương căn bản không có thay đổi, chỉ có khí chất biến hóa cực kỳ lợi hại, hiện tại nàng đứng một chỗ mà khí thế tỏa ra càng thêm hung hiểm. Làm cho người ta có một loại cảm giác uy nghiêm không thể xâm phạm, hiển nhiên trải qua hai năm bế quan tu luyện, thực lực của nàng đã hơn xưa kia nhiều bần đạo đang định hỏi thăm nàng về cảm thụ khi tu luyện nhưng mà đúng lúc đó sủng vật của nàng kim loại nặng sử lai mổ biến thành bộ dạng một gã nam tử trưởng thành từ bên ngoài chạy vào mở ra hai cánh tay sẽ đang định ôm nàng chào hỏi trời đất ơi nó muốn chết hả bần đạo sao có thể vui lòng cho nổi lão bà của ta tại sao có thể bị nam nhân khác ôm ai dám đụng vào nàng một cái ta liền xử hắn cho nên bần đạo không cần nói một lời trực tiếp đá một cước tới. Mặc dù trọng lượng kim loại nặng nề sử lai mổ nặng muốn chết, nhưng mà chỉ dựa vào thể trọng của hắn tuyệt đối không thể nào ngăn trở một cước toàn lực của ta. Bần đạo có linh lực mạnh hơn kim loại nặng sử lai mổ không ít. Hơn nữa ta dùng cước pháp võ thuật chính tông có uy lực vô cùng lớn, cho nên một cước này đá ra trực tiếp đá cho gã kim loại nặng sử lai mổ lăn lông lốc trên mặt đất. Sau khi bần đạo đá xong, chỉ tay vào kim loại nặng sử lai mổ uy hiếp, nữ nhân này là của ta, Ngươi nếu dám đụng đến ta sẽ lập tức tiêu diệt ngươi, ha ha Những nữ nhân bên cạnh thấy ta đá cả kim loại nặng sử lai mổ và lên tiếng uy hiếp bắt đầu cười to không ngừng Rất nhiều người ôm bụng ngồi sổn trên mặt đất Vong ưu vừa cười vừa hỏi, phu quân ngươi cũng thật là lợi hại mà Ngay cả một đầu sủng vật kim loại cũng đi ghen tị nữa, cười cái gì mà cười Bần đạo buồn bực giải thích, nam nhân không ăn giấm, còn có thể gọi là nam nhân sao Chẳng lẽ một nữ nhân xa lạ tới ôm ta, các ngươi có thờ ơ không? Ha ha, ta ủng hộ phu quân." Hương Hương cười nói, "Kim loại nặng sử lai mổ biến thành nam nhân đúng là nên đá. Nếu như nó biến thành nữ nhân ôm phu quân, ta cũng sẽ đá nó mà thôi, nhưng mà ta sợ đau chân, hay là thôi đi." Ha ha. Mọi người lại là cười to một trận. Cuối cùng Vong Ưu nói, "Được rồi, đừng làm rộn, vào nhà cái đã, sau đó mọi người vừa ăn vừa nói chuyện." nhìn xem mân nhi tiểu thư của chúng ta lại có ma pháp và năng lực gì mới đây, tốt. Mọi người cùng nhau đáp ứng. Sau đó chúng ta trở về trong phòng, tự tìm địa phương ngồi xuống, mân nhi trực tiếp không nhường ai ngồi ở bên cạnh ta, sau đó giảng thuật cho chúng ta đặc điểm pháp thuật mới của nàng. Trải qua cố gắng thời gian dài như vậy, và một tháng trước ta rốt cục thành công luyện xong âm hỏa, cuối cùng là tu luyện xong hắc nhật đại pháp đến tầng thứ hai. Nhờ mọi người nhìn xem rồi chỉ ra chỗ sai để ta còn sửa chữa." Mân Nhi cười nói, nói xong, Mân Nhi đưa tay ra, ở lòng bàn tay tùy ý ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm màu đen. Bộ dạng loại hỏa diễm này rất kỳ lạ, trong đen ngoài xanh lục, màu sắc rất nhạt, tựa hồ đoàn hỏa diễm như thật như ảo. Xong, năng lượng bên trong hỏa diễm phát ra ba động cực mạnh, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều không dám xem thường nó. Bần đạo tiện tay cầm lên một cái dĩa ăn được chế từ bạch ngân ở trên bàn, sau đó đưa đến gần luồng hỏa diễm của Mân Nhi, chỉ thấy trong chớp mắt cái dĩa ăn đã triệt để tan chảy. Bần đạo thấy tình cảnh này thật sự mừng rỡ nói: "Thứ tốt, nhiệt độ cao, lực sát thương cũng lớn, hơn nữa màu sắc không sáng rõ, còn có cảm giác rất mông lung, phi thường thích hợp ẩn giấu bí mật bản thân. Mấu chốt nhất chính là thứ này phát ra vô thanh vô tức, thích hợp nhất cho việc đánh lén." "Ngươi a à a à a" à lúc nào cũng thích đánh lén không thể quan minh chính đại cùng người ta đánh sao mân nhi trêu chọc không trách được bị người ta gọi là âm hiểm quân thần ha ha mấy người phụ nữ cùng nhau cười rộ lên bần đạo dở khóc dở cười nói bất luận cái loại chiến tranh nào cũng thuộc hình thức trò chơi không có bất kỳ quy tắc nếu như nhìn thấy rõ ràng có thể đánh lén đắc thủ thì tại sao lại phải hiện ra đánh đấm quan minh chính đại cơ chứ ta đây có thể khẳng định đầu óc người đó có bệnh ước chừng qua vài ngày sau, bên phía giáo đình rốt cục truyền đến tin tức, lần này bọn họ phái đại biểu đi hòa đàm là vị đứng đầu trong 12 hồng y giáo chủ, là người được giáo hoàng coi trọng và tín nhiệm nhất, Phúc La Tháp Đại Giáo Chủ. Chuyện này làm cho đám người bần đạo thật sự ngoài ý muốn, vị này mặc dù gián điệp bí mật là của ta, thế nhưng ngoài mặt thì rất được giáo hoàng tin cậy, tuyệt đối là tay sai trung thành, cho nên hắn không thể bị hy sinh mới đúng chứ, thế nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn phải chuẩn bị chu toàn, từ khi hắn bắt đầu tiến vào phương chúng ta khống chế thì mọi lúc đều có mấy ngàn người bảo vệ, đồng thời ta còn phái đức lỗ y đại trưởng lão thương long giác một đường đi theo hộ tống. Hắn và Phúc La Tháp là đồng cấp, chúng ta làm thế cũng tỏ vẻ chút ít tôn trọng, bởi vì lần này giáo đình thúc giục rất gấp, cho nên đoạn đường này Phúc La Tháp ngày đêm kiên trình, chỉ với thời gian 10 ngày đã từ Thượng Hải chạy tới lãnh bát Lạp Tư. Chúng ta để tỏ lòng coi trọng đối với lần hòa đàm này, đã chuẩn bị sẵn sàng mọi việc, khắp nơi dân đèn kết hoa, nhiệt liệt hoan nghênh vị đại nhân vật này của giáo đình, cảnh tượng trên dưới toàn thành đồng loạt náo nhiệt. Ngày hôm đó buổi sáng giờ ngọ, đoàn người giáo đình rốt cục vào thành. Bọn họ ngồi trên mười mấy chiếc xe ngựa được quân đội bảo vệ và hai bên dân chúng hoan hô nhiệt liệt, chậm rãi tiến vào trong thành. Vào lúc này, Bần Đạo và Vong Ưu còn đang ở trong phủ thành chủ Trêu Gẹo Hương Hương đang khá khẩn trương. Nàng lần đầu tiên tiếp kiến đại nhân vật có cấp bậc cao như thế của giáo đình, bởi vì lần này là hai giáo phái hòa đàm, trên danh nghĩa Hương Hương thân là người cầm quyền cao nhất tự nhiên thần giáo, vì thế nàng phải tiếp kiến đoàn đại biểu giáo đình, lỡ may xảy ra cạm bẫy nhỏ nào, vậy thì tự nhiên thần giáo sẽ bị cười nhạo và chèn ép ngay lập tức. Cho nên nàng hơi khẩn trương đứng ngồi không yên. Song, khi mà chúng ta ở nơi này chuẩn bị hết thảy tốt đẹp, đang lặng lặng chờ đợi đoàn xe đi tới, Tạp la đột nhiên hấp tấp chạy vào đầu đầy mồ hôi hồi báo với ta, việc lớn không tốt. Gặp chuyện không may rồi, nhìn thấy hắn như thế kinh hoảng, trong lòng bần đạo cũng cả kinh, kể từ khi tạp la tu luyện pháp quyết ta đưa cho, thực lực tăng tiến rất mạnh, hiện tại đã là cao thủ cấp bậc kiếm thần, hắn đã không phải là gà non nữa rồi, sự tình có thể khiến hắn toát mồ hôi đầy đầu khẳng định không nhỏ. Chẳng lẽ giáo đình thừa cơ hội này đột nhiên phát động công kích, nghĩ tới đây, bần đạo vội vàng hỏi tới chuyện gì phúc la tháp và sĩ quan phụ tá đi theo hắn vừa đi vào trong thành giữa đường bị người ta giết rồi tạp la thở hổn hển nói cái gì bần đạo thất kinh cả giận nói ở trong thành bị giết những cảnh vệ kia đều là lừa cái sao ai làm không thể trách cảnh vệ bởi vì chuyện này dường như là thương long giác ngồi cùng xe với bọn họ làm tạp la cũng không dám khẳng định nói việc này là không thể nào hương hương lập tức nóng nảy nói ông nội tạp la thương long giác làm sao có thể làm ra loại chuyện này chứ nhất định là ngài nhầm lẫn đi đúng vậy bần đạo dùng thần sắc kinh nghi nói thương long giác mặc dù có tư oán với giáo đình nhưng hắn tuyệt đối không là một người không để ý tới đại cục ngài làm sao cho rằng hắn giết phúc la tháp đây việc này thật ra nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy ta cũng không tin mà tạp la gấp gáp nói Ngài tận mắt nhìn thấy. Tình cảnh lúc ấy là cái dạng gì? Mau nói cho ta nghe một chút. Bần đạo thúc dục, từ Tạp La đáp ứng nói, lúc ấy ta cưỡi Địa Hành Long đi ở đàng trước mở đường cho đoàn xe giáo đình, phía sau ta có ước chừng 200 cuồng Long Kỵ binh, sau nữa chính là chiếc xe ngựa Phúc La Tháp và Thương Long giác ngồi. Một đường đi rất bình thường, thế nhưng khi chúng ta chỉ còn cách nơi này chỉ vài dặm, ở gần một tiệm rượu sau lưng ta đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm và thanh âm ván gỗ bể tan tành. Ta vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phúc La Tháp và trợ thủ của hắn bị một cây mâu gỗ khổng lồ xuyên qua từ trong xe bay ra ngoài. Tạp La vừa nói đôi tay làm ra điệu bộ miêu tả, Bần Đạo vừa nhìn liền đoán nó to chừng hai mươi phân. Tạp La tiếp tục nói, cây mâu gỗ dài hơn bốn thước, xuyên qua lồng ngực gã trợ thủ. Sau đó cắm thẳng ở trước ngực Phúc La Tháp, lực đánh khổng lồ đẩy hai người phá vỡ buồng xe bay ra bay ra thẳng tắp ngoài xa hơn 10 mét, sau đó dính trên vách tường tử điếm. Khi bọn họ còn bay ở trên không trung, Phúc La Tháp không ngừng kêu la thảm thiết, rồi trợ thủ cho hắn cũng đang mắng thương long giác, nói hắn đánh lén hèn hạ, qua một lát sau bọn họ tử vong tại đương trường. Nhìn tình cảnh đó thật giống như là thương long giác đột ngột đánh lén đại giáo chủ Phúc La Tháp, rồi gã trợ thủ kia dùng thân thể của mình ngăn cản công kích giúp trưởng quan, kết quả không thể ngăn trở được dẫn đến hai người cùng chết sau đó cánh cửa thiên giới mở ra, hai gã thiên sứ bay xuống thật nhanh, kéo linh hồn hai người bay trở về, tốc độ bọn họ bay rất nhanh, dường như rất vội vã. Tóm lại, hết thảy mọi chuyện phát sinh quá nhanh, những hộ vệ của chúng ta căn bản không kịp phản ứng, tạp la buồn bực nói, hắn nói đến đây tâm tình có chút bỉ khuất, hiển nhiên hắn đối với lời bình hồi nãy của ta cảm thấy rất quan uổng. ha hả. Bần đạo nghe xong, cười nói với tạp la, thật ngại quá, thật sự xin lỗi ta trách lầm bọn hộ vệ rồi hơn nữa ta cũng không dám nói ngài mà ngài đừng để trong lòng nha hắc hắc ta biết ngươi không có nói ta lời này cũng không có gì nhưng mà chuyện lần này huyên náo lớn như vậy vì sao ngươi còn cười được hả thương long giác bị hù dọa trực tiếp ngu rớt kia kìa những người của giáo đình đều mang tâm tình nghĩa phẫn điền ưng vì nghĩa không từ chuyện gì nhao nhao loạn cả lên đòi chúng ta đưa hắn ra cho bọn họ làm thịt đó ngay cả nhiều dân chúng của chúng ta cũng nhìn thấy rồi lên tiếng ủng hộ bọn họ. Tạp la thấy ta xin lỗi, lập tức bỏ qua bất mãn, chuyên tâm nói đến chính sự. Thôi đi, bần đạo kinh thường nói, tưởng đại sự gì chứ, chỉ là trò xiết nho nhỏ của giáo đình thôi, đánh không được thì trực tiếp khai chiến. Cho đến bây giờ bọn họ còn tưởng rằng ta đây sợ đám người chim kia sao? Hừ, mặc dù ta không biết tình huống cụ thể, tuy nhiên ta tuyệt đối tin tưởng thương long giác quan ủng hắn là lão già đã thành tinh có thể lấy đại cục làm trọng làm sao có thể làm ra chuyện ngu như vậy chứ hắn đang ở đâu đại nhân ta ở nơi này vừa dứt lời thương long giác từ ngoài cửa chạy vào trực tiếp quỳ trước mặt ta lên tiếng khóc lớn tạ ơn đại nhân tín nhiệm ta thật sự là oan uổng mà đứng lên rồi nói bần đạo vội vàng đỡ hắn cười nói không phải chỉ là bị người ta cài tan vật sao khóc lóc cái gì lúc đầu ta cũng bị giáo đình an bài mấy trăm tội trạng ngay cả con tư sinh cũng bị thổi ra mười mấy đứa nếu như ta vừa bị gài tan vật một cái khóc một lần không phải là trực tiếp khóc đến chết sao ha 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 mọi người đều bị ta nói làm cho tức cười nhất thời không khí khẩn trương ở trong đại sảnh bắt đầu bình tĩnh lại bần đạo thấy bọn họ từ từ khôi phục lại bình thường mới hài lòng gật đầu nói vậy là được rồi không có chuyện gì lớn nói thật cho các ngươi biết hồng y giáo chủ trực tiếp hay gián tiếp chết ở trên tay của ta cũng nhiều lắm rồi không chỉ là một tên này đâu không sai chuyện lần này hiển nhiên là âm mưu mà giáo đình đã sớm an bài mục đích chính là muốn tái chiến thế nhưng chuyện đã đến nước này vậy thì cứ đánh là được chúng ta chưa chắc sợ bọn hắn có âm hiểm quân thần ở nơi này chúng ta còn sợ bại trận sao vong ưu cũng nói vào ha ha mọi người lại cười to một trận dựa hết vào bản thân mình thì không được thì mọi người đoàn kết lại hỗ trợ là xong. Bần đạo mỉm cười nói với mọi người, mọi người có lòng tin giết sạch giáo đình không? Có. Mọi người cùng nhau hô lên, ha ha, rất tốt, có các ngươi ở bên cạnh ta. Chúng ta chính là vô địch. Lòng tin bần đạo tăng cao, nói lên giọng dạc. Lúc này vương tiên sinh từ bên ngoài chạy vào, nói với ta, đại nhân, những người bên giáo đình làm hung đòi xông tới, yêu cầu ngài cho bọn hắn một công đạo vệ binh của chúng ta không biết nên làm thế nào bây giờ lại không dám đã thương người hiện tại đang dùng thân thể ngăn trở bọn họ nhưng mà cơn giận của bọn hắn rất lớn hạ thủ rất ác bên phía chúng ta cũng sắp nổi giận lên rồi mắt thấy hai bên chuẩn bị đánh nhau to ngài nhìn đi nên làm cái gì bây giờ đây chuyện này đơn giản mà bắt lại toàn bộ cho ta bần đạo cười lạnh nói nếu như bọn họ giận dữ quá thì cứ tách ra nhốt vào ngục thất cho tỉnh táo lại một chút a à, làm như vậy thích hợp không? Bọn họ đều có thân phận sứ giả đó. Hai nước giao chiến không chém sứ mà. Vương tiên sinh không hiểu sự tình nên hỏi lại, ha hả, chúng ta đâu có giết giết bọn hắn, cứ trao với bên ngoài là vì bảo vệ an toàn cho bọn họ. Vong ưu cười nói, dù sao chuyện tình đã đến một bước này, bất luận chúng ta đối xử với bọn họ tốt cỡ nào cũng không thể nào vãn hồi ảnh hưởng lại được, càng không có khả năng tránh khỏi cuộc chiến này, cho nên, dứt khoát bắt lại rồi nói sau dạ vương tiên sinh gật đầu đáp ứng sau đó bất đắc dĩ xoay người rời đi được rồi tất cả mọi người ngồi xuống đi bần đạo cười nói chờ cho bọn hắn ngồi xong ta tiếp tục hỏi đại trưởng lão ngày trước tiên miêu tả lại cho ta nghe tình cảnh lúc ấy ta ta thương long giác gấp gáp lầm bầm hồi lâu mới lo lắng nói ta cũng không biết xảy ra chuyện gì mà vậy hả bần đạo kỳ quái hỏi Ngươi và bọn họ cùng ngồi một xe, làm sao có thể không biết gì chứ? Ngươi không cần gấp, cứ từ từ nói, nói chuyện xảy ra ở trong xe là tốt rồi. Vong Ưu khuyên nhủ, "Dạ." Thương Long giác suy nghĩ cẩn thận một lát, sau đó buồn bực nói, "Lúc ấy ta và một gã đệ tử phụng bồi Phúc La Tháp cùng trợ thủ ngồi chung xe, ta và gã đệ tử ngồi đối diện bọn hắn, dọc theo đường đi giới thiệu cho bọn hắn phong thổ nơi này, mọi người nói chuyện coi như vui vẻ." Hết thể bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Sau đó xe đi tới địa phương gặp chuyện không may, ta liền cảm giác dường như mình mất đi trí nhớ, một giây trước đó đều có thể cẩn thận ghi nhớ, nhưng mà một giây sau ta đã phát hiện cửa xe bị phá nát, thì hai người bọn họ đã bị cây mâu gỗ khổng lồ đóng đinh ở trên vách tường tử điếm. Bất cứ chuyện gì trong thời gian phát sinh đó ta lại không biết gì cả. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đại dự ngôn thuật bần đạo và vong ưu cơ hồ không hẹn mà cùng nói đại dự ngôn thuật thương long giác bừng tỉnh đại ngộ nói không trách được không có trí nhớ lúc đó thì ra ta bị thời gian tỉnh chỉ trong đại dự ngôn thuật định trụ vì thế ta không có thấy được đoạn thời gian kia dĩ nhiên không khả năng có trí nhớ vào lúc đó phúc la tháp thật là đáng giận bản thân đã tìm chết cũng muốn gài tan vật cho ta ha ha bây giờ nhìn lại đại thể mọi chuyện đã rõ ràng bần đạo tự tin nói vấn đề nhất định là ở trên tay gã trợ thủ của phúc la tháp mà không phải phúc la tháp ngươi nói thế là oan uổng cho hắn rồi tại sao đại nhân khẳng định không phải là phúc la tháp chứ thương long giác kỳ quái hỏi bởi vì phúc la tháp các hạ là người của ta bần đạo vô cùng tiếc hận nói hắn là gián điệp nằm vùng sâu nhất ở trong giáo đình của ta ngươi nói hắn có thể tự sát gài tan vật cho ta sao a à, mọi người đều thất kinh không có ai từng nghĩ tới ngay cả vị đứng đầu hồng y giáo chủ cũng đảo hướng về phía ta bần đạo tiếp tục nói cho nên chuyện này chỉ có một nguyên nhân hắn bị giáo đình phát giác ra thân phận sau đó bị giáo hoàng lấy danh nghĩa hòa đàm phái ra lại an bài trợ thủ dùng quyển trục đại dự ngôn thuật và pháp thuật một mâu đánh chết vừa có thể diệt trừ một tên phản đồ lại có thể gài tan vật giá họa chúng ta nhất cử lưỡng tiện ai già trí thông minh lão giáo hoàng tăng trưởng nha thế mà cũng có thể nghĩ ra quỷ kế độc ác như vậy thật sự làm cho ta đây phải bội phục rồi thế nhưng có một vấn đề là ta rất kỳ quái thương long giác khó hiểu nói quyển trục đại dự ngôn thuật giáo hoàng có thể làm ra nhưng mà đại một mâu là pháp thuật công kích tự nhiên hệ cấp chính người có thể chế tạo quyển trục cấp bậc này ít nhất cũng là đại đức lỗ y trưởng lão giáo đình từ đâu lấy được chứ chẳng lẽ bên trong chúng ta cũng có phản đồ sao thương long giác nói đến đây thì khuôn mặt đổ mồ hôi hột ngay cả hương hương cũng khẩn trương nhìn ta bọn họ dĩ nhiên không hề hy vọng cao tầng của mình xuất hiện phản đồ chuyện này mà xảy ra thì mọi người sẽ rất kinh hãi mà ha hả bần đạo cười nói mặc dù có khả năng này nhưng mà tỷ lệ rất nhỏ nhỏ đến mức không thể tồn tại cho nên các ngươi không cần phải lo lắng nhưng mà ngoại trừ chúng ta vậy thì quyển trục kia ai còn có thể làm ra thương long giác kỳ quái nói đừng quên mấy ngàn năm trước các ngươi từng bị giáo đình tấn công qua một lần. Vong ưu giải thích. Rất có thể quyển trục này chính là chiến lợi phẩm thu được lúc đó, không sai. Bần đạo cười nói, giáo đình đặc biệt thích thu thập những món đồ này, lần trước bọn họ an bài thất công chúa ám sát ta, ngay cả ma huyết truy hồn tiễn của ma tộc cũng mang ra dùng, đây chính là đồ vật từ 4.000 năm trước ma tộc xâm lấn lưu lại cho thấy bọn họ có thói quen sưu tầm chiến lợi phẩm cổ xưa đến cỡ nào. khi đó các ngươi bị bọn họ công phá tổng bộ, vô số điển tịch, ma đạo khí, vật phẩm trân quý, vân vân đều rơi vào trên tay bọn họ. bọn họ mang ra một quyển trục như vậy cũng không kỳ lạ. a, à, thương long giác thở vào nhẹ nhõm nói, như vậy ta an tâm rồi. đây chẳng qua là suy đoán của ta, mặc dù tương đối gần với sự thật, nhưng mà để phòng ngừa vạn nhất, cũng là chứng tỏ chúng ta trong sạch đối với dân chúng ta cho rằng chúng ta nên tiến hành điều tra toàn tổng bộ một lần thật cẩn thận mới đúng hương hương vẻ mặt nghiêm túc nhìn thương long giác nói đại trưởng lão chuyện này giao cho ngài chịu trách nhiệm ngài phải điều tra thật tỉ mỉ đó hương hương nói lời này phi thường đúng chỗ bần đạo và vong ưu thấy vậy cũng không ngừng gật đầu tiểu cô nương trải qua nhiều năm dạy dỗ đã không còn là cô nàng đơn thuần như trước kia nữa ít nhất ở trong sự tình như thế này thì có phong cách rất quý phái vâng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng bảo đảm sẽ khai báo cho mọi người một cách chính xác thương long giác vội vàng gật đầu đáp ứng từ làm phiền đại trưởng lão hương hương hài lòng gật đầu lúc này mân nhi một mực thờ ơ đứng bên cạnh lại đột nhiên mở miệng hỏi có một việc cho đến hiện tại ta nghĩ mãi mà vẫn không rõ nếu như phúc la tháp bại lộ bị giáo đình phát giác là phản đồ vậy tại sao còn phải dùng thiên giới chi môn mang linh hồn hắn và gả trợ thủ trở về chứ Chẳng lẽ phần thưởng cho bọn họ chính là hồi sinh thành thiên sứ, đúng vậy, ta cũng rất kỳ quái điểm đó. Hương hương cũng không hiểu được, nói, rốt cuộc là tại sao vậy, ha hả, mọc cánh không nhất định là thiên sứ, còn có người chim. Bần đạo miễn cười nói, có ý gì đây? Ta làm sao nghe không hiểu đây? Hương hương hỏi, ý tứ của hắn là được vào thiên giới chi môn chưa chắc có thể thoải mái chuyển sinh thành thiên sứ, vong ưu cười nói cường độ linh hồn phúc la tháp hoàn toàn có thể chuyển sinh thành thiên sứ nhưng mà hắn đã phản bội quan minh thần nên sẽ bị trừng phạt ta nghĩ hắn có thể bị biến thành con rối thiên sứ một loại tồn tại tương tự với triệu hoáng thú của chúng ta hắn sẽ bị diệt sạch hoàn toàn bổn nguyên ý thức chỉ còn một cái thi thể biết đi mà thôi chỉ nghe theo mệnh lệnh chủ nhân trở thành một loại nô lệ đặc biệt đây là một trong những hình phạt cao nhất của đám người chim kia cho nên con rối thiên sứ căn bản không thể gọi là thiên sứ nữa rồi chúng ta cũng không quản bọn hắn làm cái kỹ gió gì a à, thảm như vậy sao hương hương kinh ngạc nói các thiên sứ cũng tàn nhẫn quá mức đi ha hả thật ra việc đó coi như là tốt rồi vong ưu cười nói phúc la tháp thậm chí tư cách làm con rối thiên sứ cũng không được dứt khoát bị người ta xem như khí hồn phong ấn vào binh khí cho thiên sứ cấp thấp đó mới là kết quả thê thảm nhất của hắn bởi vì trong lúc bình thường hắn sẽ ở trong binh khí chờ đợi vĩnh viễn mãi cho đến khi binh khí bị tổn hại hắn mới bị hủy diệt theo lúc đó mới tính là kết thúc quá trình này có thể trải qua mấy ngàn mấy vạn năm a à, vậy thì chẳng phải là còn thảm hơn cả ta nữa mân nhi nói ta bị giam trong quả trứng thời gian dài như vậy đã muốn buồn chết rồi nếu như là mấy vạn năm sau phút la tháp được thả ra chỉ sợ lúc đó hắn đã triệt để biến thành kẻ điên rồi ác hữu ác báo bần đạo bất đắc dĩ nói hắn ăn sống não người bị quả báo này là đúng vốn là hắn đã đầu phục ta ta nên che chở hắn nhưng mà chuyện lần này quá đột ngột cũng quá quỷ dị ở khoảng cách gần như vậy mở ra thiên giới chi môn mà không ai trong chúng ta phát giác ra chỉ sợ là đám người chim cố ý an bài như thế hẳn là trước đó bọn họ đã sử dụng pháp thuật che đậy ma pháp ba động của thiên giới chi môn mới lừa gạt được chúng ta làm cho chúng ta cứu viện không kịp nếu không ta chỉ cần cứu linh hồn phúc la tháp và gã trợ thủ kia là có thể biến bọn họ thành vong linh không những giúp cho bọn ta hiểu rõ chân tướng, cũng có thể đổi lại phương thức sinh tồn cho Phúc La Tháp, chung quy không đến nỗi khiến hắn lâm vào tình cảnh bi thảm như vậy, ha hả. Vong ưu cười nói, người ta là vì sợ ngươi làm như vậy, mới gấp gáp dùng thiên giới chi môn thu lại linh hồn bọn hắn, cứ như vậy, khi người ta đi tuyên truyền cũng dễ nói chuyện a a a, chỉ có hai chúng ta có thể nhìn ra dị tượng thiên giới chi môn, đa số những người khác chỉ thấy người tốt bị ngươi giết rớt bọn họ sẽ dựa vào điều đó rêu rao ngươi rất hèn hạ, đồng thời tiêu trừ toàn bộ những tuyên truyền trước đây của ngươi, còn có thể trừng trị phản đồ phúc la tháp, đúng là một quỷ kế cực tốt, một đá ném hai chim, lần này trình độ giáo đình sử dụng âm mưu đã cao hơn trước kia rồi. Chẳng lẽ trí thông minh của lão giáo hoàng đột ngột tăng lên sao, khó bảo toàn sau lưng lão có cao nhân chỉ chiêu cho hắn. Bần đạo cười lạnh nói, cũng không biết là Tây Á hay là cái gã mà chúng ta chưa từng chạm mặt tổng chỉ huy đợt tiến công này thiên sứ tám cánh trên thiên giới bị đặt đại nhân a ai vong ưu tiết hận nói thật ra người nào giúp giáo hoàng ra chủ ý cũng không còn trọng yếu ngay cả lần này hòa đàm thất bại đã không còn là vấn đề lớn nữa rồi dù sao thắng thua của trận chiến tuyên truyền cũng không quan trọng bằng đại cục chúng ta chỉ cần nghĩ ra kế tạm hoãn thời gian lại một chút cho dù là có thắng hay không cũng không sao cả ta chỉ tiếc là phúc la tháp bại lộ quá sớm đây mới là tổn thất lớn nhất của chúng ta không sai bần đạo bất đắc dĩ nói chúng ta là nên kiểm kê lại một lần xem rốt cuộc là ai có vấn đề dẫn đến làm cho hắn bại lộ đây hẳn là không phải vấn đề bên trong tổng bộ chúng ta vong ưu nói thân phận phúc la tháp bên phía chúng ta giữ tuyệt đối cơ mật ngoại trừ chúng ta ra cũng không có bất kỳ ai biết không có khả năng tiết lộ ra ngoài từ bần đạo gật gật đầu nói thân phận của hắn thật ra chỉ có ba người biết ngươi Ta cùng với khắc lý, thậm chí nhân viên chịu trách nhiệm liên lạc của chúng ta ở Thánh đô cũng không biết là Phúc La Tháp cung cấp tình báo cho bọn hắn. Hơn nữa, những nhân viên tình báo kia cho đến hiện tại vẫn không có chuyện gì, cho thấy khả năng bọn họ làm bại lộ Phúc La Tháp là không lớn." Vong Ưu nhíu mày nói, "Cho nên ta có thể khẳng định, trách nhiệm làm hắn bại lộ không có ở bên phía chúng ta, hẳn là chính bản thân hắn không cẩn thận làm cho giáo đình hoài nghi mới đúng." A à, vậy thì có phải âm mưu của sương chi ai thương bại lộ dẫn đến giáo hoàng hoài nghi hắn bần đạo suy đoán ban đầu hắn mang theo không ít thứ tốt từ tiền tuyến vượt sông lưu hoa rút lui về giáo đình rồi bị ta cản lại ở giữa đường bản ý của ta là muốn làm thịt hắn nhưng mà khi đó hắn muốn đầu nhập vào ta để đổi lấy một mạng lúc ấy ta đã đáp ứng hắn vơ vét sạch sẽ đồ hắn mang đi chỉ để lại cho hắn một cây sương chi ai thương mang về báo cáo chiến quả với giáo hoàng Lúc ấy Phúc La Tháp dựa vào thanh thần khí sương chi ai thương này nhận lấy công lao, vì thế được giáo hoàng tuyệt đối tín nhiệm. Nhưng mà sau đó thánh chiến tiến hành đến lúc cuối cùng, bần đạo cười gian nói, chứng minh được sương chi ai thương thật ra là một âm mưu của ta, ta lúc ấy đã nghĩ rằng giáo hoàng bệ hạ có thể vì vậy mà hoài nghi Phúc La Tháp hay không, vì thế, ta cố ý nhắc nhở Phúc La Tháp bảo hắn ẩn nút hơn 2 năm. Trong khoảng thời gian này, hắn toàn tâm toàn ý phục vụ cho giáo đình, thậm chí đến trình độ mất ăn mất ngủ, giúp hết tâm can máu huyết mới lại được giáo hoàng coi trọng, cũng trở thành đứng đầu 12 vị hồng y giáo chủ. Ta thật sự không rõ ràng rốt cuộc vì sao giáo đình tìm được ra hắn chứ, a à, Ta nghĩ tới. Phong ưu đột nhiên nói, có phải chuyện tình giả ma nhân khiến cho giáo đình cảnh giác, đúng vậy. Bần đạo vỗ tráng một cái, hối hận nói, kế hoạch giáo đình chiêu dụ giả ma nhân chỉ mới triển khai, mà chúng ta cho ra kế hoạch ứng phó cũng lập tức xuất hiện. Lúc ấy vì tranh thủ thực thi kế hoạch nên ta không có lưu ý đến thời gian trên lệch. Bình thường mà nói, giáo đình lập ra kế hoạch bí ẩn như vậy, chúng ta nếu muốn phát giác ít nhất cũng phải qua vài tháng mới là hợp lý. Lại tính thời gian lập ra kế hoạch cụ thể ứng phó và áp dụng, ít nhất cũng phải cần thời gian nửa năm mới đúng. Tại sao chúng ta có thể phản ứng nhanh như thế chứ? Không phải là nói cho người ta biết ta có gian tế là cao tầng giáo đình hay sao? ta đúng là một con heo mà bần đạo hiện tại buồn bực muốn chết cũng không thể trách ngươi ta cũng có trách nhiệm về chuyện này vong ưu cười khổ nói ban đầu chúng ta chỉ một lòng phá hư kế hoạch giáo đình nhưng lại quên mất giữ bí mật cho phúc la tháp chúng ta thật sự khinh thường trí tuệ của giáo đình rồi hiện tại đã mất một con mắt cuộc sống sau này của chúng ta sẽ phải khó khăn hơn rồi bần đạo đang nghe chuyện trên tv audio cv phi thường buồn phiền nói thật ra bần đạo cũng chỉ làm bộ một chút mà thôi trong lòng ta mặc dù có cảm giác tiếc hận tuy nhiên sự tình không có nghiêm trọng như biểu hiện hơn nữa bởi vì tiên nhã còn tồn tại cho nên thế cục vẫn tuyệt đối vững chức nếu như đổi lại một góc độ khác mà nói trong lòng bần đạo còn cao hứng hơn cả bi thương nguyên nhân thì rất đơn giản bởi vì phúc la tháp chết đi sẽ bảo vệ được tiên nhã thật ra phúc la tháp bại lộ không có tạo thành tổn thất quá lớn đối với mạng lưới tình báo của ta bởi vì tình báo hắn cung cấp rất nhiều cái trùng hợp với tin tức của tiên nhã rồi những tin tình báo trọng đại hắn không có lấy được nhiều bằng tiên nhã nói cách khác tin tình báo thực sự cần thiết nhận được từ hắn cũng không có bao nhiêu ban đầu bần đạo chứa chấp hắn ngoại trừ muốn dựa vào hắn thu thập một vài tình báo vị trí tối trọng yếu ta an bài cho hắn chính là làm nhân vật chịu tội thay mọi người đều biết một đạo lý bất luận là thế lực nào đi nữa chỉ cần đang tranh đấu với những thế lực khác chỉ cần thua thiệt liên tục khẳng định sẽ hoài nghi nội bộ bên mình có vấn đề. Giáo đình dĩ nhiên không ngoại lệ, bọn hắn bị ta tính toán mấy lần tự nhiên sẽ có hoài nghi như vậy. Dưới tình huống như vậy, ta chỉ có hai con đường để đi, hoặc là tự mình giả bộ ngu, ăn mấy lần thiệt hại để bỏ đi sự nghi ngờ của giáo đình. Hoặc là hy sinh nội tuyến tiên nhã của mình, liều mạng ép lấy tin tình báo của nàng, nhưng mà kết quả như thế chính là điều ta không muốn nhìn thấy, chuyện có hại cho người tốt kể từ khi bần đạo xuống núi cho tới nay chưa từng làm qua hy sinh tiên nhã tuyệt đối là không thể thời điểm ta đang rầu rĩ suy nghĩ thì phúc la tháp xuất hiện bần đạo lập tức nghĩ ra một chủ ý cho nên ta nghĩ một kế nhỏ thu phục hắn thành tai mắt của mình trên thực tế bần đạo dùng phúc la tháp để che chắn nguy hiểm cho tiên nhã từ đó về sau ta chưa bao giờ lỗ lã cứ tận tình thống khoái chiếm tiện nghi giáo đình biết rằng bọn họ sẽ sinh nghi nội bộ bên mình ta cũng không cần lý đến dù sao tiên nhã ẩn giấu sâu hơn phúc la tháp nhiều một khi thế cục không tốt ta sẽ bảo tiên nhã bán phúc la tháp cho giáo đình đổi lấy tiên nhã an toàn chỉ có điều ta không nghĩ tới lần này xuất hiện một điểm nhỏ nhỏ ngoài dự liệu bản thân giáo đình tự tìm ra phúc la tháp còn trực tiếp giết chết hắn mặc dù không phải tiên nhã bán hắn nhưng mà ta lại biết sau khi trinh sát bên giáo đình tìm ra phúc la tháp sẽ không tiếp tục liều mạng đi tìm vị phản đồ cao tầng kế tiếp tám phần bọn họ sẽ cho rằng Phúc La Tháp chính là gián điệp sâu nhất của ta rồi, mấy lần tiết lộ cơ mật trước kia đều tự hắn gánh hết, bần đạo ở chỗ này cứ việc giả bộ im lặng phối hợp một chút, lúc đó bọn họ sẽ hoàn toàn tin tưởng. Cứ như vậy tiên nhã sẽ cực kỳ an toàn, nếu như nói Phúc La Tháp chết đi tạo thành tổn thất lớn cho ta, chính là sau này ta sẽ không dám tùy tiện sử dụng tình báo từ tiên nhã. Ít nhất khi sử dụng cũng phải suy nghĩ cẩn thận kẻo làm bại lộ tiên nhã, ai, cuộc sống không có thứ gì che chắn đúng là không tốt mà xem ra lại phải tìm thêm cho tiên nhã một tấm bình phong khác rồi chuyện này bần đạo và vong ưu giả bộ không cần để ý trên thực tế chúng ta lại biết lần này ra trận chúng ta phi thường bất lợi quả nhiên không qua mấy ngày giáo đình cố hết sức tuyên dương ra ngoài cơ hồ toàn đại lục đều biết chuyện này hiển nhiên sở dĩ tin tức có thể truyền bá nhanh như vậy hoàn toàn là vì trước đó người ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chúng ta dĩ nhiên không ngồi chờ chết lập tức phái ra rất nhiều người truyền bá chung quanh chân tướng sự thật có thể giáo đình đã sớm chuẩn bị bên chúng ta phải vội vã ứng chiến cho nên khi tuyên truyền ra ngoài dư luận chúng ta rõ ràng rơi vào thế hạ phong chuyện này phi thường quỷ dị giải thích của chúng ta tương đối vô lực dần dần chống đỡ không được thế công của giáo đình dù sao người chết ở bên phía giáo đình chính là một đại nhân vật mà người ta lại chết ở trước mắt bao người trên phố xá sầm uất ta lại không dám thừa nhận Phúc La Tháp là người của ta, quả thực chính là tự rước lấy nhục. Nếu như giáo đình đem chuyện hắn ăn thịt não người dội ngược lại trên đầu ta, nói là ta sai sử, vậy thì ta có nhảy vào sông Lưu Hoa cũng rửa không sạch tội nổi, cho nên chúng ta xa vào tình thế quẩn bách, bị toàn bộ đại lục công khai lên án. Chụp cái mũ phá hư hòa đàm đã đành, lại còn nói bần đạo vô cớ tàn sát người vô tội, ta cương quyết không chấp nhận cái mũ kia đội xuống, nhưng cũng không có lý do nào tốt để phản kích. Thật tình buồn bực chết người mà, bên phía giáo đình lại càng ý thế không buông tha, vừa đốc thúc ta phải nghiêm trị hung thủ giết người Thương Long Giác, vừa gia tăng điều động quân đội, chuẩn bị tiến hành dùng võ lực uy hiếp, đặc biệt là Tây Á, hắn vô cùng lớn lối, thế mà dám can đảm xuất kỳ bất ý xuất hiện ở trên đất liền gần tạp Tây Á, thành công tập kích một thành thị cỡ trung, đường ven biển tạp Tây Á quá dài. Quân đội thất công chúa coi trọng tinh nhuệ và nhanh nhẹn, trước kia nàng sử dụng phương pháp căn bản là lấy tấn công thay cho phòng thủ, chiến trường xưa nay vẫn ở bên phía giáo đình. Địa phương bên phía chúng ta cơ hồ không có chiến sự, cho nên số lượng chiến hạm thất công chúa không nhiều, căn bản không thể nào hoàn toàn phòng ngự toàn bộ đường duyên hải tạp Tây Á, kết quả bị Tây Á chui lọc đánh cho một đòn đau. Sau khi xác định thất công chúa không có ở khu vực phụ cận Tây Á lập tức xuất lĩnh vài chục vạn đại quân trực tiếp giết vào khu vực gần bờ biển chúng ta, thành công chiếm được một thành thị có nhân khẩu hơn 30 vạn. Đã nhiều năm không có thưởng thức được tư vị thành quả thắng lợi, đại quân giáo đình hưng phấn không thôi, bọn họ bị một sư giáo đình đầu độc tư tưởng, những quân nhân kia triển khai giết chóc máu tanh tất cả dị giáo đồ. Tây Á mặc dù toàn lực ước thúc, đáng tiếc có giáo đình tham dự vào, cho nên hắn can ngăn không có bao nhiêu hiệu quả cuối cùng tòa thành thị này bị bọn họ phóng hỏa đốt cháy, hỏa hoạn thiêu đốt hừng hực suốt 3 ngày 3 đêm, tổng số 30 vạn dân chúng, chết ở trong giao mổ và liệt hỏa kia có hơn mười mấy vạn người. Nghe nói khi bọn hắn rời khỏi tòa thành, Tây Á quay lại nhìn tòa thành bốc cháy thổ ra một búng máu, bi phẫn nói một câu, một đám ngu ngốc, thất công chúa mà hung bạo lên, chúng ta toàn bộ xong xuôi, không thể không nói, Tây Á vẫn có chút kiến thức quân sự. Mấy ngày sau thất công chúa đi tới nơi này, Thấy thành thị đầy tro bụi và thi thể chồng chất như núi, lúc này mới quát lên như sấm. Nàng đánh tiếng ra ngoài thề tru diệt tất cả thành viên Hạm đội Giáo đình từng tham dự lần này, không cho một cơ hội đầu hàng, bất luận là ai, bao nhiêu quý tộc, bao nhiêu quan chức, nhất luật giết chết, quyết không khoan thứ. Nữ Vũ thần không phải là kẻ nói chuyện ra chơi, nàng cho quân đội nghỉ ngơi và hồi phục thật tốt, sau đó dẫn dắt đại quân bắt đầu điên cuồng trả thù Hạm đội Giáo đình. Lần này nàng nhận được thiết giáp chiến hạm kiểu mới nhất chúng ta đưa đến, chính là loại siêu cấp chiến hạm dài 500 mét, rộng 200 mét, vốn gã Kati nói cho ta biết, thứ đồ chơi này cần thời gian 10 năm mới có khả năng hoàn thành, sau đó nhờ có đống lớn khô lâu mang theo rất nhiều kỹ thuật thất truyền gia nhập vào quá trình chế tạo chiến hạm, cho nên loại siêu cấp chiến hạm vô địch trên biển này chỉ trong thời gian 3 năm đã kiến tạo hoàn thành. Đại chiến hạm này có hai đặc điểm lớn nhất, một là hỏa lực mãnh liệt, phòng ngự vững chắc, bởi vì thân hạm quá lớn, chúng ta trang bị cho nó 5.000 khô lâu pháp sư chuyên môn tiến công, đám khô lâu pháp sư này đều được chọn lựa tinh nhuệ nhất. Trong đó có hơn 300 tên cường giả có thực lực vu yêu, phải biết rằng vu yêu chính là vong linh pháp thần chuyển hóa mà thành, thực lực mỗi một tên vu yêu không hề thua kém một con rồng, kiến trúc trên chiến hạm có 5 tầng, mỗi tầng có thể chứa mấy trăm pháp sư, còn có rất nhiều quan minh tháp cài đặt ở trên chiến hạm, hơn nữa bản thân chiến hạm được gia cố ma pháp trận và ma đạo khí có khả năng tăng cường uy lực ma pháp, vì thế khi pháp sư thi triển pháp thuật uy lực sẽ tăng mạnh, có thể tưởng tượng 5.000 pháp sư cùng lúc bắn ra ma pháp sẽ dẫn đến thương tổn cho địch nhân kinh khủng đến mức nào đây. Chỉ sợ là thiên sứ sáu cánh cũng không dám đối kháng chính diện, hỏa lực như vậy đã đủ mãnh liệt chưa nhỉ, về phần phòng ngự trên chiến hạm lại càng không cần phải nói, thân thể của nó đều được chế tạo từ tinh cương đặc chế, dày hơn hai thước, thế này vẫn chưa tính, bộ vị trọng yếu của nó còn được khắc pháp trận phòng ngự, ngay cả ma pháp cao cấp cũng có thể ngăn cản, tuyệt đối chống chọi đã kích cực tốt, nếu như cần thiết, tất cả pháp sư còn có thể mượn ma pháp trận khắc trên chiến hạm, liên hợp lại thi triển ra một màn ma pháp hộ bích đặc biệt cường hãn, có thể ngăn cản cấm chú công kích, phòng ngự mạnh mẽ không cần phải bàn cãi. Đặc điểm thứ hai chính là nói không phải chỉ là hải thuyền, mà nó còn là một chiếc phi thuyền hai bên chiến hạm có khắc ma pháp trận phiêu phù thuật chỉ cần trong khi chiến đấu cần thiết pháp sư trên chiến hạm tùy thời đều có thể thi triển phiêu phù thuật khiến cho nó bay lên không trung dễ dàng vượt qua chướng ngại mặc dù tốc độ bay không nhanh nhưng mà khẳng định nhanh hơn chiến hạm bơi trên biển rất nhiều cho nên khi chiến đấu dùng đến nó bất luận là đuổi giết đối thủ hay là chạy trốn tuyệt đối đơn giản và mau chóng mặt khác nhìn ở ngoài mặt nó chỉ giống thiết giáp hạm hỏa lực quy mảnh mà thôi một khi đến thời điểm mấu chốt, nó còn có thể biến hóa nhanh chóng, trở thành chiến hạm cường đại nhất, hàng không mẫu hạm. Sở dĩ nó có thể trở thành hàng không mẫu hạm, nguyên nhân căn bản nhất là ở chỗ, trên bình đài chiến hạm vong ưu tự mình khắc năm cái ma pháp trận không gian truyền tống. Đồng thời 300 tên vu yêu được sự quan tâm của chúng ta, thành công thu nhận Kim Long làm sủng vật, bởi vì Kim Long thật sự quá lớn quá nặng, mặc dù chiếc hàng không mẫu hạm rất lớn, vẫn không thể cùng lúc chuyên chỏ 300 con kim long này, chìm là chắc rồi. Bởi vì sức nặng của kim long, chiến hạm này không thích hợp cuộc sống lâu dài trên biển. Thỉnh thoảng tham chiến tuyệt đối không có vấn đề, chỉ cần thời cơ chín mùi, những tên vu yêu kia có thể phối hợp với nhau, lợi dụng khế ước sủng vật tìm kiếm vị trí sủng vật của mình. Sau đó dùng cánh cửa không gian trực tiếp kéo kim long lên trên chiến hạm để tham gia chiến đấu. Pháp thuật này cũng không phức tạp, chỉ cần các phu yêu phối hợp ăn ý ước chừng vài giây là có thể triệu hoán một đầu kim long, 300 con kim long thì chỉ tốn mười mấy phút là triệu hồi xong, tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu. Vì thế, siêu cấp chiến hạm này của ta căn bản là kết hợp giữa thiết giáp hạm hỏa lực cường đại và hàng không mẫu hạm, lực chiến đấu cực kỳ kinh khủng. Đừng xem ta hiện tại chỉ có một chiếc chiến hạm như vậy, sợ rằng chỉ cần một mình nó cũng có thể quét ngang tất cả chiến hạm Tây Á nữ vũ thần bị giáo đình chọc giận triệt để nổi tính hung bạo trên tay lại có hung khí khủng bố như vậy kết quả thê thảm của hạm đội giáo đình hoàn toàn có thể nghĩ ra bần đạo hiện tại chỉ hơi lo lắng thất công chúa ngàn vạn lần đừng có lỡ tay giết chết tây á nói như vậy ta làm sao mà báo cáo chiến quả với tây tư nhĩ thân vương đây hàng không mẫu hạm xuất hiện trực tiếp tạo ra một thời đại khoa kỷ ma pháp hoàn toàn mới mọi người lần đầu tiên ý thức được ra là kết hợp cả hai lại có thể sáng tạo ra một loại cơ khí kinh khủng như thế hàng không mẫu hạm lần đầu tiên xuất hiện vào một buổi sáng có ánh nắng tươi sáng lúc đó tây á mang theo hạm đội chủ lực của mình đi tới biển rộng mục đích của bọn họ là một tòa thành thị khác vốn dựa theo ý tứ tây á đây là hành động cực kỳ mạo hiểm thất công chúa đã bị một bài học kinh nghiệm đau đớn căn bản không thể nào không tăng gia đề phòng cho dù tây á có thể tập kích thành thị thành công nhưng mà trên đường quay trở lại có tám phần sẽ bị thất công chúa ngăn chặn mặc dù trải qua hơn hai năm tích lũy quân lực trên tay tây á cường đại chưa từng có thậm chí hắn còn có được hậu cần bảo đảm nhưng mà lấy ánh mắt chiến lược cao minh tây á của từ vô số kinh nghiệm thảm bại trước kia mà suy đoán hắn không có thấy được bất kỳ hy vọng thắng lợi nào ngược lại có một sự sợ hãi âm thầm quanh quẩn ở trong đầu của hắn tây á hiểu rằng loại sợ hãi này đến từ thất công chúa đến từ nữ vũ thần bị hắn chọc giận, cùng với sự uy hiếp và cảnh cáo tanh máu kia, cho nên Tây Á cố gắng phản đối lần xuất chinh này. Thế nhưng trên dưới giáo đình đã bị thắng lợi của hắn làm cho mê muội, tất cả mọi người không ngừng cố gắng thúc giục hắn, muốn tiếp tục tiến hành đã kích tạp Tây Á, cơ hồ tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào đống chiến lợi phẩm chồng chất như núi kia, không có ai quan tâm Tây Á cảnh cáo, phản phất thất công chúa đã trở thành một vấn đề nho nhỏ vậy thậm chí ngay cả giáo hoàng cũng kiên định đứng ở phía đối lập tây á hắn thật sự quá cần thắng lợi để ủng hộ sĩ khí đang ngày càng chán chường nhất là cái loại tiếp xúc với việc phát tài này lại càng tốt có thêm mấy lần thắng lợi như vậy còn sợ quân nhân không thích chiến tranh sao còn sợ có người không muốn đầu quân hay sao cho nên giáo hoàng cũng cố gắng khuyên tây á xuất chinh về phần thất công chúa uy hiếp giáo hoàng dĩ nhiên không thể nào giống như những tên không có đầu óc kia lão vẫn tương đối lo lắng đến điều đó, vì thế lão cho Tây Á hai ưu đãi, một là Tây Á có thể tự mình lựa chọn thời gian và mục tiêu xuất chinh cụ thể. Cứ như vậy, Tây Á có thể xác nhận không có đụng tới thất công chúa mới tiến hành xuất chinh. Ưu đãi thứ hai là để phòng ngừa vạn nhất, giáo hoàng thỉnh cầu thiên giới cấp cho Tây Á một nhánh quân đội, có thêm nguồn lực này, khi Tây Á chống lại thất công chúa cũng chưa chắc thua trận. Dưới tình huống như thế, Tây Á mới chính thức quyết định xuất binh một ngày kia, khi cõi lòng Tây Á tràn đầy tâm sự đứng ở đầu thuyền suy tư vấn đề thời điểm, đột nhiên hắn phát hiện phía trước hạm đội của mình xuất hiện một chiếc chiến hạm khổng lồ mà hắn chưa từng thấy qua. Chiến hạm này chiều rộng hơn 200 thước, kiến trúc ở trên có 5 tầng, khắp nơi đều là khô lâu pháp sư, quan minh tháp khổng lồ cao hơn 100 mét có ước chừng 16 tòa. Những tòa quan minh tháp nhỏ khác cũng hơn trăm, từ xa xa nhìn lại chiến hạm này giống như một con nhím vậy một đống khô lâu pháp sư và quan minh tháp xuất hiện mang đến cho mọi người cảm giác vô cùng rung động tất cả mọi người tự nhủ ở trong lòng hỏa lực của thứ này mãnh liệt đến cỡ nào đây chiếc chiến hạm này được huyển hầu ẩn thân cứ như vậy lẳng lặng đi tới gần tuyến đầu hạm đội giáo đình vài chiếc chiến hạm bên tây á bởi vì không nhìn thấy trực tiếp va chạm tốc độ cao với nó chiến hạm nhỏ bằng gỗ va chạm với hàng không mẫu hạm căn bản là lấy trứng chọi đá kết quả thê thảm nghĩ sơ qua là biết rồi ở trong một trận thanh âm cực kỳ khó nghe những chiến hạm kia nhanh chóng bể tan tành rồi giải thể cuối cùng hóa thành vô số mảnh nhỏ trôi lơ lửng trôi mặt biển lúc ấy tâm tây á chợt lạnh đi sau khi chiếc hàng không mẫu hạm giải trừ trạng thái ẩn thân hiện ra trên chiến trường đối mặt với con quái vật được kiến tạo từ cương thiết này toàn hạm đội giáo đình tất cả quân nhân đều sinh ra một cảm giác kinh khủng từ tận nội tâm bọn họ thậm chí tuyệt vọng đối với tương lai của chính mình nghĩ đến tràn giết chóc cách đó không lâu nghĩ đến thất công chúa phát ra tuyên ngôn trả thù lại nhìn tình cảnh trước mắt lá cờ đỏ rực như máu theo gió tung bay kia rất nhiều tân binh bị dọa sợ đến nỗi trực tiếp tiểu tiện trong quần tâm tư tây á hiện tại tràn đầy hối hận hắn vô cùng đau đớn trách cứ bản thân làm sao lại mắc mưu thất công chúa rồi thì ra hắn lần này có can đảm xuất kích lần nữa là vì chiếm được tình báo xác thực nói hạm đội chủ lực của thất công chúa đang trú tại cảng Thượng Hải nghỉ ngơi và hồi phục. Trên báo cáo viết rất rõ ràng, cảng Thượng Hải đang có hơn trăm chiếc thiết giáp chiến hạm, trên mặt biển còn có đại chương ngư và tà nhãn bạo quân trú lại, bọn họ đang hưởng thụ thức ăn ngon nhân tộc đưa lên. Đồng thời, ở trong tử quán Thượng Hải Thành, mọi người có thể nhìn thấy rất nhiều cùng bạo hỏa pháp sư của liệt hỏa thần giáo cùng nhau uống rượu. Thám tử giáo đình thậm chí từ trong miệng mấy tên pháp sư say rượu moi ra không ít tình báo. Những pháp sư kia nói rằng bọn họ đang được nghỉ phép, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ra chinh. Những tin tình báo này được mấy ngàn nhân viên tình báo của giáo đình đồng thời xác nhận, tuyệt đối không thể nào xuất hiện sai lầm. Sau khi giáo hoàng nhận được tình báo vô cùng xác thực này, cả đêm hạ mệnh lệnh thúc giục Tây Á tiến công. Thật ra Tây Á rất là nghi vấn, bởi vì lần này quá khác thường, làm gì có đạo lý người nào mới vừa bị đánh má trái còn lập tức dơ má phải ra chứ. Đây không phải rõ ràng là muốn mời Tây Á tiến công hay sao? Cho nên Tây Á còn đang do dự, thế nhưng dưới sự thúc giục của giáo hoàng, hắn tìm không ra lý do để nói đây là bẫy rập. Dưới tình huống như vậy, Tây Á đành phải tạm thời buông xuống nghi vấn trong lòng, lĩnh quân xuất chinh. Không nghĩ tới, Tây Á tính trời tính biển cuối cùng vẫn bị thất công chúa lừa gạt. Rốt cuộc đây là xảy ra chuyện gì? Tây Á bắt đầu liều mạng tự hỏi rốt cuộc rủi ro đến từ đâu. Hắn nghĩ đến, trên tình báo nói quân đội chủ lực thất công chúa đều đóng tại Thượng Hải mà cảng thượng hải cách nơi này ít nhát cũng hơn vạn dặm tình báo là tuyệt đối không thể sai nhưng mà hiện tại ta lại bị nàng mai phục trong lúc bất chợt tây á đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng chẳng lẽ thất công chúa lần này đánh chặn quân đội của mình chỉ có một chiếc chiến hạm này tây á suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả xong nhất thời trên mặt một hồi xanh một hồi tím vừa thẹn vừa giận cơ hồ hắn sắp sửa giận điên bạo phát lên rồi ở trên tay hắn hiện tại có tới ba nghìn ma pháp chiến hạm tổng cộng có hơn 30 vạn chiến sĩ, còn có một đống lớn ma thú cùng với pháp sư, thực lực cường đại như thế, thất công chúa nhất định đã sớm biết được, nhưng mà nàng ta còn dám dùng một chiếc thuyền ngông nghênh chặn đường ở chỗ này, cũng quá xem thường hắn đi. Quả thực là kinh người quá đáng mà, ngay khi Tây Á nổi giận lôi đình, thất công chúa điều khiển hàng không mẫu hạm đã chính thức bắt đầu trận chiến đầu tiên của nó, đánh tới trước nhất là 5.000 viên minh hỏa đạn, y như hạ mưa đá phô thiên cái địa lao về phía phạm vi chung quanh chiến hạm giáo đình bên trong từng đợt nổ mạnh kinh thiên động địa mười mấy chiếc ma pháp chiến hạm ngay cả bức tường ma pháp cũng không kịp mở ra đã bị nổ tan thành từng mảnh nhỏ bay loạn đầy trời tiếp theo đó là đợt thứ hai thứ ba chỉ cách nhau mấy lần hô hấp hơn một trăm chiếc chiến hạm giáo đình ở cách hàng không mẫu hạm ba nghìn mét đều bị đánh nát những chiến hạm kia cho dù kịp thời khởi động bức tường ma pháp cũng vô ích nó bị khô lâu pháp sư cường lực quanh kích cùng lắm chỉ kiên trì qua vài giây đồng hồ liền hóa thành quả cầu lửa khổng lồ. Trận chiến đấu như thế này quả thực trung động, quá mức biến thái, không chỉ là pháp thuật cường đại uy lực làm cho người xem kinh hải, chỉ riêng xạ trình kinh khủng xa tới 3.000 m đã đủ làm cho người ta trợn mắt hốc mồm rồi, chuyện này căn bản là không thể tin nổi mà. Xạ trình 3.000 m đây là cái khái niệm gì chứ? Phải biết rằng một loại pháp thuật, tỉ như pháp thuật công kích mà giáo đình đang thi triển, tối đa cũng chỉ có xạ trình 1.000m mà thôi, so sánh với 3.000m ở bên kia thì thua kém cỡ nào đây, khẳng định còn chưa kịp đến gần đã bị hỏa lực người ta bắn tan thành cạn bã. Thiết giáp chiến hạm trước kia của chúng ta xạ trình pháp thuật cũng chỉ hơn 1.000m mà thôi, có 3 nguyên nhân giúp cho hàng không mẫu hạm có thể bắn xa như vậy. Một là hàng không mẫu hạm cực to đồng thời cũng khiến cho nó cực cao, ngay cả bông tàu phía dưới cùng đã cao hơn mặt biển mấy chục thước tầng trên cùng cao gần đến trăm mét, so với cái đài ngắm bên phía chiến hạm người ta còn cao hơn nhiều, nếu đứng trên chỗ cao đương nhiên là bắn được xa, đây là thường thức, không cần phải nói tỉ mỉ. Nguyên nhân thứ hai là hàng không mẫu hạm được thiết kế quá tuyệt vời, nó được đội ngũ pháp sư thiết kế vô số ma pháp trận nhỏ, ở trên ma pháp trận có gắn ma hạch phù hợp thuộc tính cho từng pháp sư, sau khi khởi động ma pháp trận, nó sẽ gia tăng uy lực và xạ trình ma pháp của pháp sư đồng thời còn có thể tiết kiệm ma lực cho pháp sư nữa vì thế nó có thể giúp cho pháp thuật pháp sư thi triển tăng lên một cấp bậc điểm xấu chính là ma pháp trận cần tiêu hao ma hạch cho nên đây là hành động đốt tiền nhưng mà hiệu quả phi thường rõ ràng đại tài chủ như ta hiện tại không cần phải quan tâm loại tiêu hao này hơn nữa đây là một tràng chiến đấu lấy một chọi một ngàn cho nên thất công chúa không hề nương tay chút nào một nguyên nhân cuối cùng đến từ ma trượng trên tay các khô lâu pháp sư hiện tại đã không giống lúc trước ta coi như đã thành người giàu có rồi, cho nên theo lời đề nghị của vong ưu, nhóm cô lâu pháp sư mạnh nhất này được nhận thêm hai cây ma trượng thượng đẳng cho tương xứng, một cây gia tăng uy lực ma pháp, một cây gia tăng xạ trình. Lúc nãy bọn họ đã dùng ma trượng xạ trình gia tăng khoảng cách để tiến hành công kích từ xa. Mặc dù có ba điều kiện này, thế nhưng không phải tất cả pháp sư đều có thể đạt tới xạ trình 3000m, chỉ có mấy trăm pháp sư đứng ở tầng trên cùng thôi. Pháp sư dựa theo lan can tàu sắp hàng từ trên cao nhìn xuống rồi thi triển ma pháp, nhóm pháp sư ở phía dưới bông thuyền có xạ trình tối đa chỉ hơn 2.000 mét, tuyệt đối không thể đạt tới 3.000, mặc dù sự thật là như thế, nhưng mà người khác lại không biết, hạm đội giáo đình nhìn thấy địch nhân ở khoảng cách 3.000 mét công kích đồng bọn, rồi hỏa cầu đột nhiên nổ mạnh phá tan từng chiếc hạm thành mảnh nhỏ, lúc ấy bọn họ trực tiếp ngớ người, một màn kinh người như thế xuất hiện. Bọn họ còn có ai dám tới gần chiếc hàng không mẫu hạm kinh khủng này chứ? Chuyện này khiến cho những chiến hạm còn lại của hạm đội giáo đình nhất thời mất đi dũng khí chiến đấu, cơ hồ tất cả chiến hạm giáo đình đều vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà Tây Á bây giờ lại không cam lòng, hơn 30 vạn đại quân, hơn 3.000 chiếc chiến hạm, nếu như bị thất công chúa một người một ngựa đánh cho chạy trốn tứ phía, vậy thì hắn khẳng định có thể xấu hổ và giận dữ đến mức tự sát. Hơn nữa, lần này hắn có mang đến vũ khí bí mật mà giáo hoàng an bài cho hắn cho nên nhìn thấy tình huống hiện tại thất công chúa bị lạc đàn như vậy tây á không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng trong lòng tự nhủ thất công chúa cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay lại dám lấy một chống một ngàn còn dám mang theo cờ màu máu ngươi điên cuồng cũng quá phận rồi đó ha ha hôm nay ta sẽ cho ngươi biết càng rỡ quá mức sẽ phải trả giá lớn đến cỡ nào nghĩ vậy tây á lập tức dùng ma pháp truyền âm tuyên bố mệnh lệnh thất công chúa cũng chỉ có một cái thuyền chúng ta lại có đến 3.000 ma pháp chiến hạm, chẳng lẽ chúng ta lại sợ một nữ nhân như nàng sao, đã khởi tinh thần lên, dùng tất cả ma pháp lên ma pháp hổ bích, lao lên phía trước, chỉ cần xông lên thì thắng lợi sẽ là của chúng ta, 30 vạn đại quân của chúng ta chẳng lẽ không đánh được một đám pháp sư sao. Chỉ cần xử lý nàng, chúng ta đã sáng tạo lịch sử, theo mệnh lệnh của Tây Á, bộ đội bên dưới bắt đầu do dự, có một ít bắt đầu quay đầu thuyền, có một ít muốn lui lại trước, mà đa số vẫn còn đứng quan vọng tây á hiểu vì trước đó mình cổ động sĩ khí nhiều lắm cơ hồ lần nào cũng thất bại nên thuộc hạ dần dần mất đi tín nhiệm đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi nếu muốn thuộc hạ tích cực lên thì chắc phải trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng mới được không cho bọn hắn một ít tin tưởng thì sợ rằng sẽ không ai nghe theo mình tuy rằng bại lộ con bài chưa lật trước sẽ rất nguy hiểm nhưng tình hình lúc này rất nguy cấp tây á cũng chỉ có thể đánh bạc một lần hắn bất đắc dĩ thở dài tự nhủ không ngờ một quan chỉ huy như ta đã sa đọa đến tình trạng không nhận được sự tín nhiệm của thuộc hạ nữa. Sau đó Tây Á lắc đầu, dứt bỏ hết thảy phiền não, trực tiếp hô, các ngươi lui bước, do dự là vì các ngươi không cảm thụ được sự vĩ đại của quan minh thần tộc, lúc này đây ta muốn nói cho các ngươi biết, không gì có thể chiến thắng được quan minh. Nói xong hắn đưa tay lên trời, bóp nát một ma pháp quyển trục, sau đó một đạo bạch quan phóng thẳng lên trời cao, tiếp đó, một đạo ánh sáng mạnh hơn lúc nãy gấp trăm ngàn lần xuất hiện giữa không trung, một đạo thiên giới chi môn màu vàng hiện ra, vô số thiên sứ từ bên trong lao ra, một lúc lâu sau mới dừng lại, mãi đến lúc này, một vị thiên sứ sáu cánh mới chậm chậm từ trong bay ra, nếu bần đạo ở đây, liếc mắt liền nhận ra thân phận của hắn, một trong thiên giới thất thần tướng, ba phát tạp, lúc trước chính hắn đuổi giết, làm cho ta và vong ưu phải từ địa hạ thế giới chạy lên trên mặt đất, làm chúng ta buồn bực muốn chết cuối cùng hắn bị ta và vong ưu liên thủ đánh lén, bản thân trọng thương, chạy về thiên giới tu dưỡng. Sau khi ba phát tạp đi ra, thiên giới chi môn cũng chậm chậm đóng lại, hóa ra quyển trục của Tây Á cũng chỉ là phóng ra một tín hiệu không gian tọa độ, chỉ cần tín hiệu rơi vào tay thiên giới, đám điểu nhân sẽ dựa theo tọa độ đó, mở cánh cửa không gian ra trợ giúp. Tất nhiên loại trợ giúp này cũng có giới hạn bởi bộ đội thiên giới vẫn chưa tập hợp xong, bây giờ còn chưa đến lúc phát động, cũng vì vậy, để không kinh động tự nhiên nữ thần quá mức lần trợ giúp này của thiên giới cũng có hạn chế là quân đội không quá vạn sáu cánh không quá tam nói cách khác quân đoàn thiên sứ không thể vượt qua một vạn người thiên sứ sáu cánh lại không thể vượt quá ba đám điểu nhân vừa bay ra đúng một vạn trong đó cứ đội trưởng một trăm người là thiên sứ bốn cánh đầu lĩnh tất nhiên là tên sáu cánh ba phát tạp này có câu là người đến một vạn vô tận vô biên hiện tại chính là như vậy điểu nhân đầy trời như ông mật nhìn sơ qua thì không ai có thể đếm rõ rốt cuộc có bao nhiêu, dù sao chỉ biết là nhiều thôi. Lúc này thiên sứ sáu cánh ba phát tạp bắt đầu biểu diễn, bản thân hắn là phụ trợ thiên sứ, tinh thông thêm vào phụ trợ nên vung tay lên liền thêm vào một đống lớn pháp thuật hữu ích với giáo đình chiến sĩ trong vòng 10 dặm, đặc biệt là tinh thần pháp thuật phấn chấn sĩ khí. Một khi thêm vào thì cơ hồ tất cả chiến sĩ tràn ngập dũng khí chiến đấu ngay trong nháy mắt, một đám tru tréo lên làm cả chiến hạm rung rung, đều lao về chiến hạm của thất công chúa, mà ngay cả những người vừa rồi lui bước cũng không ngoại lệ. Ngoài pháp thuật cho lực lượng ra còn có thiên sứ sáu cánh ba phát tạp dẫn viện quân đến nên làm cho bọn họ có rất nhiều dũng khí, chiến sĩ luôn vậy, thấy chắc bại thì sĩ khí cực thấp, thấy chắc thắng thì lại cao chót vót lên. Tây Á nhìn thuộc hạ mình như lan như hổ vây kính thất công chúa, điểu nhân trên trời cũng bắt đầu lao xuống quấy rầy, không cần nói cũng biết trong lòng hưng phấn đến chừng nào, ha ha, này thì ngông cuồng, chưa rõ gì cả liền treo lên huyết sắc song kỳ ta rất muốn nhìn xem bây giờ các ngươi làm gì được nữa hàng không mẫu hạm do thất công chúa chỉ huy cũng không vì quân đoàn thiên sứ đến mà có chút lùi bước đón hạm đội của giáo đình vẫn thẳng tiến về phía trước tư thế kia quả thực căn bản không để hạm đội và viện quân vào mắt giống như mấy chục vạn người kia chỉ là con kiến vậy đừng nói tây á tức tối không thôi đến ba phát tạp cũng tức giận vô cùng bất quá sau lần bị ta đánh cho trọng thương thì ít nhiều cũng thu liễm được một ít trở nên cẩn thận hơn hắn sợ ở đây có âm mưu nên trước tiên hạ lệnh quân đoàn thiên sứ phái một ít bộ đội thử công kích các thiên sứ thì thử nhưng hạm đội giáo định lại chơi thật lao về phía trước tây á mệnh lệnh bộ đội sau khi tiến vào tầm bắn ba nghìn thước của thất công chúa lập tức phóng thủy quỷ từ dưới lòng nước sáp lại gần chiến hạm quá lớn quả thực giống như bia ngắm sống của pháp sư vậy nhưng hắn cũng không tin chẳng lẽ chia lẻ binh lính ra cũng dễ dàng bị đánh sao? Hôm nay hắn phải từ trên trời, mặt biển và dưới lòng biển tập thể tiến công chiến hạm này của thất công chúa, hắn cũng không tin mấy ngàn pháp sư có thể chịu được sự tấn công mãnh liệt của quân mình, trong đó còn có một vạn quân đoàn thiên sứ. Sau đó, bộ đội hai bên rất nhanh tiếp cận với nhau, hàng không mẫu hạm phát uy trước, vô số minh hỏa đạn như không cần tiền, phô thiên cái địa bay tới tuy chiến hạm của giáo đình toàn lực dốc ma pháp vào hổ bích nhưng vẫn bị tạc nổ thương vong thảm trọng nhưng thủy quỷ bộ đội lại không thương tổn nhiều lắm từng mảng từng mảng bộ đội đông nghìn nghiệp như con kiến phiêu phù trên mặt biển bơi về phía hàng không mẫu hạm mà thiên sứ cũng phái ra mấy trăm người từ bốn phương tám hướng đến gần hàng không mẫu hạm nhưng không đợi bọn họ đến gần hơn trăm tòa minh quan tháp trên hàng không mẫu hạm cùng phát động từng đạo ánh sáng màu đen phá không vừa nhanh vừa mạnh lại còn rất chuẩn giống như một thanh trường thương đâm thủng tất cả điểu nhân. Minh quan tháp loại nhỏ, cao chừng 10 thước có thể bắn thủng một vết thương lớn chừng cái tô trên người thiên sứ hai cánh, nếu trúng đầu hoặc ma hạch thì sẽ trực tiếp mất mạng, linh hồn quay lại sinh trì. Nếu không đánh trúng yếu hại thì vết thương từ loại pháp thuật tử vong thuộc tính áp suất cũng rất khó khép lại, trừ phi được thiên sứ cao cấp chữa trị cho, nếu không cũng chỉ có thể rời khỏi trận chiến này. Nhưng với thiên sứ bốn cánh mà nói, ma pháp thuẫn của họ ít nhất có thể ngăn cản hai ba lần công kích như vậy, cho dù thân thể bị bắn thủng cũng có thể dựa vào ma lực hơi mạnh của mình cố gắng khu trừ hết tử vong năng lượng, sau đó nhanh chóng trị liệu, lại khôi phục sức chiến đấu. Minh quan tháp cỡ trung cao hơn trăm thước có thể đủ trực tiếp bi hiếp thiên sứ bốn cánh, bị nó bắn trúng thì vết thường lớn chừng đường kính một thước, tỷ lệ bắn trúng yếu hại khá cao, cho dù may mắn còn sống thì tử vong khí tức nồng đậm trong vết thương cũng đủ để thiên sứ bốn cánh đánh mất sức chiến đấu. Về phần thiên sứ hai cánh thì minh quan tháp cỡ trung tuyệt đối có thể dây sát, chẳng sợ vẻn vẹn chỉ bắn trúng cánh cũng đủ làm tử vong khí tức đoạt đi mạng nhỏ. Nếu không hay ho thì ngay cả linh hồn cũng bị thương nặng, thậm chí trực tiếp bị hủy diệt. Đối phó với mấy trăm điểu nhân thử công kích thì tất nhiên thất công chúa sẽ không vận dụng 16 tòa minh quan tháp cỡ trung trên chiến hạm, muốn khống chế chúng nó cần vài trăm khô lâu pháp sư, bây giờ còn chưa cần thiết. Kỳ thật minh quan tháp cỡ trung chuyên môn dùng đối phó với cao thủ, ít nhất cũng phải 4-6 cánh mới xứng dùng đến nó. Dù như vậy nhưng ánh sáng từ minh quan tháp loại nhỏ bắn ra cũng làm cho mấy trăm điểu nhân thương vong thảm trọng. Minh quan tháp đều 3 năm cái phối hợp bắn một con điểu nhân, hơn nữa lặp đi lặp lại, bắn cho mục tiêu biến thành tổ ong mới thôi, điểu nhân cơ hồ là chết chắc rồi mà tần suất bắn của Minh Quang Tháp cũng rất cao, cơ hồ 3 giây một lần, bởi trước đó đều dùng tinh thần lực tập trung mục tiêu nên tỷ lệ trúng mục tiêu lại quá cao, cơ hồ là ngoài 95%, dưới tình huống như vậy, điểu nhân bị phái đi thử rụng như mưa, tình hình vô cùng thê thảm, điểu nhân cũng là người, kỳ thật cũng rất sợ chết, đối mặt với vũ khí khủng bố như vậy lập tức chạy rất xa, lâu lâu mới tiến hành khiêu khích một lần, cũng không dám đến gần nữa. Tuy rằng tầm bắn của Minh Quang Tháp cơ hồ là vô hạn, chỉ cần trong tầm mắt là có thể bắn tới, nhưng khoảng cách quá xa thì pháp sư không dễ tập trung, từ đó tỷ lệ trúng mục tiêu giảm xuống rất nhiều nên sau khi điểu nhân bay đi xa xa, Minh Quang Tháp cũng dừng lại, bất quá pháp sư vẫn không rời đi, vẫn đứng đó sẵn sàng đón địch. Có điểu nhân kiềm chế, khô lâu pháp sư dùng để phóng ra minh hỏa đạn trên hàng không mẫu hạm liền thiếu đi mấy trăm nên áp lực hạm đội của giáo đình nhỏ đi rất nhiều, bọn họ xem nó như cơ hội càng thêm điên cuồng lao về phía hàng không mẫu hạm bởi chiến hạm giáo đình nhiều lắm hơn nữa hàng không mẫu hạm cũng đã xâm nhập nội bộ hạm đội của người ta nên hoàn toàn bị vây quanh làm chiến hạm của giáo đình có thể vây kín từ bốn phía hàng không mẫu hạm bị bắt buộc ứng phó với địch nhân từ bốn phương tám hướng dù hỏa lực có mạnh hơn nữa cũng bắt đầu có chút lấy trứng chọi đá làm cho khoảng cách chiến hạm của giáo đình ngày càng gần ngay khi chiến hạm giáo đình sắp đến gần một ngàn thước cũng là tầm bắn của họ thì đột nhiên trên hàng không mẫu hạm truyền ra từng đợt âm thanh của ma pháp chú ngữ, âm thanh từ trên đỉnh bông thuyền truyền đến, chú ngữ rất nhanh dừng lại, sau đó năm đạo bạch quan chói mắt từ đuôi bông thuyền hiện lên, năm con rồng kim loại thật lớn xuất hiện trước mặt mọi người, cánh đều dài hơn 30 thước, hình thể cường tráng, bộ dáng bưu hãn, toàn thân phủ một lớp da màu lửa đỏ, bóng loáng. Sau khi chúng nó xuất hiện, gầm một tiếng rồng ngâm liền bay lên trời cao, vừa lúc gặp phải các thiên sứ đến quấy rầy hai bên bạo phát một hồi đại chiến thật ra căn bản không thể gọi là đại chiến vũ khí của các thiên sứ chém lên người rồng kim loại nhiều nhật để lại vết xước nhợt nhạt cho dù là ánh mắt nơi yếu ớt nhất hay nghịch lân cũng vậy các thiên sứ căn bản không có tạo nên thương tổn có ý nghĩa gì với mấy con rồng này về phần pháp thuật thì càng không phải nói công kích pháp thuật của quan minh hệ lực phá hoại vốn thấp căn bản không làm gì được đống sắt này Tuy rằng sát thương rất cao với cốt long của vong linh hệ nhưng ít nhất các thiên sứ phải đánh phát tầng áo khoác kim loại bên ngoài mới có thể đụng đến bản thể ở trong, cái này quả thật rất khó khăn, cơ hồ không thể. Lớp áo khoác bên ngoài của cốt long dày đến mấy thước, không chỉ tài liệu của nó vốn là tinh cương kháng đòn, còn trải qua các loại thủ đoạn xử lý, làm cho tấm áo này không chỉ co giãn mềm mại như cao su mà còn chống cự được công kích pháp thuật và vật lý nữa, muốn đánh vỡ nó nói dễ hơn làm a à. ngược lại phản kích của kim chúc cự long rất sắc bén chân to túng một cái thân hình mảnh khảnh của thiên sứ như con chuột trên tay tinh tinh nhẹ nhàng sờ liền biến thành thịt vụn cái đuôi và cánh của chúng chỉ cần chạm nhẹ vào thiên sứ là có thể đánh nát toàn thân rồi nếu nặng hơn một chút thì sẽ trực tiếp phân thay thiên sứ khủng bố nhất là năm con rồng kim loại tuy không có pháp thuật nhưng vẫn giữ lại kỹ năng chiêu bài của long tộc phun long tức một ngụm phun qua tảng lớn điểu nhân trong phạm vi mấy chục thước liền biến thành gà quay hơn nữa còn là cái loại quá lửa khét lẹt điểu nhân đen thui từ trên trời rơi xuống biển đa phần đều ngay giữa không trung đã bị gió biển thổi tán ra sau đó dung hòa vào biển rộng năm con rồng kim loại như hổ nhập dương đàn nhanh chóng gọn lẹ đánh tan mấy trăm điểu nhân bên này còn chưa chạy xong bên kia lại có năm con phong hệ kim chúc cự long màu xanh nhạt bay lên bởi chúng nó là phong hệ nên tốc độ bay rất nhanh một số điểu nhân vốn tưởng rằng đã an toàn chạy thoát, còn chưa kịp phản ứng đã bị cánh của chúng trảm thành hai, mà lúc này âm thanh chú ngữ trầm thấp lại vang lên, hiển nhiên đang chuẩn bị triệu hoán năm con rồng kim loại khác nữa. Tây Á cùng với ba phát tạp thấy tình cảnh này liền chấn động, bọn họ chưa từng nhìn thấy rồng kim loại, lần đầu gặp không khỏi có chút sợ hãi, hơn nữa biểu hiện xuất sắc của năm con rồng đầu tiên làm họ cảm thấy rung động, bây giờ lại xuất hiện thêm năm con, ai biết còn bao nhiêu chứ nên hai người lập tức sốt ruột, hiển nhiên chuyện quan trọng nhất bây giờ là bắt đám pháp sư này câm miệng, tuy 10 con rồng kim loại lợi hại nhưng chống lại một vạn thiên sứ từ ba phát tạp xuất lĩnh cũng không có mấy phần thắng, quan trọng là phía thất công chúa, không cần nhiều, chỉ cần khoảng 100 con thôi thì chỉ sợ không phải đám người ba phát tạp có thể ứng phó, Tây Á cùng ba phát tạp cũng biết thành bại đều ở lúc này, chỉ cần không ngăn cản được triệu hoán thuật của thất công chúa thì chắc chắn bọn hắn sẽ thua bởi vậy ba phát tạp quyết định thật nhanh mệnh lệnh toàn bộ điểu nhân đều phóng ra phải ngăn cản pháp sư trên hàng không mẫu hạm thi triển pháp thuật đồng thời ba phát tạp cũng lấy cái hòm của mình ra gia tăng đại diện tích với thủ hạ của mình khi pháp thuật của ba phát tạp có hiệu lực trên người các thiên sứ dần dần hình thành một kiện áo giáp từ ánh sáng tạo thành đây là toàn thân giáp ngay cả mũ giáp cũng có pháp thuật này là quan chi lễ tán thăng cấp là pháp thuật cấp cấm chú nó không chỉ gia tăng lực phòng ngự lực công kích và khôi phục mà còn làm cho tốc độ phi hành của điêu nhanh điên cuồng tăng lên không chỉ hai lần, làm cho điểu nhân có thể tránh né được một ít công kích, cũng nhanh chóng tiếp cận khô lâu pháp sư. Đồng thời Tây Á còn phái đám pháp sư còn thừa ra, lấy tác mễ lạp làm đầu tàu, tạo thành ma pháp trận, chế tạo gió to để gia tăng tốc độ của chiến hạm. Ba phát tạp cùng Tây Á đều đã dùng đến thủ đoạn cực mạnh, lúc này có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, bọn họ đều hận không thể lập tức đứng trên hàng không mẫu hạm, sau đó xử lý thất công chúa, thu được chiếc thuyền bảo bối làm họ đỏ mắt này. Nhưng mà hy vọng càng cao, thất vọng lại càng lớn, sự thật luôn rất tàn khốc. Thất công chúa thân kinh bách chiến, 12 tuổi đã được người tôn là nữ vũ thần thì sao có thể dễ bị đánh bại đây? Không có tuyệt chiêu thì nàng dám lấy một địch ngàn sao? Trong phòng chỉ huy của hàng không mẫu hạm, thất công chúa nhìn chầm chầm một thủy tinh cầu đường kính chừng một thước, ở trên là bản vẽ sao chụp từ trên xuống toàn bộ chiến trường, đây là đồ chơi mới được phát minh sau khi tham khảo trung tâm thủy tinh của thiên không chi thành, có nó, quan chỉ huy có thể an toàn ngồi trong phòng hạm trưởng, tùy thời quan sát đến tình hình trên chiến trường, hơn nữa còn có thể truyền đi mệnh lệnh đến bất cứ nơi nào trên chiến hạm. Lúc này trên thủy tinh cầu cho thấy đám điểu nhân được tăng lực, tốc độ phi hành đột nhiên tăng nhiều, như tên rời cung bay về phía các pháp sư trên đỉnh hàng không mẫu hạm, mà hạm đội của giáo đình không chỉ số lượng mà tốc độ cũng nhanh hơn không ít, đang cố gắng tiếp cận. Ha ha, không ngờ con điểu nhân sáu cánh kia cũng có tài nha. Biểu hiện lần này của Tây Á rốt cục cũng có thể xem như nam nhân, không giống như lúc trước, thấy ta liền bỏ chạy. Thất công chúa khinh thường cười lạnh nói, đáng tiếc, không chạy thì chết càng khó coi hơn. Ha ha. Ái Liên Na đứng bên cạnh thất công chúa cười nói, hắn có thể chạy sao? Trên tay hắn có đến 3.000 ma pháp chiến hạm, 30 vạn đại quân thêm một vạn điểu nhân A nếu chừng đó còn bị một chiếc thuyền của chúng ta dọa chạy thì hắn không xấu hổ đến chết sao ha ha thất công chúa cười to nói nếu hắn chạy trốn thì xấu hổ đến chết vậy nếu hắn thua trận thì xấu hổ thành cái gì đây ai biết được ái liên na cười nói nếu ta là hắn thì trước tiên xấu hổ đến tự sát một lần sau đó chuyển kiếp thành thiên sứ lại tự sát lần nữa sau đó lại chuyển kiếp lại tự sát mãi đến không còn xấu hổ mới thôi ha ha thất công chúa rất vất vả ôm bụng cười nói, vậy thì hắn rõ ràng ở trong chuyển sinh trì vĩnh viễn vọc nước cho khỏe, ha ha. Ái liên na cũng không ngừng cười theo, sau đó đột nhiên dừng lại một chút, nói với thất công chúa, mau nhìn, rất nhiều điểu nhân đã đột phá sự ngăn cản từ rồng kim loại rồi kia, ngươi xem bọn họ hưng phấn không kìa, hắc hắc. Thất công chúa cười gian nói, không biết nếu bọn họ biết mình sắp biến thành gà quay thì còn có thể cười sáng lạng như thế không nhỉ, ha ha hai nữ nhân lại ôm nhau cười ở bên ngoài hàng ngàn điểu nhân từ bốn phương tám hướng phát động tấn công mà lúc này chung quanh hàng không mẫu hạm cũng chỉ có hai mươi con rồng kim loại ngăn cản vì để thích hợp thân thể thật lớn của rồng kim loại nên rồng kim loại cách chiến hạm chừng một hai ngàn thước để tránh đụng nhầm thuyền mình vì thân hình rồng kim loại quá lớn thích hợp với phá hư và công thành nhưng lại rất không hợp với ngăn lại điểu nhân hình thể nhỏ nhắn tốc độ lại rất nhanh nên dù liều mạng dùng long tức ngăn điểu nhân nhưng cũng không lấy được hiệu quả thực chất gì. Điểu nhân cũng là người, kỳ thật cũng rất sợ chết, đối mặt với vũ khí khủng bố như vậy lập tức chạy rất xa, lâu lâu mới tiến hành khiêu khích một lần, cũng không dám đến gần nữa. Tuy rằng tầm bắn của Minh Quang Tháp cơ hồ là vô hạn, chỉ cần trong tầm mắt là có thể bắn tới nhưng khoảng cách quá xa thì Pháp Sư không dễ tập trung. Từ đó tỷ lệ trúng mục tiêu giảm xuống rất nhiều nên sau khi điểu nhân bay đi xa xa, Minh Quang Tháp cũng dừng lại, bất quá Pháp Sư vẫn không rời đi, vẫn đứng đó sẵn sàng đón địch, có điểu nhân kiềm chế, khô lâu Pháp Sư dùng để phóng ra Minh Hỏa Đạn trên hàng không mẫu hạm liền thiếu đi mấy trăm nên áp lực hạm đội của giáo đình nhỏ đi rất nhiều, bọn họ xem nó như cơ hội, càng thêm điên cuồng lao về phía hàng không mẫu hạm, bởi chiến hạm giáo đình nhiều lắm. Hơn nửa hàng không mẫu hạm cũng đã xâm nhập nội bộ hạm đội của người ta nên hoàn toàn bị vây quanh, làm chiến hạm của giáo đình có thể vây kính từ bốn phía hàng không mẫu hạm bị bắt buộc ứng phó với địch nhân từ bốn phương tám hướng dù hỏa lực có mạnh hơn nữa cũng bắt đầu có chút lấy trứng chọi đá làm cho khoảng cách chiến hạm của giáo đình ngày càng gần ngay khi chiến hạm giáo đình sắp đến gần một ngàn thước cũng là tầm bắn của họ thì đột nhiên trên hàng không mẫu hạm truyền ra từng đợt âm thanh của ma pháp chú ngữ âm thanh từ trên đỉnh bông thuyền truyền đến chú ngữ rất nhanh dừng lại sau đó năm đạo bạch quan chói mắt từ đuôi bông thuyền hiện lên, năm con rồng kim loại thật lớn xuất hiện trước mặt mọi người, cánh đều dài hơn 30 thước, hình thể cường tráng, bộ dáng bưu hãn, toàn thân phủ một lớp da màu lửa đỏ, bóng loáng. Sau khi chúng nó xuất hiện, gầm một tiếng rồng ngâm liền bay lên trời cao, vừa lúc gặp phải các thiên sứ đến quấy rầy, hai bên bạo phát một hồi đại chiến, thật ra căn bản không thể gọi là đại chiến, vũ khí của các thiên sứ chém lên người rồng kim loại, nhiều nhật để lại vết xước nhợt nhạt, cho dù là ánh mắt, nơi yếu ớt nhất hay nghịch lân cũng vậy, các thiên sứ căn bản không có tạo nên thương tổn có ý nghĩa gì với mấy con rồng này. Về phần pháp thuật thì càng không phải nói, công kích pháp thuật của quan minh hệ lực phá hoại vốn thấp, căn bản không làm gì được đống sắt này. Tuy rằng sát thương rất cao với cốt long của vong linh hệ nhưng ít nhất các thiên sứ phải đánh phát tầng áo khoác kim loại bên ngoài mới có thể đụng đến bản thể ở trong, cái này quả thật rất khó khăn, cơ hồ không thể. Lớp áo khoác bên ngoài của cốt long dày đến mấy thước, không chỉ tài liệu của nó vốn là tinh cương kháng đòn, còn trải qua các loại thủ đoạn xử lý, làm cho tấm áo này không chỉ co giãn mềm mại như cao su mà còn chống cự được công kích pháp thuật và vật lý nữa, muốn đánh vỡ nó. Nói dễ hơn làm a. À. ngược lại, phản kích của kim trúc cự long rất sắc bén, chân to túng một cái, thân hình mảnh khảnh của thiên sứ như con chuột trên tay tinh tinh, nhẹ nhàng sờ liền biến thành thịt vụn cái đuôi và cánh của chúng chỉ cần chạm nhẹ vào thiên sứ là có thể đánh nát toàn thân rồi, nếu nặng hơn một chút thì sẽ trực tiếp phân thay thiên sứ. Khủng bố nhất là, năm con rồng kim loại tuy không có pháp thuật nhưng vẫn giữ lại kỹ năng chiêu bài của long tộc, phun long tức, một ngụm phun qua, tảng lớn điểu nhân trong phạm vi mấy chục thước liền biến thành gà quay, hơn nữa còn là cái loại quá lửa khét lẹt. Điểu nhân đen thui từ trên trời rơi xuống biển, đa phần đều ngay giữa không trung đã bị gió biển thổi tán ra, sau đó dung hòa vào biển rộng. Năm con rồng kim loại như hổ nhập dương đàn, nhanh chóng gọn lẹ đánh tan mấy trăm điểu nhân, bên này còn chưa chạy xong, bên kia lại có năm con phong hệ kim chúc cự long màu xanh nhạt bay lên, bởi chúng nó là phong hệ nên tốc độ bay rất nhanh, một số điểu nhân vốn tưởng rằng đã an toàn chạy thoát, còn chưa kịp phản ứng đã bị cánh của chúng trảm thành hai, mà lúc này âm thanh chú ngữ trầm thấp lại vang lên, hiển nhiên đang chuẩn bị triệu hoán năm con rồng kim loại khác nữa tây á cùng với ba phát tạp thấy tình cảnh này liền chấn động bọn họ chưa từng nhìn thấy rồng kim loại lần đầu gặp không khỏi có chút sợ hãi hơn nữa biểu hiện xuất sắc của năm con rồng đầu tiên làm họ cảm thấy rung động bây giờ lại xuất hiện thêm năm con ai biết còn bao nhiêu chứ nên hai người lập tức sốt ruột hiển nhiên chuyện quan trọng nhất bây giờ là bắt đám pháp sư này câm miệng tuy mười con rồng kim loại lợi hại nhưng chống lại một vạn thiên sứ từ ba phát tạp xuất lĩnh cũng không có mấy phần thắng Quan trọng là phía thất công chúa, không cần nhiều, chỉ cần khoảng 100 con thôi thì chỉ sợ không phải đám người ba phát tạp có thể ứng phó. Tây Á cùng ba phát tạp cũng biết thành bại đều ở lúc này, chỉ cần không ngăn cản được triệu hoán thuật của thất công chúa thì chắc chắn bọn hắn sẽ thua. Bởi vậy ba phát tạp quyết định thật nhanh, mệnh lệnh toàn bộ điểu nhân đều phóng ra, phải ngăn cản pháp sư trên hàng không mẫu hạm thi triển pháp thuật. Đồng thời ba phát tạp cũng lấy cái hồng của mình ra, gia tăng đại diện tích với thủ hạ của mình. Khi pháp thuật của ba phát tạp có hiệu lực, trên người các thiên sứ dần dần hình thành một kiện áo giáp từ ánh sáng tạo thành, đây là toàn thân giáp, ngay cả mũ giáp cũng có, pháp thuật này là quan chi lễ tán thăng cấp, là pháp thuật cấp cấm chú, nó không chỉ gia tăng lực phòng ngự, lực công kích và khôi phục mà còn làm cho tốc độ phi hành của điêu nhanh điên cuồng tăng lên không chỉ hai lần, làm cho điểu nhân có thể tránh né được một ít công kích, cũng nhanh chóng tiếp cận khô lâu pháp sư, đồng thời Tây Á còn phái đám pháp sư còn thừa ra, lấy tác mễ lạp làm đầu tàu, tạo thành ma pháp trận, chế tạo gió to để gia tăng tốc độ của chiến hạm. Ba phát tạp cùng Tây Á đều đã dùng đến thủ đoạn cực mạnh, lúc này có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, bọn họ đều hận không thể lập tức đứng trên hàng không mẫu hạm, sau đó xử lý thất công chúa, thu được chiếc thuyền bảo bối làm họ đỏ mắt này. Nhưng mà hy vọng càng cao, thất vọng lại càng lớn, sự thật luôn rất tàn khốc. Thất công chúa thân kinh bách chiến, 12 tuổi đã được người tôn là nữ vũ thần thì sao có thể dễ bị đánh bại đây? Không có tuyệt chiêu thì nàng dám lấy một địch ngàn sao? Trong phòng chỉ huy của hàng không mẫu hạm, thất công chúa nhìn chầm chầm một thủy tinh cầu đường kính chừng một thước, ở trên là bản vẽ sao chụp từ trên xuống toàn bộ chiến trường. Đây là đồ chơi mới được phát minh sau khi tham khảo trung tâm thủy tinh của thiên không chi thành, có nó, quan chỉ huy có thể an toàn ngồi trong phòng hạm trưởng, tùy thời quan sát đến tình hình trên chiến trường hơn nữa còn có thể truyền đi mệnh lệnh đến bất cứ nơi nào trên chiến hạm lúc này trên thủy tinh cầu cho thấy đám điểu nhân được tăng lực tốc độ phi hành đột nhiên tăng nhiều như tên rời cung bay về phía các pháp sư trên đỉnh hàng không mẫu hạm mà hạm đội của giáo đình không chỉ số lượng mà tốc độ cũng nhanh hơn không ít đang cố gắng tiếp cận ha ha không ngờ con điểu nhân sáu cánh kia cũng có tài nha biểu hiện lần này của tây á rốt cục cũng có thể xem như nam nhân không giống như lúc trước thấy ta liền bỏ chạy thất công chúa khinh thường cười lạnh nói, đáng tiếc, không chạy thì chết càng khó coi hơn, ha ha. Ái Liên Na đứng bên cạnh thất công chúa cười nói, hắn có thể chạy sao? Trên tay hắn có đến 3.000 ma pháp chiến hạm, 30 vạn đại quân thêm một vạn điểu nhân A, à, nếu chừng đó còn bị một chiếc thuyền của chúng ta dọa chạy thì hắn không xấu hổ đến chết sao, ha ha. Thất công chúa cười to nói, nếu hắn chạy trốn thì xấu hổ đến chết, vậy nếu hắn thua trận thì xấu hổ thành cái gì đây? Ai biết được. Ái Liên Na cười nói, nếu ta là hắn thì trước tiên xấu hổ đến tự sát một lần, sau đó chuyển kiếp thành thiên sứ lại tự sát lần nữa, sau đó lại chuyển kiếp lại tự sát, mãi đến không còn xấu hổ mới thôi. Ha ha. Thất công chúa rất vất vả ôm bụng cười nói, vậy thì hắn rõ ràng ở trong chuyển sinh trì vĩnh viễn vọc nước cho khỏe. Ha ha. Ái Liên Na cũng không ngừng cười theo, sau đó đột nhiên dừng lại một chút, nói với Thất công chúa, "Mau nhìn rất nhiều điểu nhân đã đột phá sự ngăn cản từ rồng kim loại rồi kia, ngươi xem bọn họ hưng phấn không kìa, hắc hắc. Thất công chúa cười gian nói, không biết nếu bọn họ biết mình sắp biến thành gà quay thì còn có thể cười sáng lạng như thế không nhỉ, ha ha. Hai nữ nhân lại ôm nhau cười, ở bên ngoài, hàng ngàn điểu nhân từ bốn phương tám hướng phát động tấn công, mà lúc này chung quanh hàng không mẫu hạm cũng chỉ có hai mươi con rồng kim loại ngăn cản, vì để thích hợp thân thể thật lớn của rồng kim loại nên rồng kim loại cách chiến hạm chừng một hai ngàn thước để tránh đụng nhầm thuyền mình vì thân hình rồng kim loại quá lớn thích hợp với phá hư và công thành nhưng lại rất không hợp với ngăn lại điểu nhân hình thể nhỏ nhắn tốc độ lại rất nhanh nên dù liều mạng dùng long tức ngăn điểu nhân nhưng cũng không lấy được hiệu quả thực chất gì nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha